Bạch Tư trợn tròn mắt, không hiểu sao Hoa Tiểu Mạn lại hỏi như vậy. Điều đó quả thực như một tảng đá đè nặng trong tim nàng, thực không biết phải đề cập đến như thế nào, nàng đáp đúng thế. Hoa Tiểu Mạn thần sắc cổ quái nói, nhưng, để muội xem lại mạch, dường như chuyện này có điều gì không bình thường. Bạch Tư thất kinh, sao muội lại nói thế? Hoa Tiểu Mạn nói, theo lý mà nói thì khi tỷ mang thai vẫn chưa gặp Lãng Vô Tâm mà, làm sao có con với hắn được. Đứa con này tuyệt đối không phải của hắn, trước khi đến Trung Nguyên thì tỷ đã mang thai rồi mà. Có thật không? Câu hỏi này tuy là hỏi Hoa Tiểu Mạn nhưng ánh mắt nàng lại cứ nhìn chằm chằm vào Hy Bình rồi nói một cách nhỏ nhẹ với Hy Bình, đứa con trong bụng là của chàng à. Hy Bình mỉm cười, ta đã nói rất nhiều lần. Chỉ cần nàng nói yêu ta thì ta sẽ cho nàng một điều ngạc nhiên. Thật sự ta biết đứa con trong bụng của nàng là của ta từ lâu rồi. Bất cứ người phụ nữ nào khi mang thai với ta, khi ta ôm họ thì đều có một cảm giác huyết nhục tương thông. Bạch Tư rơi nước mắt và cười một cách lạnh lùng, chàng đã gạt ta bao lâu nay. Hèn gì lần nào ta nhắc đến đứa con trong bụng thì chàng cứ tỏ vẻ không quan tâm. Ta thật sự tưởng chàng rất rộng lượng thì ra chàng đã biết nó là đứa con của chàng. Tại sao phải gạt ta? Chàng cảm thấy vui khi gạt ta sao? Chàng không nghĩ đến tâm trạng của ta sao? Đúng là ta yêu chàng, chính vì yêu chàng nên ta mới cảm thấy có lỗi với chàng. Cứ nghĩ rằng mình đã mang thai với tên kia, nhưng chàng không có lỗi với ta sao? Chàng sao có thể tổn thương ta lường gạt ta như vậy? Ta vốn đã rất đau lòng, nhưng tại sao chàng lại làm ta đau lòng thêm nữa? Hy Bình làm ra vẻ vô cùng lo lắng vội giải thích, Tư Nhi. Làm sao khác được, ta thật sự không cố ý. Không tưởng nàng sau náo lại nói yêu ta, nàng đã tặng ta một món lễ vật, ta không muốn sự việc xảy ra như thế này. Bạch Tư làm bộ cự tuyệt hắn, chàng đừng có ôm ta hận chàng. Hy Bình nói, đừng bướng bỉnh như thế, nếu tính những chuyện ta đã gạt nàng thì đây cũng chỉ là chuyện vụn vặt mà thôi. Bạch Tư nghiến răng, đối với ta mà nói thì đây lại là chuyện rất quan trọng. Hy Bình không biết nói gì hơn, chỉ ôm nàng không buông. Bạch Tư buồn bã nói, ta không thể bỏ qua cho chàng. Ngày mai ta sẽ rời khỏi Trường Xuân Đường tới Tiên Duyên Cốc gặp sư phụ và sư nương. Hy Bình năn nỉ, đừng đi mà. Bạch Tư kiên quyết nói, ta phải đi. Hy Bình thở dài nói, rồi nàng sẽ trở lại chứ. Bạch Tư nhìn Hy Bình nói, với ta, đứa con này cũng chỉ như một giấc mộng. Cũng như ta chỉ yêu một nam nhân duy nhất đó là chàng. Nhưng chàng lại luôn lừa dối ta, làm tổn thương ta. Nếu một ngày ta có thể bỏ qua cho chàng ta sẽ quay trở lại. Nếu như không có cách nào tha thứ cho chàng, ta cả đời này cũng sẽ không trở lại bên chàng nữa. Hy Bình thống khổ nói, thực sự nàng hận ta đến thế sao? Bạch Tư nói, cũng bởi vì ta yêu nên mới phải ra đi. Khi nào? Hy Bình biết rằng không có cách nào có thể thay đổi được quyết định của nàng. Bạch Tư nghĩ một hồi rồi lên tiếng, bây giờ. Tiểu thư, có thể để Chỉ Nhi đi cùng được không? Tiếng của Bạch Chỉ cùng lúc cất lên sau lưng Hy Bình. Lãnh Như Băng chúng nữ đã đến đây được một lúc, chỉ có điều các nàng im lặng không lên tiếng mà thôi. Hoa Tiểu Mạn hướng đến Hy Bình nói, thật xin lỗi chàng. Hy Bình đáp, thật kỳ lạ, không thể hiểu được. Ta sớm muộn gì cũng phải y tìm hiểu bằng được. Bạch Liên liếc mắt qua nói, Bạch Tư, sao cô có thái độ như thế? Lão công chúng tôi đâu cố ý lừa dối. Cô lại luôn lừa gạt chàng, hay là cô quá cao hứng nên mới tỏ ra như thế? Bạch Tư nhạt giọng nói, Bạch Liên công chúa, bị làm phiền chính là muội, muội đương nhiên cao hứng. Bạch Liên tức khí chứa đầy bụng, chuyển thân bỏ đi nói, Phỉ Nhi, Ngẫu Nhi, chúng ta đi. Lúc còn ở Bạch Dương tộc, nàng ta đã luôn đố kỵ, bây giờ cũng không có hảo ý khiến ta lại càng thêm chán ghét nàng ta. Mọi chuyện đều do nàng ta gây ra, nàng ta lại luôn gây khó dễ. Hy Bình nói, ta sẽ đi nhưng nàng phải đáp ứng ta một điều kiện. Nếu không ta sẽ không rời khỏi nàng. Bạch Tư nói đi. Hy Bình nói, Chỉ Nhi muốn đi theo nàng hãy đáp ứng nàng ta. Bất quá cả hai người đều hoài thai, phải có người chiếu cố. Ta để Phỉ Nhi theo nàng đến Tiên Duyên Cốc. Bạch Tư trầm tư một lúc rồi nói, được thôi. Vậy được, Hy Bình nói tiếp, vậy nàng ngày mai hãy đi, tối nay ta bồi tiếp ba nàng. Bạch Tư nói nhanh, vì sao ta lại nhất định phải bồi tiếp chàng? Ta sẽ chỉ bồi tiếp nàng nếu nàng không có toan tính. Đó là nàng tự lưu lại một đứa con sau khi bồi tiếp ta.
Nói xong Hy Bình mang Tuyết Nhi rời khỏi phòng, Hoa Tiểu Mạn và Lãnh Như Băng đi theo hắn. Bạch Chỉ đang ngồi bên mép giường nói, tiểu thư vì chuyện gì mà lại ly khai Đại Phôi Đản. Bạch Tư cảm thán nói, ta chỉ tạm thời ly khai, sau này sẽ trở về bên chàng. Vư Túy nói, hà tất phải như vậy, dù đi đến đâu, cuối cùng thì cũng phải trở về. Sau khi mang hài tử này của chàng, nàng sẽ rất hoan hỉ. Có thể vì nam nhân mình thương yêu mà sinh hài tử thì nhất định mọi chuyện đều có thể bỏ qua được. Bạch Tư giải thích, muội căn bản là vì nghĩ đến Tiên Duyên Cốc. Hơn nữa giờ lại đang hoài thai, không nên vì một lần bồi tiếp chàng mà trở thành điên đảo. Giờ tìm một nơi nào đó yên tĩnh để đi, vì chàng mà sinh hài tử. Nhưng muội cũng biết, chàng không hề muốn ly khai muội. Sở dĩ muội sắp đặt như thế vì không muốn gây đổ vỡ. Chàng có thất vọng cũng không quan trọng, chủ yếu là chàng có yêu muội không. Bạch Chỉ liền nói, Đại Phôi Đản rất yêu tiểu thư. Bạch Tư cười nói, ta biết, sở dĩ ta cảm thấy hạnh phúc nhất là được ở bên sư phụ, sư nương. Vư Túy đột nhiên nói, vì vậy, điều khiến muội thất vọng nhất tới giờ vẫn là tiểu ni tử. Bạch Tư nói, nữ nhân rất thích bị nam nhân lừa gạt tình cảm nhưng ta lại lừa chàng. Vư Túy sửng sốt, muội lừa chàng chuyện gì? Bạch Tư nói, muội yêu chàng đến tận xương tủy nhưng lại nói là không yêu chàng. Chỉ muốn sinh với chàng một đứa con. Trước khi gặp chàng, muội thực sự chưa gặp qua một nam nhân nào. Không cần biết lời nói từ thân thể hay con tim, đối với muội chàng là đệ nhất nam nhân. Muội không thể rửa hận, Nhu Vân cũng e ngại rửa hận. Thì Nhu Vân kháng nghị nói, Bạch tỷ tỷ, đừng lôi kéo muội vào chuyện này. Tỷ không thể xúc phạm muội. Bạch Tư hối lỗi nói, xin lỗi Nhu Vân, tỷ tỷ chỉ nói lời con tim thôi. Bạch Chỉ nói, Lãnh tỷ tỷ nói không sai, tất cả chúng tôi đều là nữ nhân của Đại Phôi Đản. Thì Nhu Vân nói, ai là nữ nhân của hắn ta? Hắn ta đối vố tỷ là đại cừu nhân. Vư Túy nói, Chỉ Nhi, tỷ cũng là gái đã có chồng, không còn là con gái. Hơn nữa nữ nhân bên chàng cũng quá nhiều, không cần phải có thêm Vư Túy, tỷ hà tất phải làm nữ nhân của chàng. Bạch Tư mỉm cười nói, Túy tỷ, nói vậy nhưng có thực sự tỷ được thanh thản không? Có muốn muội kêu Chỉ Nhi gọi chàng đến kêu một tiếng thì phu nhân không? Vư Túy hét lên, hắn dám à? Bạch Tư mỉm cười, tỷ không cần khẩn trương. Muội đã biết chuyện này từ lâu. Chàng từ lâu đã gọi Túy tỷ rồi, đã tỏ rõ tình ý rồi. Chàng gọi thì phu nhân, với tài mạo xuất chúng của tỷ chàng đã âm thầm công nhận tỷ là vợ chàng. Muội đánh cuộc rằng, trong mộng tỷ đã đáp ứng chàng. Nói rằng gái đã có chồng nhưng phu quân lại là Hoàng Hy Bình chứ không phải ai khác. Thì Nhu Vân nói, đại tẩu của muội không phải người hoàng gia, tỷ ấy là vợ của đại ca ta. Bạch Tư nói, vậy ngươi là người của hoàng gia à? Thì Nhu Vân tức giận hét lớn, muội không phải. Vư Túy cảm thán, nàng biết Bạch Tư nói điều đó không phải là sự thật nhưng cũng không khác sự thật mấy. Bạch Tư mỉm cười nói, cũng được, cứ cho tỷ tỷ nói sai, Nhu Vân không phải là người của hoàng gia. Nhu Vân sau này sẽ trở thành phu nhân của người khác. Làm gì có chuyện lấy cửu nhân Hoàng Hy Bình phải không Nhu Vân? Chàng nói sẽ giúp muội tìm một nam nhân, muội hãy xuất giá nhanh lên, tỷ thật hoan hỉ đó. Thì Nhu Vân phát cuồng hét lớn, muội không lấy chồng, muội không lấy chồng. Tất cả là kẻ khinh người, Nhu Vân không cần. Bạch Tư không còn lời gì để nói với Nhu Vân, nàng nghĩ, trong mộng tiểu ni tử này luôn hét lớn danh tự đại công cầu, nhưng cũng. Muội ấy thật thô lỗ. Nàng nói, Nhu Vân, ngày mai muội có cùng ta đi Tiên Duyên Cốc không? Nhu Vân cương quyết nói, muội không đi. Bạch Tư cố ý nói, tại sao vậy? Muội phải lưu lại bên hắn, muội phải báo thù cho đại ca. Thì Nhu Vân vẫn cố chấp đưa ra lý do. Trừ lý do đó ra, nàng ta không thể đưa ra bất cứ lý do thuyết phục nào khác để không rời xa Hy Bình. Vư Túy cảm thán nói, Nhu Vân, muội không thể báo thù. Thì Nhu Vân kiên định nói, không thể báo thù thì phải ở bên cạnh hắn. Đây là ý gì? Không thể tưởng tượng nổi cô ta muốn trói buộc Hy Bình bằng đứa con. Nếu không thể giết chết Hy Bình thì cũng gây phiền hà cho hắn tới chết chắc. Kỳ thực Bạch Chỉ nữ nhân kia nghĩ đến nàng ta mà e ngại. Đã là nữ nhân thì đều có bản lĩnh cực cao đó. Không dùng nước mắt, không hy sinh sắc tướng, cũng không cần phải dùng cách đe dọa tìm cái chết mà phải làm cho nam nhân phiền đến chết. Đó là cách cuối cùng mà nữ nhân đối phó nam nhân. Hầu hết tất cả đều ngại nhất chiêu thức này.
Nàng ta quả nhiên không hổ là muội muội của Thi Trúc Sinh, thật là lợi hại. Bạch Tư nói, cách thức của muội tỷ không thể dùng, vì thế tỷ chọn cách rời chàng. Tỷ nhớ đã từng nói, một khi tỷ trở về với chàng thì tỷ khẳng định là nữ nhân của chàng. Tỷ đối với chàng một lòng luôn tin tưởng, tỷ tuyệt đối tin tưởng về hành vi của chàng, thời khắc nào cũng có thể động tình mạnh mẽ như công cẩu lên cơn. Chỉ nhi có thể chứng minh. Bạch chỉ biết nói, tuyệt đối không thể. Bạch Tư tam nữ đi được 10 ngày thì bọn Hy Bình đến tổng đàn cái bang. Tuy nói cái bang là đoàn thể do ăn mày tập hợp lại nhưng thực ra tổng đàn cũng đẹp đẽ đàng hoàng, lại còn khá rộng lớn. Cũng không biết những khất cái này lấy đâu ra lắm tiền đến vậy. Thật sự thế giới này đặc biệt có nhiều người hảo tâm đến thế ư. Có vẻ cũng không cần nhiều đến thế. Có lẽ vì khất cái thực sự quá nhiều, mỗi khất cái đều có một cái tô mẻ cùng bộ dạng đáng thương, gặp người thì nói, tiên sinh tiểu thư thái thái, lão gia làm việc thiện. Nhà con trên dưới già trẻ ai ai cũng đều không no bụng. Xin người làm ơn làm phước, làm gì mà trả được chứ. Cứ như vậy, mỗi người làm phúc một ít, rồi lại từ những điểm ân huệ này trích ra mỗi người đóng góp cho cái bang tổng đàn một chút. Ngày ngày tích lũy, tháng tháng tích lũy, cũng đủ phú quốc cường dân rồi, làm gì chẳng có được cái bang tổng đàn đàng hoàng như vậy. Thế mới nói, chỉ cần anh chịu khó bỏ đi một chút tự tôn, đi làm ăn mày so với mọi nghề khác còn dễ dàng hơn nhiều. Hy Bình bất giác nhận ra nhạc phụ đại nhân Phong Tự Lai của hắn cũng rất có bản lãnh. Làm khất cái thôi mà cũng trở nên phát đạt đến vậy. Phong Ái Vũ biết Hy Bình đến, chạy ra lao vào lòng Hy Bình khóc. Hy Bình an ủi, tiểu Ái Vũ, nín đi, thương thế của nhạc phụ đỡ chưa? Phong Ái Vũ nín khóc nói, cha đỡ nhiều rồi. Cả bọn đến cái bang nghị sự đại sảnh nhàn thực đường, Hoa Sơ Khai phu phụ cùng Minh Nguyệt lưỡng nữ cũng đã đến. Mộng Hương và Bảo Nguyệt vẫn che mặt. Hy Bình nhìn bọn họ cười, hây, có vẻ như các cô vĩnh viễn không có mặt mũi gặp người khác hay sao ấy nhỉ? Hắn rất muốn lại gần Bảo Nguyệt nhưng bị Bảo Nguyệt trừng mắt nhìn một cái rồi còn lùi lại vài bước. Hắn nhận ra động cơ bất lương của mình đã thất bại, đành quay sang Hoa Sơ Khai phu phụ chào hỏi, nhạc phụ, nhạc mẫu vẫn khỏe chứ ạ? Cha mẹ con cũng đã đến Trường Xuân Đường rồi. Hoa Sơ Khai phu phụ vui mừng hỏi lại, thật chứ? Thật mà, Hy Bình cười nói, chỉ là họ đã đến Bích Lục Kiếm Trang tìm người tính sổ rồi. Cha con và một nhạc phụ khác của con hình như từng là tình địch. Hoa Sơ Khai phu phụ thấy Hoa Lôi cũng đến cảm thấy có chút kỳ quái. Đến gần Hoa Lôi định nói chuyện thì Hoa Lôi đã nhào vào lòng Hy Bình. Hoa Sơ Khai thấy vậy trừng mắt cứng lưỡi, muội muội lão sao lại lao vào lòng nữ tế của lão. Âu Dương Chân không hiểu, hỏi lại, Lôi Lôi, muội làm gì vậy? Hy Bình có chút khốn khổ, gãi đầu nói, hắc, nhạc mẫu, nàng ta hiện giờ không nhận ra các người. Hoa Sơ Khai kinh ngạc hỏi, cái gì? Lôi Lôi làm sao có thể không nhận ra chúng ta? Ta là đại ca nó kia mà. Bình Nhi, người cùng Lôi Lôi làm loạn thế này. Nó làm sao lại trở nên như thế này? Hy Bình bị lão chiếu bí. Làm sao thành thế này? Ông hỏi Tết A biết hỏi ai? Hoàng Hy Bình ta cũng đang rất hồ đồ, dù sao cũng đã trở thành thế này. Ta có thể làm gì được bây giờ? Hoa Tiểu Mạn đáp thay, cha mẹ, chuyện này để con nói. Chúng ta đến phòng hai người đi, để con kể cho cha mẹ rồi cha mẹ chẩn bệnh cho cô, được không? Chúng con đưa cô đi theo cũng là để cha mẹ cùng xem bệnh của cô có thể chữa được không? Cô chúng ta đi nhé. Nàng kéo áo Hoa Lôi lại ôm Hy Bình chặt hơn, ta không đi, ta phải ở cùng ca ca. Lôi Lôi không có bệnh, không uống thuốc đắng đâu. Hoa Sơ Khai kinh hãi nói, Lôi Lôi, muội làm sao có thể gọi Bình Nhi là ca ca? Muội điên à, Hoa Sơ Khai ta mới là ca ca của muội. Âu Dương Chân lẩm bẩm một mình, thế giới gì đây không biết. Hy Bình chỉ đành dỗ dành Hoa Lôi, nói, Lôi Lôi, bọn họ không bắt muội uống thuốc đâu. Muội đi với họ một lần được không? Ca ca chút nữa sẽ đến tìm muội. Hoa Lôi đáp, không. Hy Bình giả vờ giận nói, muội không nghe lời. Ca ca không cần muội nữa. Hoa Lôi sợ hãi đáp, được. Lôi Lôi nghe lời, huynh phải nhớ đến tìm Lôi Lôi, Lôi Lôi sợ lắm. Hy Bình cười nói, không phải sợ, bịn họ không ăn hiếp Lôi Lôi đâu. Hoa Tiểu Mạn nắm tay nàng theo sau Hoa Sơ Khai phu phụ rời khỏi nhàn thực đường, Lôi Lôi quay lại nhìn Hy Bình mấy lần như sợ Hy Bình đi đâu mất. Hy Bình hai tay ôm Lôi Phượng và Độc Cô Kỳ hôn mỗi người một cái, cười nói các nàng vẫn rất thơm.
Tuyết Nhi trong lòng Đỗ Tư Tư to mồm oang oang, cha, mẹ thơm nhất, cha mau lại hôn mẹ đi. Hi Bình đáp, không phải cha mới hôn rồi sao? Tuyết Nhi không chịu thua nói, nhưng mới đây cha cũng hôn Phượng Di và Biểu Di rất lâu sao còn hôn nữa? Vậy không công bằng, cha hôn A Di rồi, cũng phải hôn mẹ và Tuyết Nhi nữa. Mọi người ôm bụng cười lớn, Lãnh Như Băng đón Tuyết Nhi từ tay Đỗ Tư Tư nói, để Băng Di hôn Tuyết Nhi, miệng cha con không phải dùng để hôn đâu. Con đừng bắt cha hôn nữa, miệng cha con còn phải dùng để ăn chứ, Tuyết Nhi nói có phải không? Tuyết Nhi đột nhiên hiểu ra nói, đúng rồi, miệng còn dùng để ăn, nói chuyện, uống nước, nhổ nước bọt, không phải chỉ để dùng để hôn. Tuyết Nhi biết rồi. Hoa Tiểu Ba, ngươi tránh xa ta một chút, Bảo Nguyệt hét lên giận dữ, chấn động toàn sảnh. Hoa Tiểu Ba giật mình lùi lại hai bước, vỗ vỗ ngực nói, dọa chết ta mất. Ta chỉ bất quá muốn hỏi cô có thích tỷ phu ta không thôi. Cô cần gì trở nên giận dữ như vậy? Ta đâu có ý chiếm lấy cô, ta chỉ muốn thay tỷ phu hỏi cô, làm mai đâu có phả phạm pháp. Mọi người đều ngạc nhiên, Vưu Túy lập tức nổi ghen bừng bừng, Hoa Tiểu Ba, người không có chuyện đừng gán ghép lung tung. Hoa Tiểu Ba với chuyện này không chút sợ hãi. Hắn nhìn Vưu Túy cười cười nói, Túy tỷ, ta không có gán ghép lung tung. Nàng ta gặp tỷ phu trước tỷ. Hơn nữa đã sớm yêu thầm tỷ phu. Chưa nói tỷ phu từng hôn nàng ta giữa đông người. Hoa Tiểu Ba, ngươi còn nói một câu nữa ta cho ngươi nhuốm máu liền. Đôi mắt vốn trong trẻo của Bảo Nguyệt lúc này bùng cháy, kiếm trong tay cũng đã rút ra. Độc Cô Minh vội án trước mặt Hoa Tiểu Ba, cất giọng giảng hòa, Bảo Nguyệt cô nương, cô đừng nóng. Hắn chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi mà. Mộng Hương cất giọng nhẹ nhàng, đùa giỡn cũng không nên quá đáng như vậy. Cái gì quá đáng vậy? Hi Bình buông lưỡng nữ ra, đến trước mặt Bảo Nguyệt, nhìn nàng chòng chọc nói, Tiểu Ba nói hầu hết là sự thật. Trừ thầm yêu ra, còn lại đều là thật. Đương nhiên yêu thầm cũng là thật. Nam nhân như ta nữ nhân nào lại không thích chứ? Trừ phi nàng không phải là nữ nhân. Bảo Nguyệt giận dữ, ngươi mới không phải nữ nhân. Hắc hắc, hắc hắc. Hi Bình uốn eo quy mông hai vòng nói, ta đương nhiên không phải nữ nhân rồi, nàng đúng là nói thừa. Bảo Nguyệt giận đến nỗi tay cầm kiếm cũng run lên, tay còn lại chỉ Hi Bình nói, ngươi, tên sắc ma này. Ngươi ăn hiếp người ta phải mách sư phó. Oa, Bảo Nguyệt này rốt cuộc sao vậy? Nghĩ là trẻ con cãi nhau sao? Cũng 17-18 rồi, còn như con nít 7-8 tuổi. Bị người ta ăn hiếp thì gọi người lớn, cái này thiệt lạ nha. Mọi người cảm thấy Bảo Nguyệt có điểm thực không bình thường, so với Hoa Lôi thì không khác là bao. Hi Bình trong lòng chợt hoảng sợ, không phải là sợ sư phó nàng mà sợ nàng ta không chịu nổi đả kích cũng trở thành như Hoa Lôi hiện giờ thì thật là phiền phức. Hoa Lôi dù đã trở thành bọ dạng như vậy cũng vẫn là đại mỹ nhân. Nếu mặt cô nàng Bảo Nguyệt này sau tấm mạng xấu như đầu heo mà cũng hắn là Hoa Lôi gọi hắn là ca ca, hắn phải trốn vào đâu đây? Hắn vội nói, Bảo Nguyệt, nàng đừng nói sư phó. Ta không ăn hiếp nàng nữa, nàng làm ơn đi, đừng gọi bà già đến phiền ta. Bảo Nguyệt giận dữ nói, sư phó ta không già, ngươi nói bậy. Hi Bình cãi bướng, không già thì hẳn cũng xấu, ta với nữ nhân xấu xí cũng không có hứng thú. Hoa Tiểu Ba nhắc, tỷ hu, sư phó Mộng Tình của họ năm xưa danh xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ. Tuyệt không phải xấu xí, huynh nói thế sai rồi. Võ lâm đệ nhất mỹ nữ à, Hi Bình không tin có hấp dẫn như Băng Băng của ta không? Hay có đẹp hơn Thủy Khiết Thu không? Tiểu Ba. Người gặp sư phó bọn họ chưa? Hoa Tiểu Ba thở dài, chưa gặp qua. Hi Bình đập cho hắn một cái vào gáy nói, chưa gặp qua, người nói cái gì mỹ nữ? Mỹ nữ là phải dùng mắt mới đánh giá được, chỉ nghe nói sao được. Người xem, dạy người bao lâu rồi, đúng là không chút tiến bộ. Hoa Tiểu Ba xoa gáy, tỷ phu, huynh không cần lúc nào cũng đánh đầu đệ như thế chứ. Đệ dù gì cũng đã có vợ, để người khác thấy, đệ làm sao có thể diện đây? Ta đá đít ngươi vậy nhé. Hi Bình cười đá một cước, Hoa Tiểu Ba vội vã tránh xa. Tứ Cẩu cười nói, Hi Bình, tiếp tục cố đi, gần đá chúng rồi. Ngươi đang đến gần rồi đó. Ta là ca thần, sao có thể đá hụt chứ? Hắn quay sang Hoa Tiểu Ba dùng tuyệt chiêu của ca thần, Hoa Tiểu Ba lại đây đưa mông cho ta đá. Nếu không ta sẽ hát, ngươi chọn để ta đá đít hay chọn tấu nhạc cho ta. Hoa Tiểu Ba đến trước mặt Hi Bình. Cúi lưng xuống giọng thảm não, tỷ phu, huynh nhẹ thôi. Mông đệ không phải mông nữ nhân,
không có nhiều thịt cũng không mấy đàn hồi. Thi Bình một chân giơ lên đá, cái tên tiểu tử ngươi dám để cái mông thối vào mặt ta. Không đá chết ngươi mới lạ, à, tiểu ba ngươi thực không muốn tấu nhạc cho ta sao? Tuyết Nhi vỗ tay reo lên, hay quá, cha cùng các thúc thúc ca hát đi. Hoa tiểu ba lại không giữ lời lập tức tránh thoát một cước của Hy Bình, quay lại giải thích, tỷ phu, huynh là người mạnh như điên. Không đá được thì không sao, bị huynh đá trúng mông đệ nhất định sưng lên. Huynh tha cho đệ đi, thời gian nằm sấp ban đêm của đệ đã dài lắm rồi, không thể cứ nằm sấp suốt cả đêm mà ngủ được. Tỷ phu, hầu huynh ca hát nhé. Hy Bình vui vẻ đáp, rất tốt, tiểu ba, ngươi thực là tốt. Cho đám nữ nhân của ngươi tới cổ vũ nhé. Được mà. Hoa tiểu ba đáp ứng thật đơn giản, hắn biết thừa đáp ứng là một bổn phận của hắn, còn bọn họ chịu hay không là chuyện của bọn họ. Chả quan hệ gì tới hoa tiểu ba hắn cả. Bích Nhu nói, tiểu ba, làm nữ nhân của ngươi thực thảm. Vì cái mông thối của mình mà ngươi dễ dàng bán đứng họ. Hy Bình nhảy vào họng Bích Nhu, đây không phải là bán đứng mà là bồi dưỡng khả năng nghệ thuật của họ. Bích Nhu, nàng cũng đến để nghe ta hát nhé. Lôi Long cười nhạo báng, Hy Bình, Bích Nhu của đệ toàn thân trong ngoài chỗ nào cũng là nghệ thuật tuyệt mỹ. Huynh đừng làm nàng tiêm nhiễm thứ nghệ thuật rác rưởi của huynh chứ. Huynh cứ ở đó tự hát tự khen, bọn đệ cũng chỉ vì huynh thôi. Nếu huynh còn làm khó người khác nữa, bọn đệ sẽ thực hiện cưỡng chế hành động đối với huynh, khiến huynh cả nghĩ đến ca hát cũng không được. Tứ Cẩu nói, chuyện này nghiêm trọng rồi đó, Hy Bình. Hy Bình nhún vai nói, không có chuyện gì. Tỷ tỷ còn không phản đối, đệ đệ dám phản đối sao? Chỉ cần Phượng Nhi của ta trừng mắt với hắn một cái, hắn chạy còn nhanh hơn gió, huống chi Bích Nhu còn không phản đối. Bích Nhu như muốn đến cổ vũ thì cho hắn 10 phần đảm lược hắn cũng không dám phản đối. Bài hát của chàng người ta sợ nghe mà, Bích Nhu phản đối tuy không quyết liệt nhưng kiểu nói này đủ khiến ca thần Hoàng Hy Bình đau lòng rồi. Gương mặt tối sầm, đôi mày trao lại, vì sao ai cũng sợ nghe ta hát? Cũng khó nói được, lẽ nào hắn hát hay quá khiến bọn họ tự than không bằng, vậy nên không dám tới nghe hắn hát. Cũng phải, nếu để bọn họ tự ti đến tự sát vậy thực không hay. Mộng Hương cất giọng nhẹ nhàng như trong mộng, bảo Nguyệt, chúng ta đi thôi. Từ từ đã, Hy Bình cản họ lại nói, các người còn chưa nói đến đây với mục đích gì. Bảo Nguyệt hỏi lại, người có hỏi bọn ta đâu, hỗn đản. Hy Bình nhìn nàng làm mặt quỷ cười nói, mới vừa hỏi đấy thôi. Bảo Nguyệt giận dỗi, không nói. Lôi Phượng nói, Hy Bình, bọn họ tới là để bảo vệ chúng ta. Nói rồi đem chuyện mộng tình phái hai nàng tới Trường Xuân đừng kể lại. Hy Bình nghe xong nói, sư phó của các cô thực tốt bụng. Vì cảm kích bà ấy, ta sau này không tưởng tượng bà ấy thành bà già hay nữ nhân xấu xí nữa. Hoa Tiểu Ba nói, Phượng tỷ tỷ. Tỷ nói bọn họ dẫn 20-30 nữ đệ tử đến cái bang đi, các nữ nhân này có hấp dẫn không? Tên tiểu tử sắc tình này quan tâm nhất vẫn là vấn đề nữ nhân. Lôi Phượng nói, ngươi tự mình đến coi đi. Bảo Nguyệt nhìn Hy Bình nói, sư phó ta muốn gặp ngươi. Hy Bình kinh ngạc, bà ta ở đây. Bà ta gặp ta có chuyện gì? Không phải là muốn đem nàng hứa hôn cho ta chứ? Như vậy không tốt, trừ phi nàng bỏ khăn che mặt xuống. Ai muốn hứa hôn cho ngươi, tên sắc ma ngươi, Bảo Nguyệt thốt ra một câu, quay lại bỏ đi. Hy Bình nhảy tới một bước, ôm nàng từ phía sau, đồng thời đưa tay phải lên giật mạnh khăn che mặt xuống. A! À, một tiếng la lớn trong đại sảnh. Khăn che mặt của Bảo Nguyệt rơi trên mặt đất, nàng cũng đứng ngây người, mục quang của tất cả mọi người tập trung trên mặt nàng. Hy Bình ôm nàng quay lại, ngắm khuôn mặt trong sang đẹp như trăng rằm của nàng. Trong đôi mắt trong veo của nàng lúc này chỉ có hình ảnh hắn, đôi má nàng ngoài việc đem cho người khác cảm giác mỹ lệ, còn có một loại cảm giác không thể giải thích, khiến người ta khi nhìn nàng như đang thất sự trong sang tinh thuần nhất. Sự trong sang của nàng không giống vẻ hoạt bát của Tiểu Nguyệt, cũng không giống Thi Nhu Vân ngây thơ như giấy trắng, cũng không giống Thủy Khiết Nhu đẹp bởi sự thuần khiết mà là một loại trong sang dụ hoặc không thể diễn tả, cho người ta thấy một nét đẹp trong suốt thanh tịnh, thuần khiết. Nàng ở trong lòng Hy Bình ngây ngất một hồi rồi tỉnh lại, bắt đầu liều mạng giãy giụa miệng hét lớn, sắc ma, ngươi thả ta ra. Sắc ma, thả ta ra mau. Hy Bình bị sắc đẹp của nàng làm chấn động, để nàng giãy giụa một hồi, ôm chặt nàng hơn, âu yếm thủ thỉ, Bảo Nguyệt, ta đã từng nói sẽ phải bỏ khăn che mặt ra để hôn nàng một cái, nàng còn nhớ không?
Bảo Nguyệt lúc này mới biết sợ, nam nhân này không phải thực sự muốn cướp nụ hôn của mình chứ. Nàng sợ hãi nói, ta không nhớ. Không, ta nhớ ngươi nói sợ hôn ta. Nói ta rất xấu xí cũng đều là ngươi cả, ngươi đừng có chối. Ta muốn ngươi thả ta ra. Đồ ngốc. Hoa Tiểu Ba bắt đầu la lên, tỷ phu, hôn đi, hôn đi, hôn đôi môi khả ái của nàng ta đi. Mộng Hương sẵn giọng, Hoàng Hy Bình, thả Bảo Nguyệt ra. Hy Bình khống chế Bảo Nguyệt đang giãy giụa, nhìn Mộng Hương nói, nàng nói thả, ta phải thả không phải rất mất mặt sao. Ánh trắng nhoáng lên, bách, bách hai tiếng. Trên mặt Hy Bình đã hằn hai bàn tay. Mọi người nhìn lại, Mộng Hương đã trở lại chỗ cũ. Hy Bình giận dữ, nàng tam bát này, nàng dám đánh vào mặt ta à? Mộng Hương bình tĩnh trả lời, ngươi còn dám không thả Bảo Nguyệt, lần sau không chỉ đơn giản là tát như vậy đâu. Phong Ái Vũ chửi mắng, nữ nhân thối, nữ nhân ngốc kia. Ngươi lấy tư cách gì đánh Hy Bình chứ? Nữ nhân điên nhà ngươi, Hy Bình đâu có ôm ngươi đâu. Ngươi đừng tưởng dùng mấy chiêu công phu mèo cào là có thể đánh người đâu. Ta gọi anh em trong bang chặt ngươi ra đem cho chó ăn. Lôi Phượng, Lãnh Như Băng, Đỗ Tư Tư, Độc Cô Kỳ bốn người vây quanh Hy Bình cùng Bảo Nguyệt, đề phòng Mộng Hương lại lén đánh Hy Bình. Không cần nghĩ cũng biết trong bụng bốn người lửa giận đã lớn như thế nào. Hy Bình nói, các nàng tránh ra, đừng để nàng ta làm bị thương hài tử của các nàng. Ta đường đường là nam tử hán. Sao phải để vợ mang bầu đứng ra bảo vệ? Mộng Hương nói, ta không muốn ra tay lần thứ hai đâu. Vưu Túy Lạng tới trước mặt Mộng Hương, lạnh lùng nói, người tốt nhất không nên xuất thủ nữa. Hy Bình nhìn Bảo Nguyệt trong lòng mình nói, nàng nếu thực không loạn động, đứng yên nghe ta mấy câu, ta sẽ thả nàng ra. Bảo Nguyệt liền ngưng giãy giụa, do dự một lúc nói đi. Nàng phải đáp ứng ta một điều kiện. Hy Bình ngưng thị nhìn nàng. Giữa hai mắt chỉ có một khe hở. Bảo Nguyệt ngửa đầu ra phía sau nói, ngươi nói đi. Hy Bình nghĩ ngợi nói, ta phải mang khăn che mặt lại cho nàng. Hắn thấy Bảo Nguyệt mở miệng vội nói, đừng hỏi ta vì sao, chỉ cần nói đáp ứng hay không. Bảo Nguyệt nói, ta đáp ứng ngươi. Kỳ thực lúc nãy nàng thực sự muốn hỏi hắn vì sao, chỉ là không có cơ hội. Hy Bình thả nàng ra, cúi người xuống lượm khăn che mặt trên đất, rất chân thành giúp nàng đeo lại. Rồi nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, thở dài nói, ta vốn tính sau khi tháo khăn che mặt của nàng ra sẽ hôn nàng cho thỏa nhưng ta đột nhiên nhận ra như vậy là không phải. Nữ nhân của ta giờ đông đến nỗi ta hôn còn không hết, sao phải khổ sở thêm nàng vào. Chưa được phép của nàng đã giật khăn che mặt của nàng, với chuyện này ta rất hối tiếc. Nàng là nữ nhân tuyệt thế hiếm có, vì cớ gì không cho người khác thấy mặt. Khoảnh khắc ta thấy mặt thật của nàng, ta thực có động tâm qua. Tuy nhiên lúc ta giúp nàng mang khăn lại, khiến nàng trở lại bộ dạng bí hiểm, tim ta cũng theo đó bị che lại. Ký ức về nàng cũng lập tức phong kín, nhất thiết giữa ta và nàng coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Sau này nàng là nàng, ta là ta, giữa ta và nàng không có cố sự gì. Nàng có thể đi rồi, sau này ta sẽ không giật khăn che mặt của nàng xuống một cách thô lỗ như bây giờ, cũng tuyệt không hôn nàng. Mẹ nó, động tác sao nhanh quá, hay mang tai bị đau thật oan uổng. Tứ Cẩu cười méo sạch, lúc đầu nói chuyện còn thương cảm như thi nhân, cuối cùng kết thúc lại như thô nhân. Bảo Nguyệt ngưng thị nhìn Hy Bình, hai mắt trong sang của nàng chợt hiện lên giọt lệ long lanh, nàng nói, từ lần đầu gặp ở Vũ Đẩu Môn, ngươi đã ăn hiếp Bảo Nguyệt. Ngươi không biết người ta sợ ngươi lắm sao? Nàng đưa tay phải lên định cởi khăn ra, Hy Bình giữ tay nàng lại, nàng liền thuận thế phục vào ngực hắn. Hy Bình nhẹ giọng nói, nàng còn không đi. Tiểu thư của nàng lại làm như ta không chịu thả nàng, lại đánh ta nữa đó. Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Động tác tuyệt tình hắn cũng làm bằng ngàn vạn lần nhu tình. Bảo Nguyệt bên tai hắn nhõng nhẽo, ta không biết, sư phó đã nói, ta là muội muội, ta phải đưa huynh đi gặp sư phó, nói huynh luôn ăn hiếp ta, nói bà dạy dỗ huynh. Hy Bình nhừ nhựa đáp, ta không quen sư phó nàng, không gặp bà ấy đâu. Muốn gặp thì nói bà ấy tới gặp ta, nàng nên đi đi, ta không muốn cùng tiểu thư nàng giao đấu. Trừ phi là ở trên giường, còn thì trong tình huống khác hay bất kỳ nơi nào khác ta đều không muốn cùng nữ nhân giao đấu. Nàng không phải muội muội ta, xin đừng nhận thân bừa bãi. Bảo Nguyệt dậm lên bàn chân hắn, giọng tàn nhẫn, ta mới không muốn làm muội muội của ngươi. Ai ra, đây là nàng nói, Hy Bình bị dẫm phải,
tuy không đau lắm nhưng cũng không phải nhẹ nhàng, lạnh lùng đáp cũng tốt, tránh được nhiều phiền phức. Bảo Nguyệt quay đầu nhìn Mộng Hương, lại quay đầu nhìn Hy Bình nói, ngươi vừa rồi đã nói sai rồi. Ngươi phải thu hồi toàn bộ, nếu không sẽ gặp phiền phức lớn. Bảo Nguyệt ta không phải để ngươi ăn hiếp không đâu, ta cho ngươi biết, giữa ta và ngươi không phải không có cố sự. Ta và ngươi không bao giờ kết thúc. Thanh âm dễ nghe của Mộng Hương lại cất lên, Bảo Nguyệt, nói xong thì đi thôi. Mọi người nhìn Minh Nguyệt lưỡng nữ đi khỏi, không khỏi thở dài. Phong Ái Vũ ôm tay Hy Bình nói, Hy Bình, chàng nên đi thăm cha muội. Mọi người tiến vào tầm thất của Phong Tự Lai, Phong Tự Lai đang nằm trên giường, khí sắc cũng tính là tốt. Hy Bình nói, nhạc phụ, người làm sao đáng thất vọng vậy, bị người đánh nằm ra giường không thể động đậy, nếu để nữ tế người ra tay, nằm trên giường phải là tên hỗn đản đã đánh người đó. Lại nói chuyện cũ, người đánh nhau mà quên mất quyền vương nữ tế của người sao, như có vẻ thiếu nghĩa khí đó. Phong Tự Lai cười, người không đủ cho hắn đánh đâu, hắn gần như có thể gọi là đệ nhất cao thủ trên võ lâm. Cái gì? Hy Bình nhảy lên, giống dạng một con khỉ trí chóe, nhạc phụ, người nói gì? Con không đủ cho hắn đánh. Hắn là ai? Con không đấm hắn không được. Phong Tự Lai nói, Lạc Hùng, đại địa minh minh chủ, bây giờ là võ lâm minh chủ. Hy Bình vẫn chưa nguôi giận, nói, nhạc phụ, đợi thương thế người hồi phục, người dẫn con đi khiêu chiến hắn, cho hắn biết lợi hại của nữ tế người. Minh chủ cái gì chứ? Đánh hắn thành manh chư, heo mù. Hoa Tiểu Ba cười nói, tỷ phu, huynh có vẻ cả võ lâm minh chủ đại biểu cho cái gì cũng không rõ. Võ lâm minh chủ, nói cách khác, cả võ lâm phải nghe lời hắn, huynh hiện tại cũng nằm trong khu vực quản lý của hắn. Còn lâu, hắn quản được ta sao? Hy Bình mắng lại, đột nhiên quay mặt nhìn Phong Tự Lai nói, hắc hắc, nhạc phụ, con cũng là vì dành thể diện cho người mà cùng hắn giao đấu, nguyên lai người cũng đang có chức quyền. Người hiện tại là đầu đảng cũng là biểu tượng của khất cái, như quả nói người đi làm võ lâm minh chủ, người không phải càng phát đạt hơn sao? Tiểu Ái Vũ, đầu óc làm ăn của cha nàng cũng thật nhạy bén đó. Phong Tự Lai khốn khổ trả lời, tiểu tử nói bậy, người nói đến đâu rồi? Hy Bình đáp, tiểu tử biết sai, nhưng mà, nhạc phụ, không phải là chức phụ rõ ràng gì, người hà tất phải tranh giành đến nỗi cả mạng cũng hy sinh. Còn may là nữ tế người có bản lãnh, tìm một nhạc phụ khác đến liệu thương cho người. Phong Ái Vũ giận dữ, Hy Bình, chàng nói chuyện với cha ta, không thể nghiêm túc một chút sao? Phong Tự Lai xua tay, nói, Ái Vũ, đừng cưỡng cầu nó, cha không thích nó quá nghiêm túc. Kỳ thực ta lúc mới bắt đầu cũng không có ý liều mạng. Nhưng mà, ai? Một lời nói không hết. Lão gặp Lạc Hùng thì nổi giận. Trong cuộc đời lão, tuy nói toàn bộ tình cảm dành cho Độc Cô Vũ, nhưng trước khi gặp được Độc Cô Vũ, lão từng có theo đuổi một mối tình khác, nhưng giữa chừng lại xuất hiện một trình rảo kim, chính là Lạc Hùng, làm mê mẩn phương tâm thiếu nữ của cô gái đó lại gả cho Lạc Hùng. Nhưng không biết vì sao, sau 7 năm cô gái đó lìa đời, lão nhận thấy phần lớn là do Lạc Hùng không chiếu cố tốt cho duyên cũ của lão, nếu không lại có nguyên nhân khác. Lúc đối mặt với Lạc Hùng trên lôi đài, cũng vì một phần giận khi gặp tình địch, phần vì người yêu mất sớm lúc xuân xanh, lửa giận thiêu đốt trong lòng, chút nữa liều cả mạng già, vẫn là cảnh tượng như tình trường năm đó, thất bại đo đất. Hy Bình an ủi, nhạc phụ, không cần xấu hổ, nếu đánh nhau phải có tinh thần không sợ chết, đánh mà không liều mạng làm sao thắng được. Thảm nhất chính là, mất mạng rồi cũng không đánh thắng. Điều này trong lòng lão không hề nói ra. Tứ Cẩu giận dữ, người nghĩ ai cũng như ngươi sao. Độc Cô Minh vỗ vai Hoa Tiểu Ba, nói tiểu ba của chúng ta bắt đầu đánh là chỉ bỏ chạy, chính là một minh chứng rất tốt. Hoa Tiểu Ba gạt tay hắn ra, cãi lại, hai người huynh, đừng có hại kẻ khác tại chỗ này, ta khi nào lại lâm trận bỏ chạy chứ. Ta là truyền nhân duy nhất của Hành Y thế gia. Từ khi sinh ra đã có tâm hồn thiện lương, cho dù thỉnh thoảng vì tuổi trẻ khí thịnh bùng phát lên cùng người đánh nhau, cũng chỉ chọn cách tránh né làm chủ, thương người làm thứ, các người hiểu cái gì. Một đám hầu ngôn. Độc Cô Minh a lên một tiếng, nói tiểu ba, còn cần ta tiếp tục dạy đệ võ công không? Hoa Tiểu Ba đáp, đương nhiên cần. Độc Cô Minh nói, ngươi không phải nói cần giữ tấm lòng thiện lương sao? Nếu ngươi không dám thương hại người khác, vì sao phải học võ công làm thương hại người khác? Hoa Tiểu Ba liền dùng sức ôm Mạnh Xuân Thủy, kiêu ngạo nói, ta phải bảo hộ nữ nhân của ta, vì thế, ta cần trở nên cường đại hơn,
Xuân Thủy giận dỗi, ai cần ngươi bảo hộ nào? Ta không thể tự bảo vệ bản thân sao? Hoa Tiểu Ba cảm thấy mất thể diện, nghĩ ngợi, nói, lúc có chuyện nàng tự mình bảo hộ, lúc không có chuyện ta lại bảo vệ nàng. Tứ Cẩu ngạc nhiên nói, đây là kiểu bảo hộ của thời đại nào vậy? Hoa Tiểu Ba cười đáp, thời đại Hoa Tiểu Ba. Độc Cô Kỳ giải thích, Hoa Tiểu Ba thời đại, kiểu bảo hộ của kẻ thối. Hăm, không có một chút tính trách nhiệm. Xuân Thủy xô hắn ra, nói, theo ta ra ngoài, để ta cho ngươi biết, cái gì là ngươi hoàn thành trách nhiệm, ngươi là tên nam nhân không có lương tâm. Nói xong, lắc mông đi ra khỏi phòng. Ta không đi ra, Hao Tiểu Ba vừa dứt lời, liền thấy đau hai vành tai, Bạch Tuệ cùng Cốc U Lan một trái một phải xách hai vành tai hắn, hắn chỉ còn cách cúi người đi theo, đi chưa được mấy bước, đột nhiên kêu hoảng, Vũ Sắc, bọn nàng cũng đi theo sửa lưng ta. Vũ Sắc là một trong 12 cô gái Thiên Trúc, cùng là một trong 3 thê tử Thiên Trúc của Hoa Tiểu Ba, hai người khác phân biệt gọi là Vũ Tự và Vũ Bình. Những mỹ nữ Thiên Trúc này đầu tiên đều có tên riêng, nhưng bọn họ hiềm tên bọn họ vừa dài vừa xấu gọi lên khó nghe, lại khó nhớ, vì thế, trừ Đại Ni ra, bọn họ đều tự mình đổi tên. Hai nữ nhân của Triệu Tử Uy đổi thành Vũ Tân và Vũ Đình, Độc Cô Minh gọi là Vũ Điểm và Vũ Yến, 4 người của Tứ Cẩu chia ra gọi là Vũ Tính, Vũ Tranh, Vũ Phong, Vũ Tần. Vũ Sắc, Vũ Tự và Vũ Bình tam nữ tự nhiên cũng giúp phu tướng ra ngoài. Phong Tự Lai hướng Tứ Cẩu nói, người dùng thương phải không? Mọi người không biết vì sao lão hỏi vậy, Tứ Cẩu trả lời, đúng vậy. Phong Tự Lai trầm ngâm một hồi, nói, trải qua trận này, hùng tâm tráng trí vốn có của ta cũng không còn nữa. Trước đây một lòng muốn trở thành bang chủ thiên hạ đệ nhất bang, bây giờ làm nên rồi, cũng bất quá chỉ thế này. Hiện tại Vũ Độc Cô Vũ đi rồi, Ái Vũ cũng có nơi nương tựa, tâm nguyện của ta cũng đã hoàn tất rồi, chỉ muốn tìm một bằng hữu đã ẩn cư. Nói ra các ngươi không tin, ta cả đời này, kết giao tuy nhiều, nhưng bằng hữu chân chính chỉ có một, hắn tuy nhiên trong mắt người đời không phải người tốt, nhưng lại là người chân thành, nói khắp giang hồ, ta cả đời này kính trọng nhất chính là hắn. Từ sau khi mẹ Ái Vũ qua đời, ta đã muốn tìm hắn, nhưng ta tìm kiếm nhiều năm, cho tới mới đây hắn mới nhờ người chuyển cho ta một lá thư, từ đó mới biết hắn ở đâu. 20 năm không gặp hắn, không biết hắn có thay đổi gì không. Trong đôi mắt lão thóng hiện một loại ánh mắt mong chờ. Phong Ái Vũ ngạc nhiên hỏi, cha có bằng hữu như vậy sao? Vì sao chưa từng nghe cha nói tới? Ông ta tên gọi là gì? Phong Tự Lai vô ý nhìn Hy Bình một cái, nói ta không nhớ được tên họ của hắn, chỉ nhớ hắn là bằng hữu duy nhất của ta. Mọi người trong lòng hiểu rõ lão không muốn nói, cả tên họ cũng không nhớ được, còn nói cái gì bằng hữu. Phong Tự Lai lại hướng Tứ Cẩu nói, người có hay không ý chí làm bang chủ cái bang? Tứ Cẩu đại kinh, đáp tôi được sao? Độc Cô Minh nói, ta cũng đang hoài nghi. Tứ Cẩu quát, Độc Cô Minh, ngươi lại không thể cho ta một chút thể diện sao? Tứ Cẩu hắn thực không làm sao tốt được, bất quá một chút thể diện không giữ sao? Người sống trên đời, ai không cố giữ thể diện? Da mặt càng dày, càng phải giữ thể diện. Lôi Long cổ vũ hắn, ta thấy ngươi rất thích hợp làm bang chủ, bởi vì ngươi và Khất Cái cùng có da mặt dày. Phong Tự Lai cười nói, ta nói ngươi được, thì ngươi được. Tứ Cẩu mừng rỡ nói như vậy, ngươi muốn truyền vị cho ta. Phong Tự Lai nói, tạm thời có ý này. Hy Bình hỏi vặn, cái gì tạm thời? Muốn truyền thì truyền, không truyền thì đuổi ra. Phong Tự Lai đáp, còn phải coi hắn học được, thần lai chi thương, không? Độc Cô Minh nói, cô trưởng, theo như cháu biết, muốn làm bang chủ, tất phải học được, đả cầu bổng pháp. Ây! Độc Cô Minh, ngươi không phải đang chửi ta chứ? Tứ Cẩu tự nhiên không chấp nhận, ai bảo hắn gọi là Tứ Cẩu. Đả cầu bổng pháp, đây không phải là đánh hắn sao? Ta khinh. Hy Bình gõ lên sọ hắn, nói Tứ Cẩu, ngươi không biết ngắt lời người khác là rất khuyết đức sao? Lão ca, nói tiếp đi, hay nhất là nói tới sát cầu đao pháp, cái này mới là tuyệt đó. Độc Cô Minh tiếp tục nói, cùng, Hàng Long thập bát trường, còn phải có đả cầu bổng làm tín vật truyền vị. Sao có thể nói học được thần lai chi thương là được? Phong Tự Lai giải thích, đó là chuyện trước kia, cái gì đả cầu bổng pháp, Hàng Long thập bát trưởng đều đã hết thời, hiện tại võ công lợi hại nhất trong bang là thần lai chi thương, chỉ có luyện thành loại võ công này, mới có thể kế thừa chức vị bang chủ. Độc Cô Minh hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nói, vì sao cháu chưa từng nghe nói qua?
Chuyện ngươi chưa nghe nói qua có nhiều lắm, mới ra khỏi Thiếu Lâm tự mấy ngày, lại làm như lão giang hồ rồi. Tứ cẩu trung quy cũng báo xong một mối thù, trong lòng sảng khoái vô bì. Phong Tự Lai mất bình tĩnh nói, các ngươi đừng cãi nữa. Để ta nói đã, ta bây giờ nói chuyện rất tốn sức. Kỳ thực cái bang bọn ta tuy đông người, người chân chính có võ công rất ít, người có võ công cơ ơ cường lại càng ít trong số ít. Một đoàn thể do khất cái các nơi tạo thành, cũng như một nắm cát khô. Lúc bọn họ dùng được, liền nói ta là đại diện của cái bang, làm sao người khác cũng không dám lớn gan ăn hiếp họ. Nhưng mà, đến lúc trong bang cần bọn họ giúp chuyện gì, bọn họ lại nói ta là một khất cái, cả ta cũng như Bồ Tát sang sông không giữ nổi mình, có thể giúp được chuyện gì chứ? Bọn họ lúc thường thì van xin người khác làm ơn, nhưng thỉnh thoảng cũng trộm cắp móc túi, để bọn họ đi làm việc chính của họ thì họ sợ khổ, chỉ thích cả ngày lười nhác nhàn nhã, chờ ăn của từ thiện. Người ta nói cái bang là bang phái hiệp nghĩa, thực ra bởi vì bọn chúng chuyện xấu không dám làm to ra, lại có cơ sở là dân chúng, đến bốn phương đều tuyên dương cái bang là bang hội chính nghĩa, người nói lời ta nói nhiều cũng hợp lại thành một hiệp danh. Huống chi, chỗ nào có chuyện bất bình, người khác đi thảo phạt kẻ xấu, bọn họ cũng theo ở phía sau lấy đả cầu bổng đập chén mẻ rồi la hét, người khác lại cho rằng bọn họ rất có lòng hiệp nghĩa. Cái bang bọn ta có hai loại võ công lợi hại nhất, một loại gọi là đánh hội đồng, cái này không nói các ngươi cũng biết, một loại khác chính là thần lai chi thương, cái thương, ban đầu phải là, thưởng, nghĩa là dựt, nên phải gọi là thần lai chi thưởng, các ngươi không nhận thấy khất cái xin ăn là một loại, dựt dọc, rất công chính sao. Hắc, 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 cho nên nói, thần lai chi thưởng, về sau cũng sửa thành thần lai chi thương, bị tôn lên làm cái bang chí cao võ học. Thi Bình nói, qua. Nhạc phụ, người làm sao đột nhiên nói ra nhiều chuyện xấu của bang mình như vậy, khiến con làm nữ tế cũng không biết để mặt mũi đâu. Người không thể nói cái bang của người võ công nào cũng cao cường sao. Đương nhiên, ngoại trừ đánh không lại con ra, để bọn họ đứng thứ nhì cũng không sai. Tứ cẩu, mau bái nhạc phụ ta làm sư phó. Tứ cẩu quỳ gối xuống, dập đầu nói, sư phó trên cao, xin nhận của đồ nhi ba lạy. Phong Tự Lai ha ha cười lớn. Cực kỳ mãn ý. Tứ cẩu lạy xong ba lạy, đứng dậy, nhìn Hy Bình nghi hoặc, nói, ngươi vì sao tích cực như vậy, có vẻ còn hưng phấn hơn cả ta. Nhất định có âm mưu. Đương nhiên rồi, ngươi làm bang chủ rồi, lại dạy bọn chúng đập mâm sát tô sát tấu nhạc cho ta, hoặc là tập hợp bọn chúng đến xem bọn ta mở hội ca hát, người hâm mộ của ta không phải sẽ tăng đến mức không thể tính được sao. Hy Bình trên mặt xuất hiện ánh sáng hồng. Hắn có vẻ như thấy được sự rực rỡ của bản thân. Tứ cẩu cự tuyệt thẳng thừng, chuyện này tuyệt đối không được, một đại bang chủ phải có uy nghiêm. Thi Bình phản bác, khó nói tấu nhạc là không có uy nghiêm đó. Ta nói tứ cẩu, tấu nhạc không chỉ là không có uy nghiêm, hơn nữa còn biểu hiện ngươi là một vị bang chủ có tài hoa, có khí chất. Tứ cẩu lắc mạnh đầu, không được, không được, ta một đại thô nhân không cần có tài hoa, cũng không cần có khí chất. Thi Bình. Ta cầu xin ngươi, sau này trước mặt bang chúng đừng bắt ta tấu nhạc, lúc nào đó ta cùng ngươi mở hội âm nhạc được không, chúng ta gọi đem Tiểu Ba, còn gọi Ái Vũ, Kỳ Kỳ, Tư Tư cùng Tuyết Nhi của ngươi đến làm khán giả, không phải là tổ hợp tốt nhất sao? Thi Bình cười nói, tính lại ngươi còn có điểm lương tâm, tốt thôi. Tha ngươi một lần. Tứ cẩu nhảy lên la lớn, Thi Bình vạn tuế. Lôi Long nói, không cần khoa trương dữ vậy. Tứ cẩu nói, công tử. Lôi Long cản lại không cho hắn nói, nói, về sau đừng gọi ta là công tử nữa, nghe không thuận tai. Tứ cẩu gọi đã quen, nhất thời sửa không được, nói công tử, vậy gọi thế nào? A Long, Lôi Long mỉm cười vỗ vỗ vai hắn. Phong Tự Lai đột nhiên nhìn Tiểu Nguyệt đứng cạnh Hy Bình cười cười nói, Hy Bình, vị Mỹ lệ thê tử đứng cạnh ngươi tên gọi là gì vậy? Mọi người đều nhìn sang Tiểu Nguyệt, mặt nàng ửng đỏ, giận dỗi nói, thúc thúc. Người ta tên là Hoàng Tiểu Nguyệt, là muội muội, không phải thê tử đâu. Phong Tự Lai cười ha hả, trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc, lão nói, là ta nhìn lầm, là ta nhìn lầm, thực là lão hồ đồ rồi, mẹ ngươi thực gọi là Xuân Yến sao? Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nói, thúc thúc, người từng gặp mẹ cháu. Phong Tự Lai đáp, gặp qua một hai lần, người rất giống cô ta lúc trẻ, bất quá so với cô ta người mỹ lệ hơn, có lẽ có nhiều người theo đuổi lắm phải không? Tiểu Nguyệt chề môi nói, không có ai hết. Không thành thật, Phong Tự Lai đương nhiên không tin lời nàng, cô gái mỹ lệ nhường này làm sao có thể không có ai theo đuổi.
Phong Ái Vũ đỡ lời, cha, Nguyệt Nhi thực sự không có người theo đuổi. Bình thường nàng ta tuy cười với người khác rất dịu dàng xinh xắn, những số nam nhân bên cạnh nàng đều không dám có chủ ý với nàng, bởi vì Nguyệt Nhi có một đại ca quá cuồng bạo, ai dám có chủ ý xấu với nàng chứ? Phong Tự Lai tử tế nhìn lại Tiểu Nguyệt, đột nhiên mỉm cười nói, có chút đạo lý, bởi vì nó có một đại ca như vậy. Độc Cô Minh nói, không phải vậy đâu, bởi vì Nguyệt Nhi cả cuộc đời không gả đi, mới cự tuyệt mọi kẻ theo đuổi. Tứ Cẩu tò mò, ngươi làm sao biết được? À, Độc Cô Minh, ngươi tiểu tử này nhất định đã theo đuổi Tiểu Nguyệt, hơn nữa đã bại. Hây, tiểu tử ngươi tay chân cũng nhanh đó, có điều công phu không đủ. Các ngươi không cần làm loạn ở đây, muội muội ta không phải để cho các ngươi bàn cãi. Hi Bình có chút mất bình tĩnh. Kẻ theo đuổi, sau này ai dám có chủ ý động đến Nguyệt Nhi, Hoàng Hi Bình hắn sẽ đánh kẻ đó. Nguyệt Nhi là người của hắn, vĩnh viễn như vậy. Tiểu Nguyệt mặt mũi đỏ rực, nói, đại ca, Nguyệt Nhi ra ngoài đây. Nắm tay Bạch Liên cùng Lãnh Như Băng chạy ra ngoài. Nữ hài hay ngược, Phong Tự Lai nói xong một câu, lại nhìn Tứ Cẩu nói, ba ngày nữa, ta truyền võ công cho ngươi, hy vọng sau ba ngày nữa ta có thể ra khỏi giường. Phong Bang chủ, ba ngày nữa ngài không chỉ có thể rời giường, truyền võ công cũng có dư. Hoa Sơ Khai từ bên ngoài bước vào. Hoa Lôi lao vào lòng Hi Bình, nói ca ca, huynh lừa Lôi Lôi, huynh không có tới tìm Lôi Lôi, là Lôi Lôi tới tìm huynh. Hi Bình nói, ta vừa mới định đi tìm muội, muội đã tới rồi. Hắn nhận thấy trước mặt Hoa Sơ Khai phu phụ ôm ấp Hoa Lôi kiểu này thực không hay, nhưng không ôm thì không được. Hoa Sơ Khai phu phụ đến bên cạnh hắn, không kìm được nói, Lôi Lôi là bị mất ký ức có chọn lựa, cũng là nó đem mọi việc cùng mọi người nó không muốn nhớ ép vào đáy ký ức. Không biết vì sao, nó chỉ chọn nhớ về ngươi. Trước khi Lôi Lôi mất trí nhớ người cuối cùng nó gặp là ngươi phải không? Hi Bình gật gật đầu, nói con nghĩ vậy. Hoa Sơ Khai nói, nó hiện tại chỉ nhớ được ngươi, rất ỷ lại vào ngươi, bọn ta cũng không có cách nào, chỉ còn nước giao nó cho ngươi. Nó không chỉ chọn nhớ ngươi mà còn chọn nhớ về thời kỳ thơ ấu ngây thơ của nó. Hi Bình vội vàng hỏi lại, vậy nàng ta có đột nhiên tốt trở lại không? Có khả năng lắm, Hoa Sơ Khai nói, nó chỉ tạm thời bị như vậy, tính có một ngày sẽ khôi phục, hoặc giả ngày nào đó tỉnh giấc cũng không biết được. Hi Bình lo lắng, đến lúc đó nàng ta có nhớ được mọi chuyện xảy ra sau khi mất ký ức không? Hoa Sơ Khai cười nói, nhớ rất rõ ràng. Hi Bình lẩm bẩm, thảm rồi, lần này rắc rối rồi, trước đây nàng ta chán ghét mình nhất, sau khi lành lại nhất định tìm mình tính sổ. Hắn lo lắng chính là... Hoa Lôi có nhớ được hắn hát cho nàng nghe không, có nhớ được hắn tùy tiện hôn nàng không? Hay, đơn giản là tìm cơ hội biến nàng thành mẫu thân của hài tử hắn. Nhưng chuyện này không được, nếu nàng ta khỏe lại nhưng không thích hắn, không phải càng rắc rối hơn sao? Ngốc tử, không sợ, nàng ta nếu có thể nhớ rõ ràng, đương nhiên cũng nhớ được rằng nàng ta tự nguyện, hắc hắc, cam tâm tình nguyện, nàng ta có thể trách hắn. Âu Dương Chân nói, Hi Bình, người phải chiếu cố tốt Lôi Lôi. Khiến nó có chút hạnh phúc, nó đến nay đã 20 năm không cảm thấy hạnh phúc rồi, hài tử này sống thật sự khổ. Hi Bình không cố ý nói, chỉ cần nàng vui vẻ, ta làm gì với nàng cũng không sao hả. Hoa Tiểu Mạn biết được hắn nói có ý tứ gì, giọng giận dữ, chàng não xấu này, nghĩ đến đâu rồi. Sắc tâm chàng có phải lại động rồi không? Chàng phải nhớ kỹ, đó là cô ta, chàng mà dám cả cô cũng hủy, ta không tha cho chàng, sắc ma. Hi Bình đẩy Hoa Lôi ra, nói, nếu đã như vậy, thì đừng để nàng ta lại gần ta, các người cũng biết, ta là người chịu không nổi dụ hoặc. Tiểu Mạn, nàng đưa cô nàng về canh giữ cho kỹ, đợi nàng ta khỏe lại, nàng ta lại có thể tìm cha ta. Hoa Lôi thật sự muốn lao vào lòng Hi Bình, la lên, ca ca, huynh làm sao đẩy Lôi Lôi ra. Huynh không cần Lôi Lôi nữa sao? Hi Bình đáp, không dám cần muội. Hoa Tiểu Mạn sáng giọng, lão đầu xấu. Ngươi dám không cần cô, ta sẽ làm ngươi không thể đẩy cô ra, ngươi như vậy chỉ khiến cô buồn thôi. Hi Bình không minh bạch nói, là nàng nói ta không được chạm tới nàng ta. Hoa Tiểu Mạn cứng họng. Hoa Sơ Khai nói, được rồi, Hi Bình, Lôi Lôi từ nay giao cho ngươi, ngươi muốn làm gì nó với chúng ta không có quan hệ, chỉ cần Lôi Lôi vui vẻ là tốt rồi. Ai, ba nữ nhân của Hoa gia ta, đứa nào cũng với ngươi ai. Duyên như thế, phận cũng vậy, đời trước của Hoa gia nợ ngươi quá nhiều.
Thi Bình nhíu mày nói, nhạc phụ, người nói làm sao giống như triết gia vậy? Hắn càng nghe càng hồ đồ, vì sao không thể nói đơn giản một chút chứ? Người ta nói chuyện, không phải vì để người nghe có thể minh bạch ý tứ của họ sao? Hoa Lôi lại nép vào ngực Hy Bình, giọng giòn tan, ca ca, hôn Lôi Lôi đi. Không hôn, về phòng mới lại hôn. Da mặt hắn tuy dày, cũng ngượng ngùng khi phải âu yếm Hoa Lôi trước mặt Hoa Sơ Khai phu phụ. Hoa Lôi xô đẩy ngực hắn, nhõng nhẽo nói, không mà. Lôi Lôi hiện tại muốn ca ca hôn, nàng nhắm hai mắt, nhón hai chân, cố giơ đôi môi đặc biệt nhỏ của nàng lên. Hy Bình nhìn mọi người một cái, nói, không được trách ta, là nàng ta đòi. Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi Hoa Lôi, bị nàng quấn lấy hôn nồng nhiệt. Hoa Lôi thỏa mãn xong, vui vẻ nói, ca ca, về phòng lại hôn Lôi Lôi nha, ở chỗ này, Lôi Lôi xấu hổ, mắc cỡ lắm. Mọi người đều nghĩ, còn mắc cỡ ư. Hoa Sơ Khai thở dài, nói, trông như nhà ta loạn rồi, gặp phải tiểu tử này đúng là vận xui của Hoa gia. Âu Dương Chân nói, có lẽ là vận may. Thi Bình tự hào nói, câu này của nhạc mẫu hợp tâm ý con nhất. Hoa Sơ Khai nói, các ngươi nên ra ngoài rồi, để Phong Bang chủ nghỉ ngơi cho tốt. Mọi người thấy Phong Tự Lai thực có chút mệt mỏi, liền nghe lời ra khỏi phòng. Tư Tư, Tuyết Nhi để ta bế, Thi Bình ôm lấy Tuyết Nhi, tay còn lại ôm lấy eo Đỗ Tư Tư, mỉm cười thủ thỉ, đêm nay nàng vũ thoát y cho ta xem nhé. Đỗ Tư Tư giận dỗi, người ta không múa. Thi Bình trả giá, ta cho bọn họ cùng nàng múa, được không? Đỗ Tư Tư lén nhéo hắn một cái, rít nhẹ, chàng sắc dục điên cuồng, hư hỏng hết rồi. Cuộc sống tiếp tục trôi đi, Tứ Cẩu cùng Phong Tự Lai đều tập luyện võ công. Độc Cô Minh cũng Hoa Tiểu Ba sắc tâm vẫn không đổi, chuyên môn đi câu dẫn các nữ đệ tử xinh đẹp trẻ trung của Minh Nguyệt Phong. Đương nhiên, mục tiêu tối chủ yếu của hai người này vẫn là Bảo Nguyệt. Ái tâm của Độc Cô Minh vốn đã chết từ lâu nay lại bị diện mạo thực sự của Bảo Nguyệt kích hoạt trở lại, hắn lại tiếp tục thể hiện những ái tình tuyên ngôn của mình. Hoa Tiểu Ba dường như cũng không chịu ở lại sau. Hai người tuy là hảo huynh đệ, nhưng trong chuyện cua gái này thì đều bình đẳng như nhau, hoa lạc vào tay ai thì còn phải tùy vào bổn sự. Lôi Long đích thực người chồng gương mẫu, luôn cùng với Bích Như tản bộ, kể chuyện, ngắm bình mình, hưởng thụ cái tình yêu say đắm. Thi Bình gặp lại được các lão bà bụng to không tìm được người phát thiết, phải chờ tới tối. Hắn ban ngày căn bản là không làm gì được, luôn luôn có một đám nữ nhân bám theo hắn, Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh chạy đi tìm con mồi mới của bọn chúng rồi, nữ nhân của bọn chúng và Tứ Cẩu dĩ nhiên cả ngày đi theo Hoàng Hy Bình hắn. Mấy cái này cũng không phải là vấn đề, mà vấn đề lại là Bạch Thị tỉ muội, Triệu Tử Thanh lúc nào cũng không buông tha hắn, ở trước mặt hắn chuyện gì cũng có thể xảy ra, véo tai hắn. Làm núng, thậm chí ôm hắn hôn loạn, chỉ sợ là những lời nói tình tự cũng có thể từ miệng các nàng nói ra, bảo hắn làm sao cho tốt bây giờ. Hắn đi mới được nửa đường ngẫu nhiên gặp được Hoa Tiểu Ba, hắn đang giữ chặt lấy phần mông của một nữ đệ tử Minh Nguyệt Phong, lại bắt buộc Hoa Tiểu Ba vì hắn tấu nhạc, hắn muốn ca hát, một lần cũng được. Chúng nữ liền chạy đi thật là xa lưu lại chỉ có Phong Ái Vũ, Độc Cô Kỳ và mẹ con Đỗ Tư Tư, ngay cả Hoa Lôi cũng bị tỷ tỷ của nàng Hoa Tiểu Mạn dắt đi. Khi màn đêm buông xuống, cũng giống như trước đây, Hy Bình cùng thê tử của hắn độc chiếm riêng một lạc viên thanh nhàn viện. Đương nhiên, trừ thê tử của hắn ra, còn có nữ nhân khác không phải là thê tử của hắn cũng ở tại thanh nhàn viện Tiểu Nguyệt và Hoa Lôi. Thành thử, chúng nhân thực không thể hiểu nổi, Hoa Lôi thì không nói làm gì, nhưng Tiểu Nguyệt lại ở cùng đại ca nàng, thực là điều khiến chúng nhân không sao minh bạch nổi. Tại sao Tiểu Nguyệt lại không sợ cái thanh âm ồn ào trong đêm mà đại ca nàng cùng chúng nữ tạo ra đó nhỉ? Tuyết Nhi thì cứ mỗi tối lại chạy qua ở cùng Vưu Túy và Thi Nhu Vân lưỡng nữ, nó biết cứ đến tối là bất kể cha, mẹ hay các A-di đều không hoan nghênh mình, nó cũng biết rằng cứ đến tối là thanh nhàn viện lại đặc biệt vô cùng ồn ào, hơn nữa cũng có ý không muốn làm phiền họ, đến ban ngày, họ lại thi nhau bồng nó, hôn nó, trêu chọc và cùng nó chơi đùa, không thể không yêu thương nó được. Nó còn nhỏ nên không thể minh bạch chuyện của người lớn. Kỳ thực, nó đối với tất cả những chuyện này vẫn còn hồ đồ lắm. Tứ Cẩu luyện võ cũng đã mệt mỏi, lúc này bước ra ngoài để hóng gió bỗng thấy Hy Bình đang sướng ca còn có đại đội bang chúng tụ tập lại cùng giống lên, vỗ tay, reo hò ca ngợi. Khiến hắn cảm thấy thực kỳ quái, Hy Bình toàn hát những bài mục giữa, tại sao cái đám khất cái bang hội này lại có vẻ hoan hỉ đến thế nhỉ?
Điều này quả thực là một kỳ tích. Tứ Cẩu nghĩ rằng, có lẽ những bài hát của Hy Bình cũng giống như quần áo của bọn họ, cũng mục rũ như nhau nên vì thế mà đúng với khẩu vị của bọn họ chăng? Hắn cũng nguyện ý gia nhập cùng Hoa Tiểu Ba khởi tấu nhạc, tiếng mâm bàn lại khua hòa vào tiếng hát như kéo dài vô tận khiến ngay đến đại bang chủ cũng phải cảm thấy vinh dự. Mơ màng nghĩ rằng, nguyên lai sướng ca không những chỉ biểu hiện tài nghệ mà còn không làm mất đi sự uy phong nữa. Tuy nhiên, Tứ Cẩu cũng không có nhiều thời gian. Hắn chỉ tới tham gia trong vai trò người góp vui, sau đó lại trở về luyện võ đường tiếp tục tập luyện thần lai chi thương. Hoa Tiểu Ba cũng đã bố trí kín hết cả thời gian, vì thế sau đó Hy Bình cũng không thể tìm được người tấu nhạc cho hắn, hắn đành phải tạm ngừng hội diễn. Diễn sướng một khi tạm ngừng. Một đội nữ nhân sẽ lại bất ngờ xuất hiện vây lấy hắn, hắn lúc này sợ nhất là Đại Ni. Nữ nhân này không biết uống nhầm phải thuốc gì, luôn xuất hiện một cách mờ ám cứ như là làn khói thoảng, đề nghị, câu dẫn hắn. Thiên trúc mỹ nữ này không những sắc đẹp mặn mà, hơn nữa lại còn cả cái vẻ phong tình của người dị quốc, nếu như nàng ta không phải là nữ nhân của Tứ Cẩu thì Hoàng Hy Bình hắn thực đã tựa như hổ như sói sâu xé nàng rồi. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ đành biết trốn đi mà thôi. Đặc biệt là Thi Nhu Vân và Vưu Túy Lưỡng Nữ, kể từ lúc đến cái bang, Hy Bình chẳng hiểu làm sao, lại rất ít khi tìm đến họ. Không phải là hắn không muốn tìm, mà bởi vì họ không hoan nghênh hắn nghĩ vậy. Đến tối ngày thứ thì Hy Bình cũng quyết định tới tìm họ, hắn chưa từng tới trước cửa phòng họ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Tiêu Ưu Mỹ từ trong phòng truyền ra, hắn tuy tự xưng mình là ca thần, kỳ thật với nhạc lý thì mù tịt, đương nhiên là không thể hiểu được, không thể thưởng thức được phẩm vị. Hắn lo lắng đi về phía cửa, đập mạnh lên cánh cửa rồi hét lên, ai ở trong đó? Thi Nhu Vân tiến ra mở cửa, dẫn hắn vào, sau đó đóng cửa lại. Hy Bình tiến vào trong phòng, ngó đông ngó tây, thấy trong phòng chỉ có Thi Vưu Nhị Nữ không còn ai khác. Hắn bước vào đóng cửa lại, đi từng bước đến bên giường, sau đó đứng trước giường cắn ngón tay, thì thầm, một người nữa. Không biết đã đi đâu, như thế nào lại giống đêm đó Dương Long Quân đột ngột không thấy nữa. Kỳ quái. Vưu Túy không hiểu hắn định làm gì, bèn hỏi, Hoàng Hy Bình, người định làm trò quái quỷ gì vậy? Chuyện này ta không hỏi nàng, sao nàng lại hỏi ta? Hắn phủi phủi y phục, rồi lê mông đến ngồi gần Vưu Túy. Vưu Túy kêu lên, thần kinh. Hy Bình giận dữ, nàng mắng ta. Vưu Túy lập tức quay đi, nhìn vào tường chứ không thèm nhìn hắn nữa. Hy Bình đành phải khuất phục. Nói, vừa rồi nam nhân trong phòng cười nói giờ trốn đi chỗ nào rồi. Vưu Túy đáp lời hắn, nam nhân nào, trong phòng này cũng chỉ mình ngươi là nam nhân được phép tùy tiện ra vào thôi. Không phải sao, rõ ràng vừa rồi có tiếng nam nhân huýt sáo ở trong phòng này, ta đứng bên ngoài nghe thấy rất rõ nhưng khi bước vào lại chẳng thấy ai cả. Hy Bình nói một cách ngạc nhiên thực sự. Vưu Túy quay mặt nhìn hắn, trong lòng cười thầm nhưng lại giả vờ giận dữ nói, đó là Nhu Vân đang thổi tiêu. Người không biết tỷ đừng có nói bừa. Chí tưởng tượng ra sao a? Nam nhân, lại còn huýt sáo. Nàng cầm lấy chiếc ngọc tiêu trên giường gõ gõ vào đầu Hy Bình, đó chẳng phải chiếc tiêu mà chính Hy Bình đã đưa cho Thi Nhu Vân quản hay sao? Hy Bình đầu rụt lại, la lên đau. Thi Nhu Vân chạy lại tiếp lấy ngọc tiêu trong tay Vưu Túy, nói, đại tẩu, vật này là của đại ca đưa cho muội, người đừng làm hư nó, muội sau này còn muốn thổi. Vưu Túy sắc mặt ửng hồng đáp, xin lỗi Nhu Vân, đại tẩu thực không cố ý. Hy Bình quay đầu nhìn sang Nhu Vân, nói cái đầu quý báu của ta bị đánh, nàng đã không thông cảm, lại còn thương tiếc khúc gỗ mục này hay sao? Thì Nhu Vân không thèm để ý đến lời hắn, ôm cây tiêu lên giường nằm xuống, quay lưng về phía hắn mà ngủ. Ai nha, nàng sao lại đi nghỉ sớm như vậy? Tốt xấu ta cũng đã đến, nàng không nói được mấy câu với ta hả? Hy Bình kéo vai nàng, thì Nhu Vân cũng vẫn không thèm lý tới hắn. Vưu Túy mỉm cười nói, nàng vốn không thích nói chuyện với ngươi, ngươi tỉnh tỉnh lại đi. Lại chuyển giọng, ngươi tới đây làm gì? Hy Bình cười đáp, đến xem hài tử của chúng ta. Vưu Túy trừng mắt nhìn hắn, ngươi vẫn còn nhớ tới hài tử mình ở chỗ này cơ à? Hy Bình nói, đương nhiên là nhớ rõ, ở trong bụng nàng mà. Hắn thuận thế áp mặt dán vào bụng nàng. Hai tay nhẹ ôm. Vưu Túy muốn xô hắn ra, sau lại bất động, đánh vào đầu hắn một cái, sẵng giọng, ngươi không được ép chặt quá, đây không phải là hài tử của ngươi, ngươi ép con ta đau, ngươi này hỗn đản. Hy Bình mỉm cười nói, Túy tỷ,
hài tử của nàng trong bụng nói với ta này. Nói bậy, Vưu Túy lại dùng sức gõ vào đầu hắn, đột nhiên lại hỏi, hài tử nói với ngươi cái gì thế? Hy Bình nói, hài tử nói nha, vì sao ba ba mụ mụ lại không ngủ cùng một chỗ? Vưu Túy như vừa mới uống rượu, mặt mày đỏ bừng, nói, ngươi mà còn ăn nói lung tung ta liền đuổi ngươi ra ngoài đấy. Ngươi đứng dậy, không được đặt cái mặt xấu xí lên bụng ta nữa. Được rồi, ta không áp trên bụng nàng nữa. Hy Bình lấy đầu đặt vào ngực nàng, nhanh chóng nói, giống như thế này mới thật khoan khoái, Túy tỷ, nàng không còn nói ta đè nặng lên hài tử của nàng nữa nhé. Vưu Túy rên rỉ, tiểu dâm côn, ngươi không phải nói không chạm vào ta nữa sao? Hy Bình ngạc nhiên nói, khi nào ta nói không chạm vào nàng vậy? Vưu Túy nói, ngươi gần đây đối với chúng ta không nghe không thấy, ngươi nghĩ ta cảm thấy thế nào, ngươi tưởng ta không thấy hả? Có một đám thê tử mỹ lệ bên người, đương nhiên không có tìm nữ nhân làm loạn nữa, ngươi có thể trở về với đám kiều thê được rồi đấy. Hy Bình nói, để ta ở cùng nàng một lúc nữa, bằng không nàng càng oán giận ta, a. À. Túy tỷ, chờ hài tử sinh xong. Ta với hài tử cùng bú sữa của nàng nhé, nàng có chịu không? Không được, Vưu Túy tức giận đẩy hắn ra, ma chảo của hắn đang luồng dưới y phục đặt trên phong tiêm, đầu vú của nàng. Nàng hét lớn, ngươi không được ở chỗ này làm loạn, ta không muốn. Hy Bình ở trên ngực nàng nhẹ nhàng xoa nắn, cười nói, Túy tỷ, nàng không phải thích ta như vậy sao? À, hình như là có chút hơi quá, nhưng là ta thích, chỉ cần ta thích thì nàng không thích cũng phải tiếp thụ. Đương nhiên. Nếu nàng trở về địa ngục môn ta sẽ không thể thế này với nàng được nữa. Do Vưu Túy bị hắn chọc phá làm cho tình dục bốc lên, lúc này nghe hắn nói xong, tình dục trong nháy mắt chợt tắt phụt, nghiêm mặt nói, bây giờ là khi nào rồi, ngươi còn dám bảo ta về địa ngục môn. Buông cái tay thối của ngươi ra, không được chạm vào ta, hỗn đản. Hy Bình nói vội, tất cả là tại ta, hôn một cái xin lỗi. Vưu Túy đẩy mặt hắn ra, không được hôn ta. Ngoan, hôn một cái thôi thì hết giận ngay. Hy Bình vẫn ngoan cố muốn hôn. Vưu Túy ương ngạnh nói, ta nói không cần ngươi là không cần mà. Hy Bình cũng kiên quyết nói, ta nói muốn chính là muốn. Vưu Túy quay mặt đi, tùy hắn muốn làm gì làm. Hy Bình kề sát tai nàng nói, thì phu nhân, nàng thực sự không nguyện ý. Vưu Túy quay mặt, một đầu chui vào trong ngực hắn, hai tay dùng sức đánh véo hắn. Khóc nói, ai đều có thể bảo ta thi phu nhân, nhưng mà ngươi thì không được. Không cho phép ngươi gọi ta như thế, ngươi là bắt nạt người ta. Hy Bình nói, trước nàng nói không phải là nữ nhân của ai. Không cần nói, nhưng sau ta nói, nàng là thê tử của Thi Trúc Sinh, ta gọi nàng là thi phu nhân là không đúng à? Vưu Túy khóc càng dữ dội hơn, hoàn toàn không phải là nữ nhân mà là một hài nữ. Hy Bình nói, nữ nhân của ta là tùy tiện để ta hôn. Nàng còn muốn cự tuyệt ta hả? Hắn hai tay nâng khuôn mặt đầy nước mắt của nàng lên, lau đám lệ đó cho nàng rồi cúi đầu hôn nàng một cái, nàng lúc nào cũng muốn ta xuất tuyệt chiêu mới chịu đồng ý. Nào, lại giúp ta cởi y phục đi, ta đêm nay muốn ngủ ở chỗ này, Túy tỷ ngoan. Không được, kêu phản đối lại chính là Thi Nhu Vân, nàng đã xoay người lại trừng mắt với Hy Bình, không cho phép ngươi ngủ ở chỗ này. Hy Bình trong lòng có ý cười thầm, cởi giày leo lên giường. Dương mắt nhìn lại nàng ta, nói, ai nói không được. Nếu tối nay ta thực sự muốn ôm nàng ngủ thì sao? Thi Nhu Vân liền xoay người quay lưng lại với hắn, hắn liền trực tiếp từ đằng sau ôm lấy thân thể mềm mại của nàng ta, ở bên tai nàng ôn nhu thì thầm, tiểu ách ba, nàng yếu như vậy không được động một tí là dãy giụa. Nàng trên người có chỗ nào là chưa bị ta trông qua, nàng xem, nàng muốn là muội muội của ta hay là tiểu thê tử của ta? Ca của nàng đem nàng giao cho ta. Ý tứ kia thì dễ dàng hiểu được, đấy chính là muốn nàng trở thành lão bà của ta. Thi Nhu Vân cua tay cố đẩy ma chảo của Hy Bình đang đặt trên người mình, dùng thập phần khí lực nhưng cũng không thể đẩy ra được, rên rỉ nói, không phải. Hy Bình nhẹ nhàng cắn lấy cái tai của nàng nói kia là vì sao? Thi Nhu Vân không đáp lại, chỉ thở gấp nói, ngươi không được cắn lỗ tai ta ngứa. Vì sao nàng bây giờ không có dùng chủy thủ đâm ta nữa? Hy Bình không có chờ nàng ta hồi đáp, lại nói, tiểu ách ba, đừng quay lưng về phía ta, xoay người lại được không? Ta muốn ngắm nhìn mặt nàng. Hy Bình không ngờ bản thân trong lúc thất ý lại gặp Đại Ni. Nữ nhân này từ khi đến cái bang đã cùng tứ cẩu sống riêng,
một mình đòi luôn một căn phòng. Tứ cậu trong lòng tuy không vừa ý, nhưng hắn cũng không tìm ra nguyên nhân nào để từ chối, huống hồ hắn còn phải ứng phó với rất nhiều nữ nhân, hơn nữa còn phải theo Phong Tự Lai tập võ, hắn hoàn toàn không đề cập đến chuyện tình cảm. Đột nhiên, Đại Ni xuất hiện trong đời hắn, làm hắn có cảm giác như trời cao có ý an bài cho, nếu không tứ cậu hắn làm sao có thể có được sự chiếu cố quan tâm của mỹ nữ dị quốc đẹp như thiên tiên này chứ. Hắn vô cùng mãn ý, nhưng cũng vô cùng tiếc nuối, vì từ sau đó, hắn như có cảm giác lòng nàng không dành cho hắn, tựa hồ như cách xa hắn diệu vợi, đối với hắn tuy biểu hiện bên ngoài rất tốt, phảng phất cũng chỉ là một lọ ai kỹ xảo gượng ép nào đó. Tứ cậu là một kẻ lười biếng, chuyện nghĩ hoài không hiểu, sau đó lại cũng chẳng cần nghĩ tới. Đại Ni xuất hiện một cách đột ngột, hoặc có thể nói là duyên đến, lúc duyên đó bỏ đi thì cũng rất đột ngột, nhất thiết, tùy theo duyên số vậy. Thi Bình đương nhiên không thể giải được nỗi buồn rầu của tứ cậu, cũng không biết giữa tứ cậu và Đại Ni có khúc mắc gì, hắn chỉ cảm thấy rất kỳ quái vì cái gì mà Đại Ni lại muốn ở một mình. Khi hắn nhìn thấy Đại Ni, nàng tựa hồ như chính đang đợi ai đó, hắn lễ độ nói, Đại Ni, đêm đến, không trở về phòng nghỉ ngơi sao? Đại Ni nói, ta đang chờ ngươi. Thi Bình sửng sốt, nàng chờ ta làm gì? Đại Ni nói, có chút chuyện cần nói với ngươi, ngươi đến phòng ta ngồi một lát được chứ? Thi Bình thản nhiên cười nói, có gì không thể. Đại Ni cười nhẹ, tay phải nâng lên trước trán vuốt tóc, sau đó quay người nhẹ nhàng bước đi. Thi Bình bị mỹ thái liêu nhân của nàng hấp dẫn đến hút hồn, thần sắc hoảng hốt đi theo đến phòng nàng. Đại Ni đột nhiên xoay người nói, không phải là mỗi lần nữ nhân gọi ngươi tới phòng của họ, ngươi đều vui vẻ tuân theo sao? Thi Bình sửng sốt, nói, cũng phải nhìn xem nữ nhân kia thế nào đã. Đại Ni nói, nếu là mỹ nữ thì sao? Thi Bình cười nói, nam nhân có nghĩa vụ phải chọn mỹ nữ, cũng có quyền lợi bỏ qua xử nữ, nữ nhân xấu xí ta là nam nhân, đương nhiên chọn lựa nghĩa vụ. Đại Ni nở nụ cười yêu mị nói, tiến đến đây. Nam nhân. Bàn tay nàng đặt lên cánh cửa đẩy nhẹ nhẹ, cửa mở ra. Thi Bình đi theo tiến vào, đoạn ngồi xuống, hướng đối diện với Đại Ni nói, bây giờ đã khuya, ta không thể ở lại lâu, ta sợ người khác hiểu lầm. Nàng đã biết ta là một nam nhân háo sắc, người khác cũng biết, cho nên cùng một mỹ nhân như nàng ban đêm ở chung một phòng, rất khó làm cho người khác không nghĩ xấu, nàng nói đi. Có chuyện gì? Đại Ni hai tay chống cằm, ngưng thị nhìn hắn, nói, không có việc thì không thể gọi ngươi tới sao? Thi Bình dựa vào thành ghế, hít sâu một hơi, nói, nàng tuy là nữ nhân của huynh đệ ta, nhưng ta và nàng tịnh không quen thuộc. Ta nhớ rõ ràng, sau khi nàng ở tại La Phủ, mới chú ý tới sự tồn tại của ta. Nàng nói không sai, đúng là không có chuyện cũng có thể gọi ta đi tới, bất qua ta đã đến đây, nàng nếu không có việc gì nói với ta, ta sẽ đi liền. Hắn vừa đứng lên, Đại Ni vội nói, chậm đã, ta muốn cùng ngươi nghiên cứu về âm nhạc. Thi Bình liền quay trở lại, kinh ngạc vui sướng nói, âm nhạc. Đại Ni khẳng định nói, đúng vậy, cũng là ca hát. Thi Bình mặc kệ 3721, lập tức đặt mông ngồi lại trên ghế, giống như mấy bác nông dân vỗ đùi, hưng phấn nói, hà, Đại Ni, nàng thế nào lại không nói sớm. Ta đặc biệt thích ca hát, nhưng nàng, cũng thích chăng. Nàng tựa hồ vũ khiêu vũ một chút cũng làm cho người ta nhìn không hiểu, cũng như khi nàng ca hát. Ta cũng cảm thấy nghe không thể hiểu, ta nghĩ bài hát của nàng hát nên quăng sọt rác đi, tốt nhất thay bằng bài hát của ta đây. Đại Ni nói, quốc gia chúng ta nổi danh là vương quốc ca vũ, ta thích khiêu vũ, đương nhiên cũng thích ca hát. Thi Bình lập tức dương dương tự đắc, đã như vậy, ta sẽ dạy ngươi một ít công phu ca hát cơ bản, để ngươi từ nay về sau cũng sẽ phong quang giống như ta vậy. Hắn nhớ tới cái ngày tại cái bang nhận được sự ủng hộ của mọi người, thật sự tưởng rằng chính mình là ca thần, đúng vậy, hắn một điểm cũng không có hoài nghi ai lại hoài nghi tài năng của chính mình chứ. Huống chi hắn chính là Hoàng Hy Bình. Đại Ni lộ ra một nụ cười thật kiều diễm, hai tay nắm lấy đôi đại thủ của Hy Bình ở trên bàn, thanh âm yêu kiều nói, ngươi dạy ta đi. Hy Bình do hưng phấn quá độ, cũng không quá để ý đến thái độ và cử động quá mức của Đại Ni, chỉ cố học theo mụ bán dưa ba hoa. Sướng ca không chỉ có kỹ xảo, hơn nữa quan trọng là cần phải có thiên phú, đầu tiên phải có thiên phú, tiếp theo kỹ xảo có thể từ từ học tập. Thiên phú lại không thể bắt chước được, giống loại ca thần như ta vừa có nhất lưu thiên phú lại vừa có nhất lưu kỹ xảo, trên thế gian chỉ có ta và ta thôi.
về phương diện thiên phú chính là có từ lúc mới sinh, nói thế có thể nàng không hiểu. Mặc dù nàng có hiểu ra, nàng cũng có một thiên phú, ta chỉ nên cùng nàng nói về kỹ xảo. Thứ nhất, sướng ca nhất định phải có cổ họng lớn phát ra âm thanh to, thứ hai, sướng ca tất yếu phải có tình cảm, thứ ba, sướng ca tuyệt đối phải có óc sáng tạo. Đại Ni mở to hai mắt, nhìn thẳng vào Hy Bình, nghe hắn nói xong, thật sự là không khỏi cảm thấy kỳ quái, nói, ta cô hiểu. Hy Bình không lấy làm phiền nhẫn nại nói, ta sẽ giải thích cho nàng nghe, sở dĩ sướng ca cần đại thanh, chính là nàng cần phải đưa âm thanh đến cho tất cả mọi người, như thế mới thể hiện nàng là cao nhân nhất đẳng. Có cảm tình chính là, ai, phải chọn cách thể hiện phù hợp, nàng hát đến chỗ khoái lạc, nàng phải cười, hát đến khúc bi thương, chẳng ngại lưu dấu tích nước mắt. Đại Ni lắc đầu, vẫn không hiểu. Hy Bình nói, rất đơn giản, nàng hát một ca từ biểu đạt sự khoái lạc, thì nàng phải lớn tiếng cười vài tiếng, sau lại tiếp tục hát một câu sau, hát xong một câu lại cười lớn, thế này người ta mới biết nàng vì khoái lạc mà hát, nàng sẽ mang lại cho họ nụ cười chúc phúc và hoan lạc. Nếu như để biểu hiện sự bi thương, nàng ca xong một câu thì phải khóc một tiếng, nếu thật sự là khóc không được loại tình huống này thường phát sinh à nha, nàng lấy tay che mặt lấy chút nước bọt chấm lên khóe mắt, thế này mọi người nhìn thấy nước mắt của nàng khi nàng khóc, mọi người mới sinh ra đồng cảm, nàng tự nhiên cũng sẽ được nhiều tiếng vỗ tay. Đã hiểu chưa? Đại Ni vẫn lắc đầu, vẫn là không hiểu. Ta thua, Hy Bình không khách khí hất tay nàng ta ra, rồi khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào nàng. Hắn không thể hiểu nổi tại sao nữ nhân này lại đần độn như vậy. Không trách được cả sướng ca lẫn múa đều không thể phối hợp lại với nhau, có lẽ đó chính là sắc đẹp và trí tuệ không thể cùng tồn tại, hoặc nói rõ rằng ngực lớn không có đầu óc, tóc dài trí ngắn. Hắn nhận ra rằng không nhất thiết phải cùng nàng ta bàn luận để làm sáng tỏ cái vấn đề uyên thâm này, đã nói thì cũng phải nói rõ, thật vô vị. Hắn phẫn nộ nói, với loại người không có thiên phú như nàng, có cùng nàng đàm luận về kỹ xảo, nàng cũng vô phương vận dụng được. Ôi, chi âm khó tìm làm sao? Đại Ni với đôi mắt đầy mị lực và quỷ dị nhìn thẳng vào nam nhân tuấn Mỹ trước mặt như đang nhập tà, nàng không hiểu tại sao trời cao lại hí lộng cho người như vậy, cho hắn một ngoại diện không có điểm nào chê trách được, lại cho hắn cái bên trong thối nát như vậy, cũng không biết trong đầu hắn chứa đựng cái gì. Lúc này, nàng không ngừng quan sát hắn, đầu óc hắn cứ như một hài đồng vô tri, hành động thì như một tên vô lại dâm côn. Nhìn sao cũng không giống một con người. Nhưng hắn chính thực là một con người nổi tiếng, không nghi ngờ gì hắn chính là đầu lĩnh của võ lâm tứ đại thế gia, võ công bản thân hắn cũng cao thâm khó lường. Hắn ta là một nam nhân có mị lực tuyệt đối, bên cạnh là một nhóm mỹ nữ thê tử, từ nhãn tình của nữ nhân của hắn ẩn chứa lộ ra xuân ý, Đại Ni cũng hiểu rằng hắn ta ở vài phương diện nào đó cũng thật cường hãn, chí ít cũng không đến mức tệ hơn so với tứ cẩu. Nàng đã từng hỏi qua 11 tỷ muội của nàng, nếu để bọn họ chọn lại lần nữa, bọn họ sẽ chọn ai? Đáp án chính là Hoàng Hy Bình. Nam nhân này đúng là quái vật, bình thường bị Vưu Túy Thượng cẳng tay hạ cẳng chân, căn bản không có lực hoàn thủ, nhưng nàng tại La Phủ lại chính mắt thấy hắn đả bại võ sĩ Đông Dương. Nàng biết được Dương Long Quân là người Đông Dương, vì Dương Long Quân sử dụng võ học của nhẫn giả, nhưng do sử đao nên chính là võ sĩ đao đặc trưng của Đông Dương. Điều khiến nàng ấn tượng sâu sắc chính là trong khoảng khắc lúc Hy Bình bạo nộ, tuyệt không phải anh hùng khí khái, nhưng là một loại ma phách làm người ta hồn bay phách tán, trong sát na đó làm người ta phải sợ hãi. Đúng vậy, nhiều lúc hắn ta tất cả đều không phải là anh hùng, nhưng có những lúc hắn còn muốn làm cho nữ nhân loạn động hơn hẳn so với anh hùng vĩ đại nhất. Đương nhiên, cùng hắn ở một chỗ, nàng không gặp áp lực gì, rất nhiều lúc hắn đích thực là một thằng hề gây cười. Hắn so với thằng hề còn muốn tức cười hơn, nhưng cũng khả ái giống như vậy. Đại Ni không hiểu rõ chính mình vì cái gì mà cảm thấy Hy Bình khả ái, chỉ là nàng rất thích ở cùng một chỗ với hắn, thật sự, sự thích thú này xuất phát từ nội tâm của nàng. Nàng cùng với tứ cẩu, chỉ là loại gặp gỡ dạng một lần cho biết mà thôi. Nếu như lúc ban đầu người cầm liệt dương chân đao là nam nhân trước mặt này, như thế nàng đã trở thành nữ nhân của hắn. Nàng nói, người cảm thấy ta khiêu vũ như thế nào? Xem không hay Hy Bình nói rất bình thường, hắn tựa hồ không hiểu là nam nhân nên chừa cho nữ nhân chút thể diện, tư tư của ta khiêu vũ thoát y mới hấp dẫn. Âu, thật à, Đại Ni thầm than hắn nông cạn, dám đem nghệ thuật của nàng và thoát y vũ so sánh với nhau, không biết đó là vũ nhục nàng, hoặc là bản thân hắn vô tri,
Tuy vậy nàng vẫn nói, vậy ta đây cũng khiêu vũ thoát y được không? Thi Bình Ngưng Thị nhìn Đại Ni, trên mặt nàng nở một loại nụ cười rất động tình, ánh mắt thật là khiêu gợi quyến rũ, tim nàng ở đâu? Hắn đột nhiên đứng lên, cử động của hắn làm Đại Ni ngạc nhiên. Đại Ni vội nói, ngươi lại muốn đi rồi à? Nàng bắt đầu hoài nghi mị lực của mình, ngay cả một sắc lang cũng không thể hấp dẫn. Không Hy Bình nói, ta muốn thắp thêm vài cái đèn nữa, như vậy mới thấy rõ ràng một chút. Đại Ni lòng thầm thở ra, ở trong lòng nảy sinh ra một chút khinh bỉ, còn tưởng sắc lang này tuy háo sắc, đối với huynh đệ có thể nói có chút nghĩa khí, nguyên lai nàng sai rồi, tứ cẩu cũng sai rồi. Hy Bình châm thêm ba ngọn đèn nữa, làm cả gian phòng đều được chiếu sáng, quay đầu lại thấy Đại Ni đã đến ngồi trên giường, phát giác nàng đã chìm vào suy tư. Hắn nói tiếp, ta đã chuẩn bị đầy đủ ánh sáng cho rõ, mỹ nhân, nàng có múa thoát y không? Đừng để ta phải chờ quá lâu như vậy, cái bổn sự này của nam nhân không thể chờ nữ nhân được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại Ni bị những lời của hắn làm cắt đứt mạch suy tư, hướng tới hắn mỉm cười duyên dáng, hai tay đang chuẩn bị thoát y, thì lại nghe tiếng Hy Bình nói, không được, làm sao có thể thoát y vũ khi đang ngồi trên cái giường nhỏ của nàng được. Đại Ni, nàng hãy bước xuống trước giường múa cho ta xem, giữ một cự ly đủ gần thế này, ta mới có thể nhìn thấy rõ ràng được. Đại Ni theo lời bước xuống giường, chân trần đứng trước giường, chiếc vòng đeo chân lấp lánh dưới ánh đèn vàng, nàng đưa tay nhẹ tháo tóc ra, đầu như được choàng lên một làn suối tóc đen tuyền, có lẽ nguyên do là vì nàng vừa mới tắm, không giống với cách búi tóc thường ngày, tùy ý rủ xuôi xuống đất, mái tóc lúc này cũng đã khô. Hy Bình đi qua cúi đầu hôn nàng. Sau đó thổi nhẹ một hơi, tóc mai hai bên nàng liền hướng về phía sau bay lên. Hắn nói, nàng nếu như hối hận, bây giờ có thể đuổi ta đi. Ta ngược lại thì nghe ra ngươi có chút hối hận, hoặc giả là e sợ. Đại Ni khiêu khích nói. Hy Bình thả nàng ra, trở lại ngồi lên ghế đối diện với nàng, ngửa đầu mỉm cười nói, ta ngay cả xé y phục nữ nhân còn không sợ, lại đi sợ nữ nhân cởi quần áo. Nếu ta mà không nhìn, ta mới hối hận đó. Nàng có thể múa được rồi, phải múa một cách lộng lẫy một chút, cho người xem sáng mắt, đặc biệt như ta đây là người xem xếp vào hạng nhất lưu. Đại Ni nhướng mày, còn là hạng nhất lưu à? Đến hạng ba vẫn còn chưa xứng. Thân thể nàng bắt đầu nhẹ nhàng múa, trông thanh nhã mà có lãng lơ, thanh âm lục lạc trên tay và chân phát ra uyển chuyển đến mê hoặc, nét đẹp của mỗi điệu múa đều toát ra sức hấp dẫn. Đối với những người biết thưởng thức nghệ thuật vũ đạo mà nói, có lẽ sẽ thực sự bị những tư thế múa của nàng làm cho khuynh đảo. Thật đáng tiếc trước mặt chỉ có duy nhất một người xem thật sự, là độc nhất vô nhị chính là ca thần Hoàng Hy Bình. Hắn còn muốn đem nghệ thuật rác rưởi của nàng bẻ làm đôi, hắn không thèm nhìn lấy vài phút, cuối cùng hết kiên nhẫn nói, Đại Ni, nàng làm gì vậy? Loạn tới hoảng lui không thấy mệt à? Thế nào không thấy nàng thoát bỏ y phục vậy? Không chịu thoát bỏ y phục, còn múa thoát y vũ lố bịch nữa hả? Đại Ni chưng hửng, không nghĩ rằng cái tên này không phải băn khoăn về sắc, bổn lai muốn nàng một phen kích tình. Nàng ta không thể không cởi y phục xuống, phút chốc cả cơ thể xinh đẹp như một con linh xà chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Hy Bình đại kinh, nguyên lai cô gái này không mặc áo lót, vừa rồi vì sao ta không có chú ý nhỉ? Có vẻ như những ngày gần đây lúc Xuân Phong đắc ý đàn ca, quên kiểm tra nữ nhân này, hôm nay phải nhìn thật kỹ mới được. Nghĩ như thế. Nhãn tình của hắn không ngừng lướt qua lướt lại trên thân thể của Đại Ni, hạ thể của hắn cũng bắt đầu thẳng đứng như sắt, hắn chú ý đến một cái khuyên vàng nhỏ xinh xuyên trên rốn của Đại Ni, đặc biệt nổi bật trên tiểu phúc bằng phẳng của nàng ta, song nhũ nửa hình tròn, không lớn, nhưng thẳng đứng, chân thì đặc biệt thon dài quả là loại tuyệt mỹ, màu da thì óng ánh sắc hồng chanh rực rỡ dưới ánh đèn. Hắn nghĩ, con mẹ nó tứ cẩu, nữ nhân này của tứ cẩu thật tuyệt. So với vẻ đẹp của băng băng của lão tử không phân cao thấp, chả trách tứ cẩu khó thuần phục nàng. Hai tay Đại Ni đưa lên vuốt ve ngực, hai ngón tay xe xe nhẹ đầu vú, vừa kéo, vừa thả, nhũ phong trước ngực rung động không ngừng. Nàng không quên đánh mắt quyến rũ dâm dật hướng tới Hy Bình, nở nụ cười cực kỳ dâm đãng, thanh âm dụ hoặc vang lên, Hy Bình, thân thể thiếp có đẹp không? Tuyệt vời. Hy Bình nuốt nước bọt, trong lúc hắn nói. Gần như nhiễu cả ra, may mắn là hắn đã kịp thời nuốt lại vào bụng. Đại Ni thấy thế trong tâm tự nhủ, tránh tông sắc lang. Hy Bình si dại nhìn hồi lâu, nhưng vẫn chưa thỏa mãn nói, Đại Ni,
ở giữa hai chân nàng bị mảnh vải đáng ghét che đậy làm mất đi vẻ mỹ lệ của nàng, hãy bỏ nó ra đi. Đại Ni cười nói, vâng, thiếp sẽ bỏ nó ra. Thi Bình tiếp tục nhìn Đại Ni cởi bỏ cái tiểu khố ra, sau đó nàng quăng tiểu khố về hướng mặt hắn, hắn liền đưa tay tiếp nhận, rồi quăng nó ra một bên mẹ nó, đừng chắn tầm nhìn của lão tử. Cái vùng tam giác của Đại Ni rất là tùm, Thi Bình căn bản không nhìn thấy gì, trừ hắc sắc thảo nguyên tựa như bóng đêm. Thi Bình nuốt nuốt nước bọt, nói khan, Đại Ni, hãy làm những tư thế có tính nghệ thuật đi. Đại Ni linh động múa những vũ điệu thướt tha khiêu gợi quyến rũ nhất vòng quanh hắn, sau đó trước mặt hắn chống một chân trên mặt đất, một chân đặt trên vai hắn. Thi Bình nhìn thấy, kích động cực độ, từ trên ghế tuột ngay xuống đất. Đại Ni tiếp tục chuyển thân, rồi cúi cái đầu xuống, quỳ ngay trên đất, nguyên cái đồn bộ đầy đặn nở nang cơ hồ áp sát vào mặt Thi Bình. Thi Bình nhãn thần mở thành một hình tròn lớn, nhanh chóng nuốt nước bọt hai lần. Đưa tay ra trà sát nhẹ đế hoa, cái bông hoa của nữ nhân là cái chắc ai cũng biết, đế hoa thì tưởng tượng bay bổng tí là da của nàng, thân thể xinh đẹp của nàng run rẩy, không tự giác rên lên một tiếng, nàng vội vàng bò lại lên giường, đối mặt với Hy Bình nằm nghỉ ngơi. Lúc này mặt đối mặt với Hy Bình, nàng liền nhấc chân qua lên một bên, toàn bộ cơ thể gợi dục thành chữ đại, đoạn tay nàng để ngay nơi thầm kín của nàng vuốt ve nhẹ nhẹ. Nhưng cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng líu díu của một loại dục tình nào đó mà tất cả động vật đều có thể hiểu. Theo cảm xúc nàng bật ra tiếng rên rỉ nói, Hy Bình, thiếp đang đợi ân sủng của chàng này, lại đây. Nam nhân, cánh cửa mềm mại vì chàng mà mở. Hy Bình như chó dái nhảy phốc lên người nàng, điên cuồng hôn hít, đột nhiên dừng lại, một ngón tay đang ở trong mật động của nàng cũng kéo ra, nói tại sao muốn cân dẫn ta. Đại Ni giống như một thiếu phụ dâm đãng cười nói, tại vì người ta thích chàng. Nhưng ta không thích nàng. Thi Bình đột nhiên rời khỏi nhục thể mê người, bóp mạnh một cái lên ngực nàng, đoạn bước xuống giường quay người bỏ đi vừa nói, nàng múa thoát y vũ hay lắm, cảm ơn đã cho ta thưởng thức miễn phí, ta giờ phải quay về coi cái bụng lớn của mỹ nữ của ta, như quả sau này tâm huyết của nàng lại dâng trào muốn múa thoát y vũ, đừng có quên mời ta làm khán giả nhé, nói thật. Ta nhất định sẽ là một khán giả tốt nhất. Ha ha, Đại Ni, bên dưới của nàng đã phát sinh lũ lụt, ta nghĩ tứ cầu nguyện ý hy sinh tính mạng thay nàng cứu nạn, nàng không còn chỗ nào ắt phải đến hắn cầu cứu thôi. Đại Ni nhìn Hy Bình đóng cửa lại, trong lòng nàng cô biết là đang xấu hổ hay là giận dữ, nàng hoàn toàn bị Hy Bình làm cho động tình, hạ thể sớm đã ẩm ướt, vài lần tay nàng đều đã lướt tới khố đăng, ngã ba quần của hắn, nắm lấy dương căn của hắn. Thật sự muốn lôi dương căn của hắn từ trong khố đang của hắn ra ngoài. Nàng nghĩ nam nhân này sẽ không chống đỡ được nhục thể dụ hoặc của nàng, ai biết hắn ngay lúc quan trọng này lại quay đầu, thình lình nói đi là đi, một điểm lưu luyến cũng không có. Hắn rốt cuộc là sắc lang hay quân tử? Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đối với nam nhân này mọi đánh giá về hắn quả thực đã sai lầm, không nghĩ nàng sẽ bất lực như thế này. Thi Bình ra khỏi phòng Đại Ni, sau khi chàng bỏ đi không lâu, từ một chỗ khác xuất hiện hai thân ảnh, hai người này đưa mắt nhìn nhau, rồi đi về phương hướng ngược lại. Trên đường, một người nói, độc cô lão huynh, ta đều nói tỷ phu sẽ không thừa cơ hội mà vào mà, tỷ phu ta làm sao đối với mỹ nữ của tứ cẩu như thế được chứ? Độc cô Minh nói, tiểu ba, ta cũng chưa nói Hy Bình sẽ làm như vậy nha. Hoa tiểu ba nói, ừ, huynh chưa có nói. Độc cô Minh nói, Hy Bình cũng thật sự có thể nhẫn nhịn được. Trong tình hình đó, còn có thể lâm trận đào thoát, thật sự không phải bổn sắc của hắn, bởi vậy ta có thể yên tâm rồi. Hoa tiểu ba vui vẻ nói, đúng thế, ta xem tỷ phu bây giờ thế nào trêu chọc nữ nhân khác, đương nhiên cũng đối với Bảo Nguyệt không dám có hứng thú. Như thế, đã đến thời đại của hoa tiểu ba ta. Độc cô Minh nói, thế nào là thời đại của hoa tiểu ba ngươi? Không có Hy Bình cùng ngươi cạnh tranh, còn có ta Độc cô Minh, chúng ta huynh đệ thì huynh đệ. Cái việc tán gái này, phải tách biệt ra, phải công bình cạnh tranh. Ồ, Bảo Nguyệt, nàng là ánh trăng trong lòng Độc cô Minh cả ngàn thu. Hoa tiểu ba vỗ vỗ vai Độc cô Minh cười nói, đó là đương nhiên, thời đại của ta mà không có Độc cô lão huynh, không phải biến thành vô vị sao. Ai, nói thật, chỉ cần không phải là tỷ phu, ai làm đối thủ cạnh tranh của ta, ta đều không sợ. Do vậy ta mới kiến nghị với tỷ phu. Muốn xác định xem tỷ phu thật sự có tâm ý với Bảo Nguyệt hay cô, bây giờ thấy rõ huynh ấy chẳng có ý cùng chúng ta tranh giành. Độc cô Minh thở dài, người cũng nói thế, ta cũng sợ làm tình địch của hắn,
ta nói chuyện yêu đương trước mặt hắn rõ ràng là bất lực. Nếu hắn theo đuổi Bão Nguyệt, ta chỉ còn cách ở bên cạnh hét to cổ vũ mà thôi. Hoa Tiểu Ba nói, kỳ thật Tuyệt Chiêu tỷ phu đúng là không thể nhìn ra, làm người làm việc hoàn toàn không thể nói đạo lý, đương nhiên cũng không có đạo đức. Ta Hoa Tiểu Ba không sợ ngươi giống Lãng Vô Tâm cái loại tình trường phong lưu công tử, chỉ sợ tỷ phu không nói đạo lý. Ừ, ngươi nói thật đúng, Độc Cô Minh cực kỳ đồng ý, Tiểu Ba, chúng ta ngày mai lập tức can đảm theo đuổi Bão Nguyệt. Hoa Tiểu Ba nói ngay, lão huynh, là huynh lên trước hay ta lên trước, hay là đồng loạt lên? Độc Cô Minh cân nhắc một hồi, nói chúng ta luân phiên xông lên, dụng xa luân chiến, đồng loạt lên sẽ loạn, có thể cho kẻ khác cơ hội, chúng ta không thể cho người khác không gian và thời gian. Ngày mai ngươi lên, ngày mốt tới ta, như thế luân phiên trọng phục, xem mị lực ai lớn, ai sẽ đắc thủ nhân tâm Bảo Nguyệt đầu tiên. Hoa Tiểu Ba xu nịnh nguyên văn, vỗ mông ngựa nói, Độc Cô đại ca, hảo điểm tử, chúng ta cứ thống nhất như vậy. Ngày mai đồng loạt lên, ta hướng tới Bảo Nguyệt thi triển mị lực trước tiên, sau khi ta đi rồi, người tiếp theo tiến lên bồi thơ với nàng. Từ nay về sau chúng ta cứ mỗi người một ngày, thay nhau chinh chiến tình trường, xem ai đoạt suất, như thế nào. Độc Cô Minh giơ bàn tay, cùng Hoa Tiểu Ba đưa tay ra vỗ một cái. Cùng là người trong sắc đạo, vỗ một cái là hợp. Sau tiếng vỗ tay, Độc Cô Minh nói, Tiểu Ba, bây giờ chúng ta đi đâu? Hoa Tiểu Ba động não, đoạn nói, chúng ta quay lại Minh Nguyệt Phong cùng nhiều mỹ nữ tỷ tỷ thân cận. Độc Cô Minh lo lắng nói, nhưng những ngày này, chúng ta đều đã qua đó nhiều lần, bọn họ đối với chúng ta không để ý tới, chẳng có hứng thú. Hoa Tiểu Ba nói, Độc Cô lão huynh, không phải ta đã nói với huynh, ban đầu huynh kêu ta theo đuổi lão muội Độc Cô thi của huynh, huynh cũng kêu ta có chết cũng phải làm là sao? Bây giờ huynh lại quên sạch hết rồi. Độc Cô Minh nói, cái loại phương pháp đó thích hợp với ngươi mà. Ta thân là phong độ nam nhân, làm sao có thể đối với nữ nhân có chết cũng phải làm. Thật là tổn hại hình tượng hoàn mỹ phiên phiên công tử của ta. Hoa Tiểu Ba phát tiết nói, muốn dụ hoặc nữ nhân, còn muốn phong độ, thật là phục huynh. Độc Cô Minh biện bạch nói, dụ hoặc nữ nhân cũng cần phải làm có phong độ, cái này mới là chân bản lĩnh của Độc Cô Minh ta. Hoa Tiểu Ba nói, tính ra, đêm nay cũng khuya rồi, bọn mỹ nữ e rằng đã ngủ sớm, chúng ta cũng nên trở về cùng các lão bà là tốt lắm rồi. Độc Cô Minh đột nhiên cảm thán nói, Tiểu Ba, ta bây giờ cảm giác đối phó bọn họ thật sự quá mệt mỏi, đôi khi thật sự muốn chạy ra bên ngoài bẽ gãy từng đoạn quang côn cho rồi. Hoa Tiểu Ba nói, ta cũng rất mệt, có đôi khi muốn tìm tỷ phu hỗ trợ. Độc Cô Minh cười mắng, người đích thực là nam nhân vô dụng. Hoa Tiểu Ba nói, chẳng những bọn họ tuyệt sẽ không cự tuyệt tỷ phu, mà chỉ có vui mừng. Độc Cô lão huynh, không bằng chúng ta cũng cho phép bọn họ đi câu dẫn tỷ phu. Hy Bình quay lại Thanh Nhàn viện, đây là một lạc viện nhỏ, chỉ có 3 phòng, gian giữa là lớn nhất, 2 gian cạnh thì nhỏ. Hy Bình và thê tử của hắn ở tại phòng lớn, gian nhỏ bên trái là nơi Tiểu Nguyệt và Hoa Lôi ở, gian trái là của mẹ con Đỗ Tư Tư, tuy nhiên thời gian ở đây sẽ không lâu. Tuyết Nhi có lúc gặp và đùa nghịch với hai nàng, thỉnh thoảng lại sang gian nhà của Tiểu Nguyệt và Hoa Lôi, như tối nay, cô bé lại sang ở cùng họ. Hy Bình đi vào đại gian, trong đó đã có 4 cái giường, không khí trong phòng đầy xuân sắc. Hy Bình tiến vào giường đầu tiên, nhấc chiếc chăn mỏng lên, nhìn thẳng vào ngực của Phong Ái Vũ, cười nhẹ, Tiểu Ái Vũ, nàng chưa đi nghỉ à? Phong Ái Vũ sẵn dọ nghi, người ta phải đợi chàng về mới có thể ngủ ngon được. Chiếc giường trong cùng là của Lôi Phượng, nàng nói, Hy Bình, chàng đã đi đâu vậy, sao muộn thế này mới về? Cùng giường với Lôi Phượng là Lãnh Như Băng, nàng tiếp lời, hắn ta có thể đi đâu được cơ chứ? Chắc là đi, trêu hoa vần thảo, chứ gì? Hoa Tiểu Mạn đứng lên bên phải Hy Bình, dã mân côi áp mình vào lưng Hoa Tiểu Mạn, nhìn tới Hy Bình bị Phong Ái Vũ đè lên, nàng nói, hai vị tỷ tỷ, chàng nhất định là đã đi tới phòng của Túy tỷ, bất quá muội thấy chàng là bị đá ra ngoài. Chúng nữ cười rộ lên. Bạch Liên lên tiếng bênh vực, hai đại tỷ ở đây, chồng chúng ta thì lại cứ quan tâm đến họ, họ đối xử với chàng như vậy, phải dạy cho chúng một bài học. Hoa Tiểu Mạn nằm bên cạnh Hy Bình, nói, bọn muội đều nghĩ huynh tối nay không trở về cơ, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nếu chàng muốn, hãy quan tâm đến họ, những tối khác không được cùng họ, em. Độc Cô Kỳ ở một giường khác nói, Tiểu Mạn, muội sao lại nói những lời như vậy?
không sợ bọn tỷ nghe thấy à? Hoa Tiểu Mạn nói, không. Hy Bình cười nói, Tiểu Mạn nói là muốn lập tức chiến đấu với ta, nàng đã chuẩn bị kỹ chưa? Độc Cô Kỳ cùng giường Đỗ Tư Tư nói tiếp, Tiểu Mạn, những lời muội vừa nói ra rất đúng, tối nay không cho phép hắn khoe khoang nữa. Muội phải một mình với hắn, tối nay ta sẽ không để cho hắn tiến vào ai cả, cả những ngày sau nữa sẽ dẫn Tuyết Nhi đi chơi. Chúng nữ đồng thanh phản đối Hy Bình thay đổi, Hoa Tiểu Mạn lên giọng, không biết đúng hay sai, muội có ý không đồng ý, hắn quá khủng bố. Lão sắc ma này, người ta thích cùng chàng nói chuyện thế mà ta lại bị họ vây lại như thế đấy, chàng nếu không nghe lời ta sẽ không cùng chàng nữa. Đại sắc ma, không được động ở đó. Hy Bình rời tay khỏi người Hoa Tiểu Mạn, vừa cười vừa nói, tốt thôi, tối nay sẽ không động thủ với nàng, sẽ để nàng yên tĩnh, hy vọng là nàng sẽ ngủ ngon. Tiểu Ái Vũ, hôn ta. Hy Bình cùng chúng nữ luân phiên hôn hít, đến lượt Lãnh Như Băng, nói, băng băng, chúng ta đến phòng Nguyệt Nhi chứ. Lãnh Như Băng nói, thiếp không đi đâu, chàng hí lộng bọn họ không dám qua với chàng hãy cùng Tư Tư, Ngẫu Nhi qua đó đi. Hy Bình hôn lên môi nàng, rồi cùng Đỗ Tư Tư và Ngẫu Nhi ra khỏi phòng. Lãnh Như Băng nhìn theo bọn họ rời khỏi, nói, chúng ta đều mang bầu thế này, đành phải nhìn chàng đi tìm người phụ nữ khác. Lôi Phượng nói, để cho hắn đi, đó là vấn đề của hắn, nhìn và ngắm hoa không nói nhiều lời, chúng ta không được bỏ qua cho hắn. Liên Nhi, Mân Côi, hai em mới hoài thai không lâu, tại sao không bồi tiếp hắn? Bạch Liên nói, muội bị hắn làm cho đến cực điểm hôm qua, gã vô lại này không biết thế nào là đủ, hắn dũng mãnh vô bì. Mọi người đều giơ cờ trắng đầu hàng, chẳng lẽ em và Mân Côi lại dám treo cờ đỏ ư? Phong Ái Vũ rất nhanh đã ngủ. Hoa Tiểu Mạn ôm nàng, nhỏ giọng nói, Ái Vũ ngủ rồi, chúng ta cũng ngủ thôi. Lãnh Như Băng leo lên giường, u thở dài, chỉ mong hắn không để Tiểu Nguyệt hoài thai. Hy Bình trái ôm phải ấp đi ra khỏi phòng, hôn lên môi Đỗ Tư Tư một cái, nói, Tư Tư, nàng đem Tuyết Nhi đưa cho các nàng rồi tới phòng Tiểu Nguyệt nhé, được không? Đỗ Tư Tư nhẹ nhàng véo một cái vào eo hắn, sẵng giọng, không được, người ta phải chú ý tới bảo bảo ở trong bụng. Bất luận chàng ôn nhu thế nào, người ta cũng sẽ phát cuồng đó. Vừa nói chuyện xong, Ngẫu Nhi đã gõ cửa rồi. Tiểu Nguyệt đi ra mở cửa. Tuyết Nhi ở trên giường kêu lên, ba ba, người lại không cho ta ngủ ở đây nữa à? Đỗ Tư Tư nói, Tuyết Nhi thật ngoan, mụ mụ sẽ ngủ cùng Tuyết Nhi nha. Tuyết Nhi khẽ bĩu đôi môi nhỏ nhắn nói, không, người bình thường đều không có cùng với Tuyết Nhi ngủ. Chỉ có lúc nào ba ba tới chỗ Tiểu Nguyệt A Di này người mới ngủ cùng với Tuyết Nhi không thích mụ mụ nữa. Đỗ Tư Tư có chút xấu hổ, Hy Bình ôm lấy Tuyết Nhi, hôn lên khuôn mặt xinh xắn của cô bé, cười nói, Tuyết Nhi không được khó xử mụ mụ nha, Tuyết Nhi lại như thế nào không thích mụ mụ thế. Ngoan, Tuyết Nhi với mụ mụ đi ngủ nhé, để ba nói chuyện với các A Di. Tuyết Nhi sẵn giọng, ba ba gạt người, Tuyết Nhi biết đêm nào người cũng đánh các A Di. Các A Di đều kêu đau a, sao ba ba nói chuyện với các A Di mà lại không cho Tuyết Nhi nghe? Tuyết Nhi thích ngủ với ba ba cơ. Chúng nữ không có nói gì, Hy Bình trả lời, ba biết Tuyết Nhi thích ngủ với ba ba, từ nay về sau ba ba và mụ mụ sẽ ngủ cùng một chỗ với Tuyết Nhi, được không nào? Tuyết Nhi suy nghĩ một hồi, nói, khi nào Tuyết Nhi lớn sẽ được giống với các A Di? Hy Bình sửng sốt, đây là có ý gì? Hắn nói, Tuyết Nhi lớn rồi cũng không thể ngủ cùng với ba ba giống các A-di. Tuyết Nhi không cao hứng nói, sao lại thế? Các A-di không phải đều ngủ với ba ba sao? Hy Bình ách khẩu không nói được gì không nghĩ được ca thần này lại không nói được một tiểu cô nương, ai? Thất bại. Đỗ Tư Tư nói, Tuyết Nhi, không được hỏi nhiều như vậy, mụ mụ bế con ra khỏi, không nghe lời là bị ba ba đánh mông đó. Nàng ôm lấy Tuyết Nhi. Ở trên phần mông của cô bé nhẹ nhàng vỗ một cái. Tuyết Nhi định nói thêm nhưng đã bị Tư Tư bế nàng ra khỏi phòng rồi. Hy Bình rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm, tiểu ác ma cuối cùng cũng tạm thời biến mất rồi. Hắn lại nói, Ngẫu Nhi, nàng đưa hoa lôi sang phòng lớn đi. Tiểu Nguyệt đi cạnh Hy Bình, nói, đại ca, cô nhìn như là ngủ rồi, không nên đánh thức cô dậy. Không tỉnh cũng phải tỉnh. Hy Bình xoay người đối diện Ngẫu Nhi nói. Sau khi nàng đưa hoa lôi đi thì trở lại đây nhé, nàng chưa mang thai, không được lâm trận rút lui đâu đấy. Ngẫu Nhi tiến đến trước giường hoa lôi, không thấy nàng ta có động tĩnh gì, bèn lắc nhẹ vào người nàng.
Hoa Lôi mở mắt nhìn thấy Hy Bình, vui vẻ nói, đại ca, đến ngủ cùng Hoa Lôi ư. Hy Bình ngồi lên giường, cười nói, nàng hãy cùng Ngẫu Nhi đến phòng lớn nghỉ ngơi, lát nữa ta và nàng sẽ cùng ngủ, có được không? Hoa Lôi kêu lên, ta không muốn, mỗi lần người ở đây, thì mỗi lần bắt Lôi Lôi phải ra phòng lớn, lúc này Hoa Lôi đang nghỉ, hô cô ôi muốn cùng chàng ngủ cơ. Nói kiểu gì Hoa Lôi cũng không ra phòng lớn, Hy Bình cười xảo quyệt, nói, Ngẫu Nhi, nàng không phải đi nữa, chủ nhà không rời đâu. Hoa Lôi cao hứng, đại ca, Lôi Lôi không cần Ngẫu Nhi muội đưa đi. Ừ, không đi nữa. Hy Bình bế Hoa Lôi đưa vào giường trong cùng, cởi giày lên giường nằm. Chiếc giường này rất rộng, có thể chứa được nhiều người, có thể chứa được khoảng 34 đại hán, tự nhiên là đủ cho 4 người nghỉ ngơi. Hy Bình nhìn mặt hai nàng, nói, hai nàng định mặc thế đi ngủ à? Sao không cởi quần áo ra? Lưỡng nữ má ửng hồng, Tiểu Nguyệt nói, đại ca, cô vẫn ở đây. Hy Bình nói lớn, sợ gì, nếu ta muốn, ta sẽ biến nàng ấy thành nữ nhân của đại ca ngươi. Ngẫu Nhi bắt đầu cởi áo khoác, Tiểu Nguyệt ngẫm nghĩ, không nói lời nào cũng cởi quần áo ra. Hoa Lôi ngạc nhiên, đại ca, tại sao họ lại cởi hết quần áo ra, lại không đi tắm, thật là lạ. Nàng ta chỉ cảm thấy lạ, cởi quần áo ra mà chỉ dùng để tắm chứ không biết làm gì khác nữa. Hy Bình rời khỏi Hoa Lôi, cởi hết y phục, nam căn hùng tráng nhìn rắn như sắt. Hoa Lôi sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói, đại ca, đây là cái gì vậy, sao Lôi Lôi lại không có. Hai tay nàng nắm lấy nam căn của Hy Bình. Hy Bình tách hai tay Lôi Lôi ra khỏi, nói, Hoa Lôi, ngoan nào, không được tái máy, nếu không ta sẽ không cho nàng ở đây đâu. Hoa Lôi quả nhiên không dám động đậy gì nữa, chỉ nhìn Hy Bình một cách kỳ quái. Tiểu Nguyệt cùng Ngẫu Nhi lúc này đã ở trần hết, cả hai cùng ở trên giường, Hy Bình ôm lấy họ, môi liền môi, chuyển động không ngừng. Được một lúc, Hy Bình rời khỏi Tiểu Nguyệt, nói Tiểu Muội Muội, muội ra cùng Hoa Lôi đi, ta và Ngẫu Nhi hảo hảo xong sẽ ngủ cùng muội, nhưng không được ngủ trước đâu đấy. Tiểu Nguyệt tức giận nói, đại ca ở bên cạnh thế thì làm sao sao mà ngủ được. Hy Bình chỉ cười, hôn môi Ngẫu Nhi, hai người quấn lấy nhau không ngừng, quay qua quay lại triền miên. Hy Bình hai tay quấy các điểm mẫn cảm trên thân Ngẫu Nhi, sau cùng ngừng lại ở động mật của nàng, cười nói, nhớ lần đầu tiên của chúng ta, nàng cứ yêu cầu ta mạnh mẽ chiếm hữu nàng, nhưng càng về cuối, nàng lại bắt ta phải nhẹ nhàng, ôn nhu. Ngẫu Nhi một tay bấu vào lưng hổ hắn, một tay nghịch hùng căn của hắn, nói, lần đầu tiên thiếp muốn sự thô bạo của chàng, ra. Lần sau chàng lại ôn nhu với thiếp, lại còn cuồng bạo với thiếp, thiếp yêu chàng. Nói xong, nàng nằm ngửa lên, hai tay buông thõng xuống giường, chờ đợi Hy Bình xâm phạm. Hai tay Hy Bình di chuyển đến đôi mông, thưởng thức đôi mông tuyệt vời này, đè lên người nàng, hùng căn quét qua quét lại động mật của nàng. Đột nhiên, hùng căn rắn chắc, toàn lực xâm nhập động, Ngẫu Nhi hét lên, toàn thân rung lên. Hoa Lôi hét lớn, đại ca! Đại côn của huynh làm thế nào mà đưa vào người muội muội thế? Lôi Lôi cũng có một cái hang như thế, huynh cũng phải làm thế với Lôi Lôi nhé. Hy Bình không hồi đáp Hoa Lôi, chỉ chú tâm vào thân thể trắng như tuyết của Ngẫu Nhi, làm cho Ngẫu Nhi như hóa điên, toàn thân thể không còn là của nàng ấy nữa. Ngẫu Nhi lại cảm nhận được sự cuồng dã của hắn, lần đầu đã cường liệt mạnh mẽ như vậy, nàng cảm nhận được mỗi lần hắn xâm nhập, càng lúc càng mạnh, cho đến lúc nàng cảm thấy mệt mỏi. Nàng vẫn còn mơ như bị xâm chiếm bởi một con dã thú hung hãn. Nàng ngủ trong tình yêu, quả thật nam nhân này là một dã thú. Hy Bình đặt Ngẫu Nhi đã ngủ xuống giường, quay sang Tiểu Nguyệt, nói nhẹ nhàng, Nguyệt Nhi, muội chỗ nào cũng không thay đổi sao lại chỉ có hai tiểu bạch thỏ ở trước ngực lớn lên nhiều thế. Có thể nói cho đại ca nguyên nhân không? Tiểu Nguyệt gắt giọng, đại ca tự đi hỏi mình đó, cái này là kiệt tác của đại ca, ta sao biết được? Hy Bình tay mân mê ngực nàng, cười nói, hay để ta làm cho bụng muội cũng lớn lên nhé. Tiểu Nguyệt nói, em, Nguyệt Nhi nguyện ý sinh hài tử cho đại ca. Hy Bình nói tiếp, nhưng sau này có người hỏi muội, đứa bé này là con ai, muội trả lời như thế nào. Tiểu Nguyệt u buồn nói, Nguyệt Nhi không quan tâm đến những chuyện đó, Nguyệt Nhi chỉ nói đó là con của Nguyệt Nhi, tại sao lại muốn Nguyệt Nhi nói ra cha của nó. Chỉ cần trong lòng Nguyệt Nhi biết nó là con của đại ca, là Nguyệt Nhi mãn nguyện rồi. Đại ca, cho Nguyệt Nhi một hài tử đi. Hy Bình thản nhiên nói, được, tối nay đại ca sẽ tặng muội một đứa,
để cho Tiểu Nguyệt muội làm mẹ. Nguyệt Nhi, huynh sẽ tiến vào muội, có thể đau đấy. Muội biết là đại ca có thể làm cho tất cả các phụ nữ khác thống khổ, Nguyệt Nhi là cam tâm tình nguyện chịu đựng mọi đau đớn đại ca mang tới. Khi Hy Bình tiến nhập vào khe của nàng, Tiểu Nguyệt hét lên đau đớn, nhưng loại đau đớn này, nàng đã được biết trước rồi. Trong tim nàng không tưởng là phức tạp, kỳ thật lại quá đơn giản, nàng đang yêu đại ca của nàng, tình yêu duy nhất của nàng, tình yêu lớn nhất. Nàng không quản lời ong tiếng ve của thiên hạ, chỉ quan tâm đến việc đại ca nguyện ý với nàng, bất luận nói kiểu gì, thậm chí là loạn luân, nàng cũng chấp nhận. Một phụ nữ, khi đã yêu một người đàn ông, nhất thời sẽ có sai lầm, tuy vậy có thể có sai lầm thường tình, mang đến ảo tưởng về hạnh phúc, không quan tâm đến hậu quả mà tình yêu đó mang lại. Tiểu Nguyệt cố gắng chịu đựng nỗi đau Hy Bình đem đến, đồng thời cũng đang hưởng thụ hoan lạc từ chàng. Bi hỉ luôn đồng thời tồn tại nhân thế này, rất tự nhiên và không thể phân chia được. Hy Bình nằm đè lên người Tiểu Nguyệt, không di chuyển nữa, tai lắng nghe nàng hét, nhìn mồ hôi trên mũi và hai mắt nhắm nghiền của nàng, nhẹ nhàng nói, Nguyệt Nhi, có muốn đại ca mạnh hơn không? Em, đại ca cứ làm đi, Tiểu Nguyệt vẫn có thể chịu được mà. Chưa đến nửa khắc, nàng cảm thấy hạ thể tựa hồ như tê liệt, lúc gậy sắt tiến nhập vào, tựa hồ như linh hồn nàng đã bay lên, chỉ còn cảm thấy khoái lạc. Nàng biết toàn thân uể oải, rên rỉ nói, đại ca, muội xin đại ca, không được để Nguyệt Nhi mê đi, Nguyệt Nhi đang rất hạnh phúc, muội muốn thanh tỉnh mà ôm đại ca tự nhiên nhập mộng. Hy Bình cảm nhận được sự mát lạnh rung động của nàng, thu xúc, sau đó tiến nhập vào nàng mãnh liệt, đưa nàng lên đỉnh Vu Sơn, một luồng dương tinh nóng bỏng đã tiến vào hoa cung, tại đó, sẽ có một sinh mệnh sắp ra đời. Tiểu Nguyệt hoan hỉ, nhẹ nhàng nói, cảm ơn đại ca, Nguyệt Nhi sinh ra là muội muội của chàng, đồng thời cũng là người yêu của chàng. Hy Bình vẫn hôn nàng, nói, Nguyệt Nhi, đại ca chỉ có thể yêu muội lúc này, không quản được người ta nói gì, chỉ cần Nguyệt Nhi vui, không cần quan tâm đến những người khác, ta chỉ quan tâm đến người yêu ta, Nguyệt Nhi, là lỗi của ta. Tiểu Nguyệt chỉ cười, đại ca, có phải huynh muốn yêu cô không? Muội quan sát tốt lắm Hy Bình cười thần bí, rời khỏi người Tiểu Nguyệt, nằm lên người Hoa Lôi, nói, Lôi Lôi, nàng nhìn đủ chưa? Hoa Lôi vui sướng nói, ca ca, người muốn đem cây côn kia nhét vào trong người Lôi Lôi à? Tỷ tỷ rất đau à, Lôi Lôi cũng sợ đau lắm đó. Không sao, Hy Bình hôn nàng, hai tay nhẹ nhàng cởi hết quần áo, nàng cũng không có phản ứng gì. Một lúc sau, thân thể trắng nõn đã hiện lên trước mắt Hy Bình, tay Hy Bình di chuyển khắp chỗ kín của nàng, cơ thể nàng run lên, có vẻ chấp nhận. Hắn nghĩ, Hoa Lôi tuy lớn tuổi, nhưng tâm tính vẫn còn như một đứa trẻ, cơ thể tuy đã phát triển, nhưng vẫn chưa là phụ nữ chân chính. Hoa Lôi nói nhỏ, đại ca, tay của đại ca làm Lôi Lôi mắc ướt, đại ca vẫn muốn cùng Lôi Lôi chứ? Hy Bình cười, tất nhiên là rất muốn. Hoa Lôi vẫn nói, Hy Bình vẫn hôn lên môi nàng, nói thật ra, môi Hoa Lôi đích thực rất ngọt ngào, Hy Bình rất thích. Hoa Lôi bị hôn cho đến khi không thể thở được, nhiệt độ cơ thể nóng lên. Hy Bình mới buông tha môi nàng, miệng hắn chuyển xuống cổ nàng, tay hắn đặt lên ngực mềm mại của nàng. Một lúc lâu sau, Hy Bình mới chuyển tay xuống cấm địa của nàng, ngón tay giữa có cơ hội tiến nhập vào động nhỏ của nàng, bởi vì lâu không có người khai phá, nên rất nhỏ và chặt, ngay cả khi một ngón tay tiến vào, Hoa Lôi đã hét lên đau đớn. Hy Bình nói, Lôi Lôi, ta sẽ đưa tiễn xử nữ tuổi 30 của nàng, hy vọng nàng sẽ tiếp nhận ta, sẽ có thể nàng sẽ thuộc về ta. Có thể nàng sẽ không chờ đợi ta, có thể sẽ làm nàng buồn, bởi vì ta không còn lựa chọn khác, nàng không phải là ta, còn cách nào khác. Hoa Lôi nhìn Hy Bình, cảm thấy được ngón tay của hắn đã ra khỏi động mật, nhưng dương căn nóng bỏng của hắn đang đính tại động hoa của nàng. Hai mắt nàng lóe lên, hai tay đẩy hắn ra, hét lên, Hoàng Hy Bình, người đang làm gì ta vậy? Hy Bình kinh hãi, ngừng lại, tránh đòn của Hoa Lôi, cặp mắt hổ nhìn nàng một lúc. Nói, nàng tỉnh rồi à? Hoa Lôi hét lớn, ta tỉnh cái gì? Ta vẫn còn tỉnh táo, à, đây là đâu, tại sao ta lại ở đây? Cô ta là Tiểu Nguyệt, ngươi và tiểu muội ngươi đã làm chuyện này, ngươi là tiểu sắc ma, dám cởi quần áo của ta. Lại dám với ta, ngươi chưa làm, hãy tránh xa ta ra. Dương căn của Hy Bình vẫn đính tại động khẩu của nàng, nói lớn, nếu nàng lại động thủ, ta sẽ tiến vào đấy. Hoa Lôi không dám loạn động nữa,
cả thân người thẳng ra, cơ nhục căng lên, run run nói, nếu ngươi tiến vào, ta sẽ cắn lưỡi tự tử. Hy Bình không vội vàng trả lời nàng, hắn không mong đợi Hoa Lôi tỉnh vào lúc này, quá nhanh, hắn chỉ nghĩ nàng như là đứa trẻ, sẽ nghe theo lời hắn, lại không thấy được mắt Hoa Lôi như là đứa trẻ, bây giờ lại là đôi mắt phẫn nộ đến vậy. Đúng là, Hoa Lôi không thuộc về hắn, Hoàng Hy Bình. Hắn cố gắng nói, nếu nàng không nói chuyện giữa ta và Tiểu Nguyệt, ta có thể buông tha cho nàng, để nàng vẫn còn trinh trắng, mà mơ tiếp giấc mộng của nàng. Hoa Lôi cảm nhận được tại động khẩu của nàng nóng bừng, nàng tự suy nghĩ cái của hắn không thể xâm nhập vào người ta được, bèn nói, giấc mơ của ta đã bị ngươi làm phiền, làm sao ta có thể mơ mộng tiếp đây? Giờ ngươi muốn làm nhục ta, lại còn dám đe dọa ta, hừ, tất cả là tùy ngươi. Không nói hết lời, nàng đã khóc nức nở. Hy Bình than nhẹ, có thể nàng không nhớ chuyện của bọn ta, tất cả là lỗi của ta, tuy nhiên ta không có lựa chọn lúc này. Ta sẽ đợi nàng hứa sẽ không nói chuyện của Tiểu Nguyệt và ta sẽ quản theo ngươi, ngay cả khi ngươi lấy cha ta, cũng là do ngươi. Hoa Lôi không nói lên lời, chỉ có biết khóc, Hy Bình nhìn Tiểu Nguyệt, phát hiện Tiểu Nguyệt không biết gì hết, nàng đã quá mệt mỏi. Ta biết nàng không thể nói, Hy Bình lau nước mắt Hoa Lôi, đứng lên, nói, nàng đã mất trí nhớ một thời gian, nàng như là một đứa bé làm theo lời mẹ nghe lời ta, không thể rời xa ta. Ta có rất nhiều cơ hội để chiếm hữu nàng, nhưng ta không làm như vậy. Ta chỉ đợi nàng tỉnh lại, cam tâm tình nguyện thành người đàn bà của ta, nhưng hiện tại ta đã biết, nàng không muốn làm người của ta. Hãy mặc quần áo vào đi. Hoa Lôi ngây ngốc nhìn lõa thể Hy Bình, nói, ngươi không khi phụ ta chứ? Hy Bình bình tĩnh nói, đúng vậy, lúc đầu ta cũng muốn XXX với nàng, đáng tiếc là nàng lại tỉnh lại. Ngày mai nàng sẽ có thể trở về Trường Xuân Đường. Cũng có thể đến Bích Lục Kiếm Trang tìm cha ta nghĩ mẹ ta sẽ không ngăn cản chuyện của ngươi và cha ta, nàng đã chờ đợi 20 năm mới có thể được, lúc đó có thể ta sẽ gọi ngươi là nhị nương. Hoa Lôi đột nhiên lao đến ôm lấy Hy Bình, đánh vào lưng hắn, hét lớn, ta sẽ không trở về Trường Xuân Đường, cũng sẽ không trở về Bích Lục Kiếm Trang, ta sẽ không đi đâu cả, chuyện của ta không cần tên hỗn đản ngươi quản đến. Tiểu Nguyệt bị tiếng hét làm tỉnh dậy, lén nhìn Hoa Lôi. Nàng biết rằng Hoa Lôi đã hồi phục trí nhớ, cũng biết là nàng ấy đang tính toán với đại ca, nàng cảm thấy rất buồn bã, nhắm mắt ngủ tiếp. Hy Bình nói, nàng đi đâu với ta không có liên can gì, tiểu hỗn đản ta sẽ không quản người, cô, mong đừng đánh ta nữa. Hoa Lôi vô lực vẫn dựa vào người Hy Bình, nức nở nói, không được gọi ta là cô, ta không phải là cô của ngươi, không phải. Hy Bình không quản, nói tiếp, nếu như nàng không thích ta. Thì hiện tại, có thể rời xa ta. Nàng không thừa nhận là cô của ta, thì ta sẽ không gọi như thế nữa, mà có lẽ cũng không quan trọng, ngày mai ta sẽ đưa tiễn người, sau này sẽ không gặp lại nữa. Người có thể rời khỏi người ta không? Kẻo lại nói là ta khi phụ người. Hoa Lôi trầm mặc ngồi xuống, với tay lấy quần áo trên giường, nhìn vào y phục, nói một mình, còn nói là không khi phụ ta, kỳ thật ngươi luôn khi phụ ta. Trên thế gian này, ai làm tổn thương ta? Đại ca ta không cần ta, đại ca không quan tâm đến ta, hương, tất cả đều không quan trọng. Hoa Lôi ta sẽ vững tâm, một người có ý với Hoa Lôi ta, chính là khi phụ ta. Hy Bình đã hiểu được trái tim nàng, hắn còn có thể nói gì đây? Hoa Lôi yêu người khác, chứ không phải Hoàng Hy Bình hắn. Hắn cũng ngồi mặc quần áo, mặc xong nói với Hoa Lôi, nàng phải biết tự quan tâm đến bản thân, ta sẽ bảo bọn họ nhượng lại một phòng cho người vào ngày mai. Hoa Lôi đột nhiên nói, người đã nói sẽ chiều lòng ta bất cứ chuyện gì, ta sẽ không đi đâu hết, ta sẽ ở phòng này. Hy Bình đầu nở to lên, Hoa Lôi sao lại nhắc lại đến chuyện này, thế là có ý gì đây? Hắn nói, nàng không phải là phụ nữ của ta, nàng nghỉ ở đây không tiện. Hoa Lôi phản biện, Tiểu Nguyệt là muội muội ngươi, tại sao nó lại nghỉ ở đây? Hy Bình cười nói, nàng đừng quên, nàng ấy cũng là người đàn bà của ta. Hoa Lôi hét lên, ta không quan tâm, ta sẽ không đi đâu hết. Hy Bình nói, nàng nếu quyết ý không đi, hãy làm người phụ nữ của ta đi. Hoa Lôi nói, ngươi đừng có mà mơ, ta sẽ không bao giờ lấy chồng, cũng không làm nữ nhân của tiểu sắc ma ngươi. Hy Bình cười nói, cũng tốt thôi, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngày mai, lý lẽ ấy, sẽ không tồn tại nữa, sẽ giải quyết hết mọi ân oán này, sau này sẽ gặp lại, vui vẻ thì sẽ hét lên. Chứ không giả vờ như nàng đâu.
Hoa Lôi húc đầu vào ngực Hy Bình, khóc nói, ngươi thật không có lương tâm, Lôi Lôi ta hận ngươi, cũng không cần ngươi thương hại, không cần ngươi giả vờ tốt bụng đâu. Ta biết là ta đã khi phụ nàng, ta cũng không dám làm tổn thương nàng một lần nữa. Hoa Lôi, cho phép ta được nói nàng như vậy, ngày mai ta sẽ không thương hại nàng nữa, nàng sẽ trở lại như trước đây, là một người chấp mê bất ngộ. Ta nên đi, hắn rời khỏi người Hy Bình, đi đến giường, xỏ giày vào, nói chúc nàng có một giấc mơ như ý. Hy Bình rời khỏi căn phòng, vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của Hoa Lôi, hắn biết nữ nhân thanh tĩnh này sẽ để hắn đi, trái tim của nàng không thể tiếp nhận con trai của người tình trước đây, thậm chí là người con trai ấy đã là người đàn ông chân chính. Hy Bình mở cửa phòng mẹ con Đỗ Tư Tư, nằm xuống giường cạnh hai mẹ con, hắn bế Tuyết Nhi lên ngực hắn, Tuyết Nhi vẫn ngủ ngon lãnh trên ngực hắn. Đỗ Tư Tư nói, Hy Bình, sao chàng lại về vậy? Hy Bình nói như thật, Hoa Lôi bị bệnh, ta cũng nên về với hai mẹ con nàng, để cho Tuyết Nhi ngủ trên ngực ta, là cha, thì cũng nên hy sinh vì con chứ. Đỗ Tư Tư ngạc nhiên, hỏi, chàng thực sự từ bỏ Hoa Lôi ư? Hy Bình cười khổ, không từ bỏ ư, nàng ấy như hiện tại là do ta. Đỗ Tư Tư nói, chỉ e không như là chàng nghĩ, theo trực giác của nữ nhân, thiếp khẳng định từ lúc ở trường Xuân Đường Hoa Lôi đã có tình cảm với cha chàng, thiếp không có loại cảm nhận ấy. Hy Bình nói, kể cả là như thế, cô ấy vẫn sống ổn, cô ấy yêu ai hay không yêu ai cả, ta không quản được, cũng không có quyền hỏi, ta chỉ mong nàng ấy có thể chịu đựng được. Đỗ Tư Tư cười nói, chàng nói là không biết lý do của nàng ấy ư. Cô ấy khước từ chàng, và nói là không biết đi đâu ư. Ừ, Hy Bình trả lời. Đỗ Tư Tư nhãn thần ánh lên, nói, hãy để nàng ở cùng với Vưu Túy và Nhu Vân đi, nàng có lẽ phải cần một ít thời gian, nàng cũng không còn là tiểu cô nương 15-16 tuổi nữa rồi, nàng cũng biết rõ ràng trong lòng mình nghĩ gì. Cũng là chướng ngại duy nhất trong lòng của nàng. Hy Bình, chàng đừng khiến cho nàng ấy thương tâm nữa, đối với một nữ nhân, thương tâm nhiều sẽ không tốt. Thiếp muốn ngủ, bỏ tay của chàng ra nào. Hoa Tiểu Ba đã khá lâu chưa dậy sớm như vậy. Hắn vì sáng sớm hôm nay nên tối hôm qua kiên quyết không chạm đến đám nữ nhân của hắn, lấy cớ hắn đã bị bọn họ ép kiệt sức. Chúng nữ thấy hắn thường ngày đích xác là liều cả cái mạng hầu hạ bọn họ nên cũng đặc biệt cho phép hắn nghỉ một đêm. Hoa Tiểu Ba cực kỳ vui mừng, đầu óc chỉ nghĩ đến Bảo Nguyệt rồi ngủ. Trong giấc mơ hắn toàn lực thi triển tài hoa tán gái phi thường. Khi Hoa Tiểu Ba đến gian phòng của Mộng Hương và Bảo Nguyệt, lưỡng nữ vẫn chưa đi ra, hắn liền đứng ngoài cửa yên lặng chờ đợi. Tên Hoa Tiểu Ba này về phương diện này cũng giỏi như năng lực chạy trốn của hắn. Nhớ hồi đó khi Hy Bình thay Bạch Thị tỷ muội liệu thương, hắn với Độc Cô Minh đều có thể ở ngoài trướng chờ lâu như vậy, hà huống là hiện tại. Chẳng biết đã qua bao lâu thì cửa mở, người đi ra chính là Bảo Nguyệt mà hắn chờ đợi đã lâu, hắn liền nở một nụ cười rực rỡ. Bảo Nguyệt không ngờ mới sáng sớm mà Hoa Tiểu Ba đã đứng thủ ngoài cửa. Mấy ngày gần đây, Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh luôn thừa cơ tiếp cận nàng, ít nhiều nàng cũng đoán ra bọn chúng muốn làm gì, chỉ là cái kiểu bất thanh bất hưởng chờ ngoài cửa này đúng là dọa nàng hết hồn. Nàng nói, Hoa Tiểu Ba, ngươi ở đây làm gì đó? Hoa Tiểu Ba vẫn tươi cười bởi vì hắn tự cảm thấy dương quang tiếu ý của mê nhân, sở dĩ tận lực ở trước mặt nữ nhân cười thật lâu. Bất quá mọi người đều nói cái kiểu cười hề hề của hắn có chút thần kinh, ai? Hắn nói, Bảo Nguyệt tỷ tỷ, để ở đây chờ tỷ đó. Bảo Nguyệt bực mình nói, có việc gì? Hoa Tiểu Ba cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn cùng tỷ tỷ trò chuyện một lát, chẳng biết tiểu đệ có vinh hạnh này hay không? Ngươi đối ta chẳng có chút hảo cảm, không muốn nói với ngươi nữa. Bảo Nguyệt tiếp tục đi về phía trước. Hoa Tiểu Ba ngó vào trong phòng thấy không có động tĩnh, biết Mộng Hương không đi cùng, đảm sắc đại tăng, ngoảnh đầu đuổi theo Bảo Nguyệt, vẫn giữ cái kiểu mặt cười cười đó nói, Bảo Nguyệt tỷ tỷ, vấn đề hảo cảm đó cần phải có thời gian bồi dưỡng, chỉ cần tỷ cho đệ tiếp cận tỷ, tỷ sẽ biết đệ kỳ thật là nam tử không tệ. Bảo Nguyệt nói, cái đó quan hệ gì với ta? Hoa Tiểu Ba kích động nói, đương nhiên có quan hệ chứ, chẳng nhẽ tỷ không muốn gả cho hảo nam tử sao? Nói xong hắn tự cảm thấy không đúng, sao lại có thể bộc lộ mục đích nhanh vậy được? Hắn liền chữa lại, ý của đệ muốn nói là tỷ không phải muốn kết giao bằng hữu với hảo nam tử sao? Bảo Nguyệt đưa nhãn thần trong veo trừng mắt lườm hắn, nói ta đặc biệt ghét bọn người Trường Xuân Đường các ngươi, tuyệt đối không cùng các ngươi kết giao bằng hữu.
Hoa Tiểu Ba trong lòng kêu oan ức, đều là do lỗi tỷ phu. Hắn nói, Bảo Nguyệt tỷ tỷ, cái đó không thể trách Trường Xuân Đường bọn đệ, là tỷ phu có lỗi với các tỷ, đệ xin thay tỷ phu nhận lỗi. Bảo Nguyệt cười nhạt nói, phải vậy không? Khi cái tên hỗn đản đó vô lễ với ta, là ai ở bên vỗ tay kêu gào, tỷ phu hôn lên cái miệng nhỏ dễ thương của nàng, hả? Hoa Tiểu Ba đầu ủ rũ, nhục chí nói, cái đó là do lúc đó đệ vô tâm, đệ kỳ thật sao lại cam lòng để cái miệng nhỏ của tỷ bị tỷ phu hôn chứ? Đệ hận không thể tự mình đến hôn. Hắn bỗng nhiên dừng một lát, đổi giọng nói, đệ hận không thể tự mình ngăn tỷ phu vô lễ với Bảo Nguyệt tỷ tỷ, nhưng đệ rất sợ tỷ phu của đệ, hắn mười phần là một tên dã man. Bảo Nguyệt hất mặt nói, người đừng có đi theo ta, phiền quá. Hoa Tiểu Ba bị kích động bất chấp hậu quả nói, ta sao lại không thể đi cùng nàng. Tỷ là nữ nhân ta lúc nào nằm mơ cũng muốn làm. Qua, Hoa Tiểu Ba xứng đáng là Hoa Tiểu Ba, nói đúng là con mẹ nó rất dứt khoát, có chí khí. Hắn tự cảm thấy có một chút vui mừng, đủ năng lực nói ra những lời như vậy, trên thế giới này trừ Hy Bình và Tứ Cẩu cũng còn có Hoa Tiểu Ba hắn nữa. Tưởng chừng như là một động vật quý hiếm, nên được xếp vào quốc bảo, được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp và bảo hộ của quốc gia. Chẳng ngờ lại nhận được một cái tát từ Bảo Nguyệt, đánh thẳng vào mặt hắn, phát ra một tiếng kinh điển chát. Hoa Tiểu Ba xoa bên má bị đánh đau, không dám tin nói, nàng đánh ta. Đúng nha, ta Hoa Tiểu Ba mặt mày anh tuấn thế này, mà nàng nỡ hạ thủ. Bảo Nguyệt tức giận nói, là ngươi muốn bị đánh. Nàng không biết vì sao từ lúc gặp mặt Hy Bình xong, tính khí của nàng trở nên nóng nảy, động một chút là tức giận, nàng hồi trước đâu có như vậy. Dù gì nàng cũng không hề hối hận đã tát cái tên Hoa Tiểu Ba này. Hoa Tiểu Ba tuy trong lòng còn thích một bụng điểu khí, nhưng không dám biểu hiện ra, hắn nói, Bảo Nguyệt tỷ tỷ, đệ chỉ bất quá là nói ra suy nghĩ chân thực trong lòng, nói ra ảo tưởng của đệ với tỷ, đồng thời hy vọng có thể theo đuổi tỷ, vì sao tỷ lại vô duyên vô cớ tát đệ. Tỷ không thích đệ thì thôi, bất tất phải tát người ta. Nhìn không ra người ôn nhu như tỷ có lúc lại dùng chiêu thối của mấy con mụ đanh đá, đệ Hoa Tiểu Ba có điểm nào đối với tỷ không phải. Bảo Nguyệt cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng sắc mặt vẫn không hòa nhã, lạnh lẽo nói, người sợ bị đánh thì tránh xa một chút, lần sau ta sẽ rút kiếm đó. Nói xong, nghênh ngang bước đi. Hoa Tiểu Ba cũng không đuổi theo, hắn nhìn bóng Bảo Nguyệt đi xa dần. Căm tức nói, ta nhất định phải kích động tỷ phu, kêu tỷ phu lại đối phó ngươi. Mẹ con tiểu nữ nhân, nhất định phải cho ngươi nếm thử hỏa lực của nam nhân. Lão tử thật sự phát hỏa rồi. Phát hỏa thì kêu tỷ phu lại làm đạn pháo, hắc hắc, Hoa Tiểu Ba quả nhiên vẫn còn có chỗ dựa này. Bảo Nguyệt tuyệt không biết mà cũng chẳng quản cái chỗ dựa này chùa hắn, chỉ tiếp tục đi, nàng muốn đi tìm những đệ tử Minh Nguyệt Phong khác. Bởi vì bọn họ ngày mai chuẩn bị đến Đại Địa Minh để giúp đỡ chống lại sự xâm nhập của Thái Âm Giáo. Mộng Hương để nàng thu xếp hành trình, nhưng nàng không đoán được ngay sau đó lại gặp phải tên nan huynh nan đệ của Hoa Tiểu Ba, Độc Cô Minh. Gã Độc Cô công tử này hai tay ôm một bó hoa tươi chẳng biết hái ở đâu, rồi từ một xó xỉnh nào đó nhảy đến, dọa cho nàng suýt nữa phải rút kiếm ra. Nàng nói, Độc Cô công tử, huynh dọa Bảo Nguyệt à. Độc Cô Minh rất có phong độ liền xin lỗi, Bảo Nguyệt cô nương, ta không nghĩ nàng ở đây, xém chút nữa đụng phải cô nương, Độc Cô Minh xin nhận tội với nàng, đóa hoa này là khiểm ý của ta với cô nương, xin nàng thu nhận lấy. Nhãn tình trong suốt của Bảo Nguyệt lộ ra tia tiếu ý, nói, kỳ thật cũng không có gì, đa tạ hoa của huynh, Bảo Nguyệt xin nhận. Nàng tiếp đóa hoa trong tay Độc Cô Minh, đưa lên trước mặt, qua lớp diện xa khẽ ngửi, lòng thầm tán thưởng, hoa này thật là thơm. Độc Cô Minh cười tiêu sái, nói, hương hoa phối minh nguyệt, nhân thế diệt phân phương. Bảo Nguyệt cơ hồ bị mỹ ngôn của hắn làm cho lung lay, nói ân, Độc Cô công tử đúng là phong nhã chi sĩ. Bảo Nguyệt nghĩ Độc Cô công tử là nam nhân phong độ nhất trong tứ đại vũ lâm thế gia, Bảo Nguyệt không ghét huynh đâu. Độc Cô công tử, Bảo Nguyệt còn có việc phải làm, không thể lưu lại đây được. Đúng rồi, huynh muốn đi đâu vậy? Độc Cô Minh nói, ta vốn ở hoa viên thưởng hoa. Nhìn thấy mấy bông hoa này thấy đẹp nên tiện tay hái, định khi về sẽ tặng các nàng. Vừa lúc đó thì chạm phải cô nương, ta liền nghĩ hoa này phải để cho với cô nương mới thích hợp. Hiện giờ ta cũng không có việc gì, cô nương còn phải làm việc gì. Có thể tại hạ giúp được gì cho cô nương? Bảo Nguyệt cảm kích nói, không cần làm phiền công tử, chỉ là việc nội vụ của Minh Nguyệt Phong chúng ta, không
không tiện để ngoại nhân nhúng tay vào. Ta đi đây, tái kiến, Độc Cô công tử. Không làm phiền, không làm phiền, tái kiến, Bảo Nguyệt cô nương. Câu tái kiến này thật ra không phải là lời nguyện ý của Độc Cô Minh, chỉ là Bảo Nguyệt đã đi xa, hắn không nói tái kiến sao được. Ai, hắn cũng giống Hoa Tiểu Ba cố dậy thật sớm, không phải là vì Bảo Nguyệt sao? Vậy mà nàng lại không hiểu cho khổ tâm của hắn. Không sai, cái bang quả là có một tòa hoa viên không phải nhỏ, nhưng ở đó có khi nào thấy được hoa đâu. Đã sớm bị lũ khất cái trẻ tuổi lén lút hái mang tặng cho mấy ả gái điếm nào rồi, làm gì đến lượt Độc Cô Minh hắn thưởng hoa rồi hái hoa tươi. Tuy như vậy, khi Bảo Nguyệt đi xa rồi hắn vẫn nhảy nhót múa may để chúc mừng cái tiền đồ của hắn thêm sáng lạn. Bảo Nguyệt nếu thấy được cái kiểu nhảy múa của hắn, sợ sẽ sớm ném đóa hoa trên tay xuống đất rồi dẫm đạp lên không chừng. Cũng may là nàng không thấy, vẫn đang vui sướng ngửi mùi hoa thơm. Khi Bảo Nguyệt đang ngửa đầu ngửi hoa thì nàng thấy Hy Bình đang đâm đầu đi tới, trong lòng bắt đầu rối loạn, nàng cho rằng Hy Bình vẫn sẽ như cái kiểu hồi xưa trêu chọc nàng, nhưng mà không phải, Hy Bình làm như không nhìn thấy nàng, bước đến sát vai mà hắn cũng không thèm chào hỏi một tiếng. Bảo Nguyệt cảm thấy trong lòng đầy chua xót, quay đầu chạy nhanh theo hắn mấy bước rồi đứng chặn trước mặt Hy Bình quát, Hoàng Hy Bình ngươi mù hay sao mà không nhìn thấy ta? Hy Bình cười cười lách qua nàng rồi tiếp tục đi tới. Bảo Nguyệt lại chặn hắn lần nữa, hai mắt trong veo của nàng nhuộm một thần sắc thống khổ, u buồn nói tại sao không lý gì đến Bảo Nguyệt. Hy Bình dừng mắt nhìn nàng, nói có thể tránh ra không? Ta không muốn va chạm gì với nàng nữa, nàng biết chứ? Bảo Nguyệt hét lớn, ta không, tuyệt không tránh ra. Ngươi là tên hỗn đản, mấy ngày nay nhìn thấy nhân gia cũng không nói một tiếng, nhân gia giận ngươi, hôm nay ngươi thế nào cũng phải giải thích rõ cho ta. Hy Bình cười nói, hoa nàng cầm trong tay không tệ, là ai đã tặng vậy? Bảo Nguyệt ngẩn ra, nói, là Độc Cô công tử tặng, ngươi đừng có chuyển đề tài. Hy Bình nói, Độc Cô Minh lại bắt đầu theo đuổi nàng lần nữa. Ân, hắn là nam nhân không tệ, chí ít cũng không giống cái kiểu thô lỗ như ta, nàng đã tiếp nhận hoa của hắn đương nhiên cũng tiếp nhận cả hắn. Ta không tiếp nhận nữa. Bảo Nguyệt ném hoa sang một bên, ngẩng đầu nói, ngươi nói đi. Tại sao lại khi phụ Bảo Nguyệt? Hy Bình kêu oan, ta đâu có khi phụ nàng. Bảo Nguyệt dậm chân giận dữ nói, ngươi có. Hy Bình buông thõng tay, nhún vai nói, hảo, cho dù ta có thì cũng là trước kia, từ lần giúp nàng khoe mặt ra, sau đó ta đã bảo đảm với nàng là sẽ không khi phụ nàng nữa, giữa ta với nàng giờ cũng đâu có phát sinh việc gì, sở dĩ ta cũng không muốn lại có thêm chuyện gì, gặp mặt tốt nhất cũng không muốn có gì. Bảo Nguyệt nhào vào lòng Hy Bình. Đấm thùm thụp vào ngực hắn nói, ta không muốn kiểu bảo đảm này của ngươi, ngươi chỉ biết khi phụ ta, ngươi là tên xấu xa, ta chưa có kêu ngươi thay ta đeo lại diện xa, chuyện giữa ta và ngươi vẫn chưa có xong. Ngươi không lý gì đến gia nhân, tên đại sắc ma ngươi, ngươi nói gỡ diện xa của gia nhân xuống rồi phải hôn gia nhân nữa mới đủ, nhưng mà ngươi chưa có làm xong, lời ngươi nói không tính. Ngươi đeo diện xa của nhân gia lên lại, còn nói nhảm nhí một trận làm cho ngươi ta vô pháp chịu đựng. Ta muốn ngươi phải thu hồi lại toàn bộ. Hy Bình nắm lấy hai vai nàng, nói, chậm đã, nàng không biết nàng đang nói gì hả? Bảo Nguyệt uất ức nói, ta không biết, ta chỉ biết ngươi không lý gì đến nhân gia thôi. Hy Bình cười khổ nói, ta sao còn dám trêu ghẹo nàng? Khi có người chạy đến tát ta vẫn còn mặt mũi gì sao? Da mặt ta tuy dày, nhưng cũng không thể để người khác tùy tiện đánh được. Bảo Nguyệt cúi đầu. Nhỏ giọng nói, cũng đâu phải là ta đánh ngươi. Hy Bình nói, lúc đó nếu không phải nàng kêu réo vùng vẫy loạn cả lên thì ta đâu có bị đánh. Đúng rồi, ta còn nhớ nàng còn rút cả kiếm muốn giết ta nữa. Bảo Nguyệt xấu hổ nói, ai kêu ngươi lúc đó phi lễ với ta. Hy Bình kêu oa oa nói, ta khi đó phi lễ với nàng. Chẳng nhẽ nàng hiện tại không sợ bị ta phi lễ sao? Ta mà gặp phải nữ nhân xinh đẹp thế nào cũng làm bậy. Sở dĩ mới phát thệ không chạm đến nàng nữa. Lời hứa này ta rất tuân thủ, đã phát thệ thì tuyệt đối giữ lời. Bảo Nguyệt nói, ngươi bây giờ đã chạm đến ta rồi. Lời hứa của ngươi bị phế bỏ. Hy Bình nói, cái này không tính, là nàng tự làm. Bảo Nguyệt nói, vậy ngươi buông ta ra, ngươi nắm vai ta đau quá, đồ man nghiêu. Hy Bình y lời buông nàng ra. Nhưng trong phút chốc, nàng lại ôm sát lấy người Hy Bình. Gục đầu vào ngực hắn, xúc động nói, ngươi biết không?
Lúc trước Bảo Nguyệt thật sự là tức ngươi lắm, khi ở Vũ Đấu Môn, ngươi trước bao nhiêu người vô lễ bắt Bảo Nguyệt phải nhường chỗ cho ngươi, gia nhân lúc đó thật là muốn đánh ngươi đó. Ngươi ở Thần Đao Môn cưỡng hôn Bảo Nguyệt, không biết chút xấu hổ, ngươi thật là xấu xa. Ngươi bây giờ lại ôm ta, ngươi còn nói là không khi phụ ta. Ngươi phải chăng còn muốn kéo diện xa nhân ra xuống nữa? Ta ôm nàng, ai, đúng là đầu heo, đầu to phải, ta ôm nàng, ta thừa nhận, nhưng nàng cuối cùng muốn ta sao đây? Hy Bình hai tay ôm đầu nói. Bảo Nguyệt buồn bã nói, ngươi sau này đến Minh Nguyệt Phong chúng ta, được không? Sư phụ ta nói ngươi là thân nhân của người, bảo ta với sư tỷ đưa ngươi đến gặp người, lúc đó chắc người sẽ tác chủ cho Bảo Nguyệt. Hy Bình còn chưa nghe hết câu. Chỉ nghe nàng nói xong câu thứ nhất trong lòng hắn liền chấn kinh, ta là thân nhân của sư phụ nàng. Bảo Nguyệt không thấy hắn trả lời, vội nói, ngươi không đáp ứng nhân ra chuyện này được sao? Hy Bình thở dài một tiếng, rồi lại nhìn chăm chú vào nàng, bình tĩnh nói, cho dù không phải vì nàng, ta cũng sẽ đến Minh Nguyệt Phong gặp sư phụ nàng. Trong lòng ta có nhiều việc không được minh bạch, biết đâu sư phụ nàng có thể giải đáp. Bảo Nguyệt bỏ tay ra khỏi eo lưng Hy Bình. Khẽ ngẩng mặt vén mở diện xa, lộ ra chiếc cằm nhỏ nhắn trắng tinh cùng với đôi môi hồng nhạt, nói, hôn ta. Hy Bình ngây người ra, hắn đã từng cường hôn qua thiếu nữ mỹ lệ này, song hắn cũng không đoán được lúc này nàng lại chủ động đòi hắn hôn. Hắn nhìn khuôn mặt đang ngẩng lên rồi từ từ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi nàng. Nụ hôn này, dường như đã hôn đi tất cả sự thanh khiết trong nhân thế. Trong đôi mắt trong veo của Bảo Nguyệt dâng lên những cơn sóng tình vô hạn. Trái tim bình lặng bao năm giờ cũng giống như đôi mắt nàng, bởi vì nam nhân đang ôm nàng đây như đang trút xuống toàn bộ sự hân hoan và kích động. Hoàng Hy Bình, người hôn đủ chưa? Thanh âm như mơ của mộng hương sộc đến chỗ hai người đang hôn nhau, tịnh không làm người ta cảm thấy giật mình. Bảo Nguyệt đẩy Hy Bình ra, diện xa tự nhiên đã buông xuống che lấy khuôn mặt thẹn thùng của nàng, đôi song nhãn không dám nhìn mộng hương. Hy Bình mặt cười cười nghênh đón mộng hương. Nói, có vài người đúng là không biết làm người, biết rõ người khác đang làm việc mà vẫn cố ý xen ngang, hay là tự coi mình là xú thí, dám thối. Mộng hương nhãn tình không hề biến đổi, chỉ nhìn sang Bảo Nguyệt, nói, Bảo Nguyệt, muội cho hắn hôn. Vâng, tiểu thư, thanh âm Bảo Nguyệt mảnh như là tóc của nàng. Hy Bình cực kỳ đắc ý, khoa tay múa chân nói, nghe Bảo Nguyệt của ta nói chưa? Ngươi còn muốn lấy cớ gì để tát ta hả? Ta hôn Bảo Nguyệt của ta. Với mộng hương xú thí ngươi chút quan hệ cũng không có, ngươi còn không nhanh đi đi. Đừng làm trở ngại bọn ta thân mật, bất quá, dù ngươi có ở trước mặt ta, ta vẫn dám cùng với Bảo Nguyệt thân mật đó. Bảo Nguyệt tức giận nói, ai là Bảo Nguyệt của ngươi? Ngươi còn nói mấy lời khinh bạc này, sau này ta không lý đến ngươi nữa. Hy Bình nói, Bảo Nguyệt, những gì ta nói đều là sự thật. Mộng hương nói, Bảo Nguyệt là người của ta, không có sự đồng ý của ta. Muội ấy không được cùng bất cứ nam nhân nào thân mật, người nói ta có thể không quản được sao? Hy Bình đi vòng vòng quanh mộng hương, nhìn tỉ mỉ một lượt, cười nói, nếu nàng cũng trở thành nữ nhân của ta, Bảo Nguyệt sẽ phải thuộc về ta rồi. Thân ảnh chớp lên, chát, chát hai tiếng vang lên, hai bên mặt Hy Bình đều in dấu bàn tay. Hắn phẫn nộ, mộng hương, bà nương thối này, lão tử không đánh ngươi thì không phải là quyền vương. Hắn toàn lực bổ nhào về phía mộng hương, ai ngờ lại nhào vào không khí, thân thể không khống chế nổi loạng choạng chạy tới trước vài bước, hắn đứng vững lại rồi quay đầu nhìn thấy mộng hương vẫn đứng nguyên đó, nhưng giờ đã quay mặt về phía hắn. Hắn lắc đầu, không dám tin lẩm bẩm nói, lão tử rõ ràng một quyền đả hôn địa kiệt, sao lại ôm không nổi một nữ nhân. Uy, cái đầu nhìn không thấy ánh sáng kia, có gan thì lấy cứng trọi cứng, né né tránh tránh là có ý chết tiệt gì. Mông hương coi thường nhìn hắn một lúc lâu, cười khẩy nói, cái loại như ngươi, ta thật không hiểu nổi sao có thể thành tân thủ lĩnh của tứ đại vũ lâm thế gia. Về sau ta mới nghĩ thông, ngươi không phải dựa vào thực lực, chỉ biết bám váy đàn bà, thân pháp kẻ khác còn không rõ, lại còn muốn tìm người đánh nhau. Ngươi sống lâu được như vậy, ta thấy toàn là hạnh vận, ngoài điểm này ra ngươi cái gì cũng không phải. Hy Bình cũng không tức giận, mặt cười hì hì nói, lão tử chí ít cũng là nam nhân. Người tin hay không tin? Mộng hương quay đầu không thèm nhìn hắn, tên nam nhân trước mặt nàng quả thật đần độn. Bên tai nàng vẫn vang lại giọng nói của Hy Bình, nếu không tin, ta lập tức cởi quần ra cho ngươi kiểm chứng, tuyệt đối chính phẩm nam nhân, nếu giả thì đổi lại.
Nàng nhìn chòng chọc vào hắn nói, ngươi có thể nói lại một lần, vì ta nghĩ ngươi nói cũng trúng điểm yếu. Hy Bình cười nói, đương nhiên, lão tử có thể để ngươi làm cái việc nằm sấp của nam nhân, tuyệt đối đó. Hắn còn chưa dứt lời, bụng đã bị Mộng Hương đá một cước, bay ra xa 10 bộ, rồi nghe Mộng Hương nói, ta cũng có thể tùy tiện biến ngươi thành nữ nhân đó. Bảo Nguyệt, đi theo ta. Bảo Nguyệt xót xa đưa hai mắt nhìn tên quyền vương đang nằm dưới đất, thở dài trong lòng rồi lặng lẽ đi theo Mộng Hương. Hy Bình lồm cồm bò dậy, chỉ vào bối ảnh Mộng Hương, gào to, xú nương ngươi, có giỏi thì đến đây đánh lại. Thừa dịp lão tử không chú ý thì xuất chiêu, ta phải tính sổ với ngươi. Ôi, ngươi có quay lại hay không? Mẹ nó, rồi có ngày lão tử làm ngươi phải chết trên giường. Tỷ phu thực anh minh thần vũ. Hoa Tiểu Ba từ sau lưng Hy Bình chợt xuất hiện. Hy Bình nói, ngươi đến từ khi nào? Hoa Tiểu Ba cười nói, ngay lúc tỷ phu bị đá bay ra ngoài đó. Hy Bình giận dữ nói, đã như vậy tại sao không ra cổ vũ cho ta? Hoa Tiểu Ba bối rối nói, tỷ phu, huynh biết mà, gặp đánh nhau là đệ chạy nhanh hơn ai hết còn lo cổ vũ cho huynh thế nào được. Đao của ta, Hy Bình cuối cùng nhớ đến đao của hắn. Hoa Tiểu Ba giơ hai tay ra, nói, ở bên dưới giường. Hy Bình điên tiết hét, ngươi lại dám vứt đao của ta xuống gầm giường. Hoa Tiểu Ba sợ hãi nói, tỷ phu, giờ đệ vào lấy cho huynh ngay. Hy Bình nói, còn có ích gì nữa? Người thì đã đi không thấy bóng rồi, lần sau nhớ phải xuất hiện đúng lúc. Tên tiểu tử ngươi làm gì cũng chậm trễ, con mẹ nó lúc đánh nhau thì thích về sớm bận một chút cũng giúp không được. Hoa Tiểu Ba cong lưng cười nói, được được, đệ nhớ rồi. Tỷ phu, đệ nghĩ mang đao đánh thắng bọn họ cũng không có gì ghê gớm. Tốt nhất là làm cho bọn họ phải mục cờ trên giường, cái đó mới biểu hiện mị lực vĩ đại của tỷ phu. Hy Bình ra vẻ trầm tư, nói chủ ý của ngươi không tệ, chỉ sợ là Mộng Hương kém hơn cả Chư Bát Giới. Hoa Tiểu Ba nói, vậy trước tiên phải tán Bảo Nguyệt xong đã. Hy Bình mỉm cười, Bảo Nguyệt đã là nữ nhân của ta, không cần phải tán. Cái gì? Hoa Tiểu Ba kinh ngạc nói, Bảo Nguyệt thành nữ nhân của tỷ phu khi nào? Mới đây, Hy Bình không giấu được vẻ kiêu ngạo. Hoa Tiểu Ba khen ngợi, tỷ phu quả thực lợi hại. Xem ra đệ phải còn học tập nhiều. Hy Bình đối với giám ngựa của hắn tỏ ra rất hài lòng, lớn tiếng tuyên bố, Mộng Hương đại xú thí nhìn không thấy ánh sáng này. Lão tử phát thệ phải cưỡng dâm ngươi 10.000 lần rồi lại 10.000 lần. Hoa Tiểu Ba nhãn thần ngưng tụ rồi kết thành hai chữ hoàng kim thật lớn, thần tượng. Ta dù nói thế nào cũng không đi. Từ chiều đến giờ, Hoa Lôi chẳng biết đã nói bao nhiêu lần những lời này rồi. Khi hoàng hôn xuống, Hy Bình nói muốn mang nàng tới phòng của Thi, Vưu hai người, nhưng nàng lại quyết tâm ở lại trong phòng Tiểu Nguyệt, thế nào cũng không chịu rời đi. Hy Bình nói, bây giờ nàng đã tốt rồi lưu lại ở trong này làm gì? Hoa Lôi nhìn nữ nhân đầy trong gian nhà, nói, mặc kệ mọi thứ, nhất định không đi. Hy Bình khổ sở van xin nói, cô nãi nãi của ta, coi như là ta cầu xin người mà, nãi đừng ở đây gây trở ngại với ta, đã bị người làm phiền chết mất. Sớm biết thế này lúc trước đã tác hợp cho nàng với cha ta rồi. Ai, nương ơi, người lại yêu tinh hại người, người làm hại nhi tử bảo bối của ngươi thật là khổ đó. Hoa Tiểu Mạn nói, ai bảo chàng hồi đó quấy rối cô chứ? Nàng rốt cuộc là cháu gái ruột của Hoa Lôi, đương nhiên là thể hiện bất bình giúp cô nàng. Hy Bình trợn mắt lên, nói ta không hối hận sao? Ta làm sao biết được một nữ nhân điềm đạm dịu dàng, có thể trở nên khó ứng phó như vậy? Bảo nàng làm nữ nhân của ta, nàng lại không muốn, bảo nàng đi, nàng lại làm biếng bất động, sau này bảo ta bồi tiếp các nàng ra sao đây? Dù sao cũng không thể mỗi đêm đều thu xếp một khán giả cùng bao nhiêu người nghe ở bên người chứ. Ta lại không phải đang ca hát, khi ca hát, dù cho trâu kéo nàng ta cũng không đến. Hoa Lôi tức giận nói, chẳng lẽ lưu lại chỗ này thì nhất định phải nghe ngươi ca hát hoặc làm nữ nhân của ngươi sao? Đương nhiên. Hy Bình lý thẳng khí hùng, vàng thật không sợ lửa, nói, bằng không ngươi lưu lại làm gì. Hoa Lôi nhíu mày nói, thế ngươi trước kia vì sao lưu ta lại bên mình ngươi? Hy Bình nói, ngươi không biết khi đó ngươi rất khả ái, vừa nghe ta ca hát, vừa cùng ta thân mật, ta sao có thể không ôm lấy ngươi lưu giữ bên người? Hoa Lôi giận dữ nói, ta mới không cùng tên tiểu quỷ nhà ngươi thân mật, ngươi không được nói lung tung. Ta nói lung tung, Hy Bình chỉ vào chúng nữ.
nói, người hỏi các nàng ấy xem, các nàng ấy đều có thể làm chứng. Hoa Lôi sắc mặt hơi đỏ lên, cúi đầu không nói gì. Lôi Phượng nói, Hy Bình, chúng ta trở về phòng lớn đây, chuyện của chàng với cô, chúng ta không giúp gì được, bản thân chàng tự xử lý vậy. Phong Ái Vũ nói, chàng cần phải xử lý cho tốt, bằng không ta liền trách móc chàng. Hy Bình kêu lên, Phượng Nhi, Băng Băng, Liên Nhi, các nàng đừng đi, Hoa Lôi này quấy rầy lão công các nàng đến chết mất, các nàng không nói giúp ta vài câu sao. Lãnh Như Băng hờ hững nói, chúng ta không phải là cố vấn tình yêu của chàng, bản thân chàng tự gây nên, thì chính chàng tự giải quyết sự tình, suy nghĩ quá nhiều sẽ không tốt đối với hài tử trong bụng chúng ta, cho nên những chuyện hao tâm tổn trí này, có lẽ tốt nhất là giao cho đại tình thánh chàng đây. Chúng nữ rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Hy Bình, Tiểu Nguyệt, Hoa Tiểu Mạn và Hoa Lôi. Hy Bình ôm lấy Hoa Tiểu Mạn, thổi nhẹ vào tai nói, Tiểu Mạn, nàng khuyên nhủ cô nàng một chút. Ta thật sự sợ nàng ta rồi, nếu mà nàng ta đêm nay không đi, ta có thể phải chiếm hữu nàng ta, đến lúc đó nàng đừng trách móc ta. Hoa Tiểu Mạn nói, vậy chàng tốt nhất là cứ chiếm hữu nàng ấy, ta chỉ giúp cô, bởi vì chàng, con người đầy xấu xa này, ai cho phép chàng xâm nhập phòng tắm của cô ta. Hy Bình chố mắt líu lưỡi, Tiểu Mạn đang khích lệ hắn chiếm đoạt cô nàng. Nhìn Tiểu Nguyệt đã nằm ngủ trên giường, Hy Bình ho khan hai tiếng. Hướng về Hoa Lôi nói, cho dù không đi, nhưng đêm nay là đêm đầu tiên nàng lưu lại, ta sao có thể cho phép nữ nhân của ta vẫn còn là xử nữ. Hoa Lôi nói, ta chưa từng đáp ứng làm nữ nhân của ngươi. Hy Bình bất lực nói, vậy nàng muốn làm loại người gì của ta nào? Nếu như nàng muốn làm nhị nương của ta, thì hãy đi tìm phụ thân ta, chứ không phải quấn quýt lấy nhi tử của người. Hoa Lôi cúi đầu nói, ta không muốn làm nhị nương của ngươi. Ta chỉ là muốn ở lại bên cạnh ngươi. Ngươi thực sự muốn Lôi chịu khuất phục, ngươi mới có thể buông tha ta sao? Đôi mắt nàng bắt đầu rớm lệ. Hy Bình thở dài, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ôn nhu nói, tại sao không thể quyết định được? Kỳ thực, nàng cùng với túy tỷ các nàng ấy ở cùng một chỗ, cũng là theo bên mình ta rồi. Ta sẽ cho nàng thời gian đầy đủ, cho phép nàng thanh lọc tư tưởng rối bời trong lòng mình. Ngày nào đó nàng thực sự quyết định làm nữ nhân của ta rồi, ta lại thỉnh cầu nàng được chứ? Nàng có biết ta và Nguyệt Nhi cần phải làm ra chuyện gì không? Nếu nàng chờ đến lúc Nguyệt Nhi ngủ, cho dù là lúc nàng không nguyện ý, ta sẽ buộc phải chiếm hữu nàng. Tối hôm qua đã là nhẫn nại cuối cùng của ta rồi, đêm nay nàng lại tiếp tục lưu lại nơi này, ta đã không thể nhẫn nại được nữa. Đúng vậy, ta đã từng nói muốn nàng trở thành nữ nhân của ta, nhưng ta lại muốn nàng cam tâm tình nguyện, nếu không trước kia nhiều cơ hội như thế, vì sao ta vẫn còn bảo lưu đồng trinh cho nàng? Ta đã nói rồi, phá bỏ một giấc mộng của nàng, ta sẽ trả lại cho nàng một giấc mộng khác, trong giấc mộng này nàng là kiều thê suốt đời của Hoàng Hy Bình ta. Hoa Lôi sắc mặt đỏ bừng xấu hổ nói, người ta lớn hơn ngươi đấy. Hy Bình phì cười nói, điều đó có quan hệ gì? Hắn nhớ tới Vưu Túy, sau đó nhớ tới mẹ con Độc Cô Tuyết. Rất nhiều nữ nhân của hắn không phải đều lớn hơn hắn rất nhiều sao? Nhưng mà, có quan hệ gì chứ? Không có. Hoa Lôi nép sát khuôn mặt tựa vào ngực hắn, nhẹ giọng nói, chàng không lừa gạt Lôi chứ? Hy Bình nói, ta đã khi nào lừa gạt nàng chưa? Đại khái là lừa gạt quá nhiều, cho nên hắn không còn nhớ rõ là đã lừa lúc nào. Hoa Lôi nói, chàng rất nhiều lúc đã lừa gạt Lôi. Quả nhiên là vậy, hắc hắc. Thật sao, Hy Bình kinh hãi nói, vậy nàng cho phép ta lừa gạt thêm một lần nữa cũng không sao cả. Hoa Lôi đấm một cái vào ngực hắn, giận dữ nói, không sao cả cái gì. Lần này chàng tuyệt đối không được phép lừa gạt ta. Hy Bình nhẹ hôn lên trán nàng, cười nói, mặc kệ ta lừa gạt nàng như thế nào, cũng là bởi vì ta yêu thích nàng, nàng có tin hay không? Ừ, Lôi tin tưởng chàng. Hoa Lôi cho phép Hy Bình ôm nàng đặt xuống giường. Hy Bình ôm lấy nàng, tay kia quơ lấy cháu gái nàng, nói Tiểu Mạn, chúng ta cùng với cô nàng đi thôi. Ba người lợi dụng bóng đêm, đi tới trước phòng thi, Vưu hai nàng. Đúng lúc Hoa Tiểu Mạn định gõ cửa, Hy Bình nhỏ giọng nói, các nàng tự mình đi vào, ta không vào đâu, trước tiên phải trở lại đã. Hắn buông hai nàng ra, xoay người bước đi. Hoa Tiểu Mạn gõ mở cửa, Thi Nhu Vân nói, ta vẫn tưởng là kẻ xấu kia chứ, các người đến có chuyện gì vậy? Hoa Tiểu Mạn tiến vào trong phòng, cười nói, các ngươi trong phòng này tuy rằng có hai chiếc giường bày ra,
nhưng có một chiếc thường xuyên để không, cô ta ở Thanh Nhàn viện có chút bất tiện, kẻ xấu mà ngươi nói đã định đem thu xếp cho cô ta ở chỗ này, ngươi sẽ không phản đối chứ? Thi Nhu Vân đóng cửa lại, quay đầu vội vàng nói, không, ta không phản đối. Nhưng mà nàng ấy không phải suốt ngày đều quấn quýt lấy kẻ xấu hay sao? Hoa Lôi mặt đỏ lên, nhẹ giọng phản bác nói, ta mới không có quấn lấy hắn. Thi Nhu Vân nhìn chòng chọc vào Hoa Lôi bằng một đôi mắt kỳ quái. Vưu Túy đang nằm trên giường ngồi dậy, hỏi Tiểu Mạn, ngươi nói là hỗn đản đó bảo các ngươi sang đây. Hắn đâu? Hoa Tiểu Mạn ngồi xuống bên cạnh nàng, nói Túy tỷ, hắn cùng chúng ta tới bên ngoài, bảo chúng ta đi vào, bản thân hắn lại trốn tránh trước. Sắc mặt Vưu Túy lộ xuất vẻ phẫn nộ, nói tiểu khí quỷ thằng nhỏ hẹp hòi này, đi đến tận ngoài cửa phòng chúng ta cũng không vào, ta tức chết thôi. Nàng mặc áo khoác, đi giày, rồi tông cửa xông ra. Hoa Tiểu Mạn và Hoa Lôi nhìn Thi Nhu Vân với vẻ dò hỏi, muốn biết được sự việc này rốt cuộc là thế nào. Thi Nhu Vân cúi đầu nói ra chuyện Hy Bình bị Vưu Túy quăng xuống giường, nhưng che giấu đi những chi tiết xấu hổ đó giữa nàng ta với Hy Bình, cho dù như vậy, sắc mặt nàng cũng hồng lên như quả đào. Hoa Tiểu Mạn oán giận nói, Túy tỷ sao lại có thể đối với chàng như vậy? Chẳng trách chàng không muốn gặp các ngươi. Nếu các ngươi lại tiếp tục như vậy, đến lúc chàng đuổi các ngươi trở về địa ngục môn, chúng ta cũng không giúp được các ngươi. Thi Nhu Vân uất ức nói, người ta không muốn hắn dở trò xấu, hắn liền buồn bực đến mức không muốn gặp chúng ta, Nhu Vân cũng phiền muộn hắn lắm. Hoa Tiểu Mạn nói, chàng vốn đã xấu xa như vậy, ngươi không cho phép chàng dở trò xấu, chàng đương nhiên mất hứng. Nhu Vân, ngươi muốn ly khai hắn, hay là tiếp tục ở lại bên cạnh hắn? Thi Nhu Vân lẽ thẳng khí hùng nói, Nhu Vân muốn báo thù, tất nhiên là phải ở lại bên cạnh hắn rồi. Hoa Tiểu Mạn cười cười với vẻ không lưu tâm, hướng về phía Hoa Lôi nói, cô, người cùng Nhu Vân nói chuyện nhé, Điệt Nhi phải trở về đi ngủ rồi. Ra đến cửa, bỗng nhiên quay đầu lại nói, cô, người đã bị bệnh lâu như vậy, vì sao đột nhiên lại sắp khỏe mạnh? Hoa Lôi sắc mặt đỏ ửng nói, hắn muốn xâm phạm ta, cái kia của hắn cực kỳ ham dọa người. Cô của ngươi cũng thấy sợ hãi. Khi Hoa Tiểu Mạn ly khai, hướng về phía hai nàng nói một câu như vậy, sau này đừng nên cự tuyệt hắn. Lúc nàng trở về, Tịnh không có gặp Hy Bình, bởi vì Hy Bình bị Vưu Túy truy tìm được, kiên quyết lôi đi đến nơi khác rồi. Vưu Túy mang theo sự phẫn nộ lao ra ngoài, khi đó Hy Bình vẫn còn đang nhìn đầu ngón chân mình rời đi, đột nhiên nghe thấy quát to phía sau, Hoàng Hy Bình, nhà ngươi không có lương tâm, ngươi đứng lại cho ta. Hy Bình đành phải đứng lại, Vưu Túy đi đến phía trước hắn, hai mắt tức giận lườm hắn, cũng không nói. Hắn bất lực nói, ngươi lại có chuyện gì vậy? Hắn vừa mới giải quyết xong việc Hoa Lôi, không ngờ việc Vưu Túy lại đến, xem ra nam nhân thực sự không được phép có quá nhiều mị lực, bằng không sẽ bị nữ nhân quấy rầy đến chết mất. Vưu Túy không nói hai lời, kéo hắn bước đi. Tới trước gian phòng nào đó, thấy phía trong có ngọn đèn, cẩn thận nghe ngóng. Phát giác phía trong không có ai, bàn tay nhỏ nhắn đẩy một cái, cửa không khóa, đẩy một lần đã mở ra, nàng kéo Hy Bình đi vào. Hy Bình nói, úy, ngươi kéo ta tới nơi này làm gì? Đây là phòng của hai xú thí nữ nhân đó của Minh Nguyệt Phong. Vưu Túy nói, phòng các nàng ấy lại là loại nào? Chẳng lẽ Vưu Túy ta sợ các nàng ấy hay sao? Ngươi tiểu hỗn đản này, vì sao lại trốn tránh ta? Hy Bình nói, nực cười. Hoàng Hy Bình ta phải trốn tránh ngươi sao? Vưu Túy cả giận nói, ngươi rõ ràng tới ngoài cửa phòng ta, cũng không vào, không phải là trốn tránh ta à? Hy Bình nói, ngươi sao lại đã quên nhanh như vậy? Ta nói rồi, ngươi không yêu cầu ta, ta sẽ không tiến vào phòng ngươi, lẽ nào cho rằng lão tử lại có thể tùy tiện bị nữ nhân quăng ném, lão tử chẳng muốn quan tâm tới các ngươi. Vưu Túy ngẩng mặt nhìn hắn, đột nhiên hai tay vung lên đấm vào ngực hắn. Hy Bình túm chặt lấy hai tay không chịu yên phận kia của nàng, nói, nữ nhân nhà ngươi này, không có chuyện gì vẫn lại đánh ta, lưu lại chút khí lực sinh hài tử không được sao. Vưu Túy giãy giụa hai ba cái, nói, ngươi dựa vào cái gì mà không để ý tới ta. Ta đấm chết ngươi, ngươi thật nhẫn tâm, người ta cũng không phải cố ý muốn nắm lấy ngươi quẳng xuống giường, ngươi lại mang hận, không để ý tới người ta. Hy Bình nói, ngươi còn không phải cố ý. Nếu không phải ta thân thể cường tráng, sớm đã ngã còn nửa cái mạng rồi. Ngươi đã không nguyện ý, hà tất đi theo ta làm gì?
không bằng ngày mai ta đưa các ngươi trở về, tránh cho lão tử ngày nào cũng phải tâm huyết dâng trào, có lẽ Nhu Vân, ngươi mới biết hối hận. Vưu Túy chăm chú nhìn Hi Bình, hai mắt đẫm lệ quang, nức nở nói, vì cái gì ngay từ khi bắt đầu ngươi đã luôn luôn muốn ta đi. Người ta hiện tại cái gì cũng không có, cũng không biết đi đâu, chỉ biết là đứa nhỏ trong bụng mình có một phụ thân cực kỳ hỗn đản, chẳng lẽ ta vì đứa nhỏ này đi theo phụ thân hắn cũng không được sao? Mà nam nhân không có lương tâm này, vì vứt bỏ ta, luôn luôn đều muốn tiêu trừ hài tử trong bụng ta, bây giờ còn định không để ý tới mẹ của đứa nhỏ này, ô ô. Hi Bình hai mắt trợn lớn, há mồm sắp sửa phản bác vài câu, nhưng rồi lại bỏ qua. Vưu Túy nói, ngươi không thể nói sao, bởi vì ngươi đúng là người như thế, trong ngữ khí có phần đắc ý. Hi Bình buông hai tay nàng ra, xoay người lưng quay về phía nàng, thở dài nói, có lẽ ngươi đúng, ta quả thực giống như ngươi nói, cho nên ta khuyên ngươi nên cố gắng sớm ly khai ta. Vưu Túy từ sau lưng ôm chặt lấy hắn, nói ta không đi, ta sẽ cả đời đi theo phụ thân của hài tử. Hi Bình ảm đạm nói, nếu như ta không phải là phụ thân hài tử của ngươi, người vẫn còn sẽ đi theo ta không? Vưu Túy thân thể mềm mại run lên, hồi lâu mới nói, sẽ không? Hi Bình nhìn lên ánh đèn vàng đỏ trên tường, chậm rãi nói, ngươi khẳng định. Vưu Túy nhẹ khóc nói, đừng bức bách người ta, được không? Hi Bình thở dài một tiếng, uốn tách hai tay nàng ra, tiến lên phía trước một bước, xoay người nhìn nàng chằm chằm, nói ta không đùa giỡn nàng yên tâm đi. Nàng có thể đi theo ta. Ta tuyệt đối sẽ không đụng chạm nàng nữa, nếu như ngày nào đó nàng phải đi, ta cũng sẽ không ngăn cản nàng. Vưu Túy khuôn mặt thanh tú đột biến, bổ nhào vào trong lòng hắn, khóc to nói, không, ngươi làm người ta tấm tức. Ngươi biết rõ người ta không phải là ý tứ này, mà lại nói ra những lời làm tổn thương trái tim Vưu Nhi như vậy. Hi Bình sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn nghe được Vưu Túy tự xưng là Vưu Nhi. Hắn ôm chặt lấy Vưu Túy, thương yêu nói. Nàng không phải là tiểu hài tử nữa, vì sao vừa động chạm tới đã khóc thế? Dù sao ta vẫn cảm thấy nàng là một nữ nhân kiên cường, đã không thích ta, vì sao không ly khai ta? Hài tử tịnh không phải là lý do rất tốt, nàng có thể lựa chọn không muốn có hài tử. Còn như một lần đó giữa chúng ta, cũng đến mức không có nửa điểm cảm tình, thuần túy là một lần quan hệ nhục thể sai lầm, nàng có thể ngăn chặn không để xảy ra việc thụ thai qua. Ôi chao, Túy tỷ! Không được cắn lão công của ngươi. Vưu Túy cắn một miếng lên cánh tay hắn, tức giận nói, mau hướng về ta xin lỗi. Ta mới không muốn kiên cường, ngươi tên tiểu vô lại này, muốn vứt bỏ ta cũng không cần phải nói hay ho đến như vậy. Không ngờ, một lần đó, ta đã phó xuất toàn bộ thể xác và tinh thần. Đúng vậy, bất quá hình như là đối với Thi Trúc Sinh chăng? Hi Bình cười nói, ta không tin, trừ phi nàng bây giờ liền đối tốt với ta. Vưu Túy cự tuyệt rất dứt khoát, không được. Hi Bình nói, nàng truy tìm ta đến, nhất định là muốn nói cho ta biết việc này. Ai, kỳ thực nàng muốn đối xử tốt với ta, ta cũng không nhất định sẽ tiếp nhận đâu, tức chết nàng chưa. Đùa nàng đó, ta hiện tại nói cho nàng hiểu rõ, sở dĩ ta cho phép nàng đi theo ta, là bởi vì trong lòng ta có nàng, mà không phải đơn thuần vì hài tử trong bụng nàng. Nếu như nàng không hướng tới ta, ta sẽ lựa chọn thả cho nàng tự do. Đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Vưu Túy trong ánh mắt lóe lên tia hưng phấn cùng vui sướng, chàng nói trong lòng chàng có ta. Chàng không có lừa gạt Vưu Nhi chứ, nhưng chàng làm sao có thể nói trong lòng Vưu Nhi không có chàng chứ. Nếu như ta không thích chàng, ta sẽ không sinh hài tử cho chàng rồi. Nàng đột nhiên muốn chui xuống đất, đây là chuyện gì vậy? Nàng sao lại có thể nói ra nguyên nhân vì sao nhất định muốn sinh hạ hài tử chứ? Điều này là chuyện xấu hổ biết bao. Nhưng nàng yêu thương hắn lúc nào nhỉ? Là bởi vì có hài tử của hắn mới yêu hắn, hay là bởi vì yêu thương hắn mới khăng khăng kiên trì muốn sinh hài tử cho hắn? Chẳng lẽ nàng là loại nữ nhân dùng hài tử để trói buộc nam nhân sao? Làm sao có thể như vậy nhỉ? Nàng đã hồ đồ rồi, cũng được, ngực nam nhân này có thể cho phép nàng vùi kín khuôn mặt, bằng không vẻ mặt nàng há không phải giống như ngọn đèn đang cháy kia. Nàng cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi, bắt đầu từ giây phút này, nàng không còn là thê tử của Thi Trúc Sinh nữa, mà là nữ nhân của Hoàng Hi Bình ta. Hi Bình nâng khuôn mặt đỏ rực của nàng lên, cúi đầu hôn lên môi nàng. Vưu Túy sau khi chấm dứt nụ hôn này, thở gấp nói, chàng sau này chỉ có thể ức hiếp ta, không cho phép chàng ức hiếp Nhu Vân.
Hy Bình cười nói, có thể, ta sau này không dụ hoặc nàng ta, ta sẽ cố gắng nhanh chóng giúp nàng ta tìm được một lão công tốt. Vư Túy lại nói, chàng dám, chàng lại tiếp tục bắt nạt Nhu Vân như vậy nữa, ta liền đánh chàng. Hy Bình thất thanh nói, như vậy cũng là bắt nạt nàng ta sao? Vư Túy nói, chẳng lẽ là không phải à? Chỉ cần nếu như Nhu Vân thương tâm, đều là bắt nạt nàng ấy, chàng dám nói là không khiến cho Nhu Vân thương tâm không? Hy Bình bất lực nói, được rồi. Sau này ta nhìn thấy nàng ấy thì giở trò xấu với nàng ấy chắc chắn sẽ không thương tâm nữa, đến lúc đó nàng không được mang ta ném xuống giường, muốn ném cũng phải chờ ta mặc quần đã. Vư Túy ngắt lời nói, cũng không được giở trò xấu đối với Nhu Vân. Đối với nàng thì có thể chứ? Hy Bình say mê nhìn Vư Túy, dứt khoát nắm lấy nàng ngắm nhìn dáng vẻ cúi đầu xấu hổ, hắn đột nhiên cười to, ôm lấy nàng bước đến trước giường, đặt nàng lên trên giường, hôn lên môi một cái. Lập tức cởi giày lên giường, nói, lần này nếu như nàng không ngoan ngoãn nghe lời, ta liền cưỡng bức đó. Vư Túy nói, người ta không nguyện ý, chàng có thể cưỡng bức sao? Lẽ nào đã quên chàng đánh không lại ta? Hy Bình cười nói, ta đúng là đánh không lại nàng, nhưng nàng bị ta ôm, nàng dẫy dụa có thoát khỏi không? Không có một nữ nhân nào mà khí lực lớn hơn được lão tử, cũng không có một nữ nhân nào có thể đánh thắng được ta ở trên giường. Ta là quyền vương danh phù kỳ thực, nàng cuối cùng sẽ lấy tư thế của kẻ thất bại nghênh đón ta là kẻ chinh phục của nàng suốt cả đời. Đồ kiêu căng điên khùng, Vư Túy tạo ra hình dáng muốn nôn mửa, nói, chàng căn bản đúng là mệnh danh chiêm ô quyền vương nhơ bẩn, chàng chỉ là một con ngựa giống siêu cấp danh phù kỳ thực. Hy Bình cười to nói, ngựa giống không tốt sao, nàng xem ô long của ta, tới đây, đều có thể làm cho một đám ngựa cái kêu lên hỗn loạn. Đây là mị lực của ngựa giống. Nàng cũng không phải đang biểu lộ ra cử chỉ rối loạn với ta sao? Nhớ lại nàng còn chưa gặp mặt ta từ trước liền đã hiến thân một cách nhiệt tình cho ta, bởi vậy có thể biết mê lực dụ hoặc của ngựa giống là kinh người biết bao. Hắn vừa nói vừa bảo Vư Túy tháo áo cởi quần. Vư Túy la hét nói, tiểu hỗn đản, không được ở chỗ này, đây là phòng của Mộng Hương và Bão Nguyệt, các nàng ấy khi trở về thì sẽ trông thấy. Hy Bình ngạc nhiên nói, nàng không phải là nói không sợ các nàng ấy sao? Vư Túy á khẩu vô ngôn, nàng vừa rồi đích xác đã nói lời như vậy, giờ đây lại bị Hy Bình đem tới phản bác. Nàng không sợ Mộng Hương, nhưng mà loại chuyện xấu hổ này, làm sao có thể để ngoại nhân nhìn thấy? Hy Bình cũng không quản những việc này, hắn loại bỏ y phục Vư Túy, nhìn nàng không còn một mảnh vải che thân nằm trên giường, đắc ý cười, nói, đừng lo lắng về các nàng ấy. Nếu các nàng ấy trở lại, ta muốn mời các nàng ấy cùng tham gia chơi đùa với chúng ta nghĩ Bảo Nguyệt sẽ không cự tuyệt. Biết không, Bảo Nguyệt và nàng giống nhau, đều là nữ nhân của ta. Vư Túy giật mình nói, Bảo Nguyệt trở thành nữ nhân của ngươi bao giờ? Hy Bình cười nói, từ lúc ta mới bắt đầu gặp gỡ nàng ấy đã nhất định làm nữ nhân của ta, nàng ấy với nàng đều cùng một dạng, nàng nói xem nàng có thể may mắn thoát khỏi không? Vư Túy giận dữ nói, ta mới không phải là nữ nhân của ngươi. Hứ! Hy Bình cười không để ý, lúc này hắn đã cởi hết y phục bản thân tới trần truồng hoàn hoàn rồi, nằm sấp trên thân thể xinh đẹp khiết bạch của Vư Túy, hắn vùi khuôn mặt xuống lấp kín miệng nàng, Vư Túy một đôi ngọc thủ vẫn đặt trên lưng hắn vuốt ve. Hai người triền miên một trận như thế, bàn tay Hy Bình đặt trên ngực nàng dụi vò, tròng ghẹo trên nhũ tuyến của nữ nhân khoái cảm thần kinh vĩnh viễn bất biến. Vư Túy dưới sự nhiệt tình chơi đùa của hắn, nhẹ nhàng rên rỉ, trong miệng chiếc lưỡi tuyệt diệu nhẹ nhàng xuất ra tỉ mỉ liếm lên chiếc cổ cường tráng của Hy Bình. Hy Bình khoan khoái nói, Túy tỷ, nàng có thể không làm nữ nhân của ta cũng là nam nhân vĩnh viễn của nàng, cho nên ta phải thương yêu nàng, chiếm đoạt nàng, thỏa mãn nàng, ta là người đầu tiên của nàng, cũng là người cuối cùng của nàng, Hoàng Hy Bình ta quyết định có gì đó, thì tuyệt đối sẽ không buông tay, cho dù nàng là thê tử của người khác. Ta cũng muốn cường chiếm lấy nàng. Vư Túy cắn vào thùy tai hắn, nói líu díu trong hạnh phúc, chàng cứ thô bạo đi. Lẽ nào đã quên, chúng ta trước kia một lần duy nhất, là nàng thô bạo đối với ta. Tay hắn soi mói bới vẹt mái tóc hỗn loạn của Vư Túy ra, nhẹ hôn lên vầng trán sáng ngời của nàng, bàn tay kia di chuyển đến nơi thầm kín của nàng, vân vê lấy lông tơ của nàng vê kéo một cách nhẹ nhàng, đột nhiên xuất ra ngón giữa, xuyên vào trong nhục khe của nàng. Vư Túy rên rỉ ra tiếng, nói, khi đó ta cho rằng ngươi là thi trúc sinh đó.
Ngón giữa của Hy Bình rút ra cắm vào trong khe của nàng một trận, ngón trỏ tranh thủ cùng tham gia, hai ngón tay xoay tròn trong thông đạo của nàng, xuất nhập, cười nói, thi trúc sinh làm sao có thể cùng nàng làm việc này. Chỉ có lão tử mới có thể cho nàng điên cuồng kêu réo không ngừng, hơn nữa sau đó không có khí lực tìm ta báo thù, ha ha. Vưu Túy không chịu nổi sự trêu đùa của hắn, tình dục luân chuyển hướng về đỉnh cao nhất. Hy Bình đồn bộ ưỡn ra, dương căn đã sộc thẳng vào mật động của nàng. Nàng há miệng thét lên đau đớn, nén giận nói, người ta hoài thai, người vẫn còn thô lỗ như vậy. Người đừng làm hư hại đến hài tử, ta không tha cho ngươi. Phải như thế nào, Hy Bình hôn nàng, động tác từ tốn hơn rất nhiều, khi hắn đột nhiên sộc vào thân thể Vưu Túy, hắn hiểu rõ đáy lòng nữ nhân này đang yêu thương hắn, cái loại ý nghĩ yêu thương cường liệt này lại giống như vượng hỏa lửa mạnh thiêu đốt. Vưu Túy cũng cảm thấy Hy Bình trong lòng yêu thương nàng, rên rỉ nói, tiểu hỗn đản, vì sao khi mỗi lần chàng tiến vào thân thể người ta đều có thể cảm giác được cảm tình chân thành tha thiết ở sâu trong tâm linh chàng. Lần trước chàng tiến vào trong thân thể người ta, trong lòng chứa đầy bất lực cùng chán ngán, lại còn không ngừng nhớ tới nữ nhân khác. Nói, vì sao khi đó phải đối xử với ta như vậy? Hy Bình ưỡn ra mạnh mẽ lay động 4-5 lần, không ngừng làm nàng nắm chặt tấm đệm mà kêu la, sau đó mới tiến ra một cách nhẹ nhàng, cười nói, bởi vì khi đó ta tưởng rằng đang cùng một nữ nhân xấu xí nhất thiên hạ ân ái, nàng có biết, đó đúng là nỗi bi ai cùng cơn ác mộng của mỗi một nam nhân. Vưu Túy thân thể mềm mại vặn vẹo, giận dữ nói, Vưu Nhi mới không xấu xí đâu. Hy Bình nói, cho nên ta lượm được vật báu, hiện tại đang nghĩ rằng, thi trúc sinh thật tốt, trong số nữ nhân của ta có rất nhiều người, đều là hắn tặng cho ta. Ha ha, sau này ta làm cho bụng dưới của Nhu Vân to ra, cũng cho phép một trong các hài tử của nàng lấy họ Thi, có thể kế tục hương hỏa Thi ra. Vưu Túy nói, không chính phái, Úc đang hiểu ra chàng đừng quá gắng sức. Tiểu hỗn đản chàng này, cái đó cũng hỗn đản, thoát to thoát bé thoát dài thoát ngắn, tức chết chàng mất. Khi làm loại việc này, ai có thể vẫn còn chính phái được chứ? Hy Bình lại nhất tâm nhất ý hoạt động một cách không chính phái, Vưu Túy ở trong động tác vô cùng ôn nhu của hắn, cảm thấy nội tâm sủng ái của hắn đối với nàng, hóa ra tiểu nam nhân này thật sự rất yêu thương nàng. Nàng luôn luôn đều cho rằng một lần đó giữa nàng và hắn là một lần sai lầm, nàng trong một lần đó. Nhận được chỉ là sự buồn rầu trong lòng hắn, mà bởi vì khi đó hắn tưởng đang cùng một nữ nhân xấu xí ân ái. Hỗn đản này, hại nàng khi đó nổi ghen, nàng cho tới bây giờ chưa hề biết, khi một nam nhân cùng nàng ân ái, trong lòng nghĩ tới nhiều nữ nhân như vậy, chắc chắn là rất hoa tâm rồi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà nàng sau này không tha thứ cho hắn, hắn sao lại có thể có nhiều thê tử như vậy. Hơn nữa lúc cùng nàng ân ái người nghĩ tới không phải là nàng, mà là thê tử khác của hắn, nàng có thể không tức giận sao? Chỉ là dần dần tiếp nhận sự thật này, mặc kệ hắn có bao nhiêu thê tử, hắn đều sẽ không khiến nàng thất vọng. Nam nhân này so với nàng nhỏ hơn 10 tuổi, cường tráng có thể làm cho mỗi nữ nhân bất kỳ đều kinh sợ, lại còn tán phát ra mị lực xấu xa làm cho nữ nhân vô pháp kháng cự, không hổ là đại hỗn cầu chuyên nghề dụ dỗ con gái nhà lành. Nhưng mà, giờ đây nàng chỉ có thể cảm thấy Hy Bình đối xử với nàng nhất tâm nhất ý. Loại cảm giác này đến từ nhu tình ở sâu trong tâm linh gắn bó với tình dục mãnh liệt đến từ thân thể nàng, khiến nàng điên cuồng đê mê. Khi nàng ở trong sự xâm phạm của nam nhân này, nàng tiến nhập vào một loại cảnh giới gần như phong cuồng, khoái cảm có được cùng với thân thể giao kết làm cho nàng dần dần đạt tới đỉnh cao tình dục. Chẳng biết trải qua bao nhiêu lần chấn động cao trào, nàng đã có chút mê hồ. Lúc đang mê muội sắp ngủ, bỗng nhiên nghe được một tiếng trách mắng phẫn nộ, Hoàng Hy Bình. Người lại dám ở trên giường ta làm việc này sao? Đó là thanh âm của Mộng Hương, Vưu Túy mang máng nghe được, song sau một khắc nàng đã ngủ mê mệt. Dương căn của Hy Bình lưu lại sâu trong thể nội Vưu Túy, quay mặt nhìn Mộng Hương cùng Bão Nguyệt, cười nói, ý tứ không tốt, làm cho giường ngươi ộ uế. Bão Nguyệt, giường này nàng cũng có một nửa phải không? Bảo Nguyệt nhìn cơ thể trần truồng cường tráng của hắn, cúi đầu ừ một tiếng. Hy Bình nói, Bão Nguyệt, qua đây nào, ta muốn nàng trở thành tiểu thê tử của ta. Này, bảo bối nghe lời chứ. Mộng Hương hai mắt tựa như mộng rốt cuộc hiện ra một tia phẫn nộ, quát lên, Hoàng Hy Bình, đồ vô sỉ nhà ngươi, còn không mau mặc y phục cút ra ngoài. Hy Bình đảo mắt một cái, nói ta vô sỉ.
ngươi hiện tại nhìn thấy mô dạng hoàn toàn trần trụi của ta vẫn còn có thể đứng tại nơi này phóng trung tiện, trong số các nữ nhân thì tính ra da mặt của ngươi dày nhất. Mộng Hương nhìn chòng chọc vào hắn một hồi, xoay người đi ra khỏi cửa, đồng thời ném ra một câu, ta cho ngươi một khoảng thời gian không nhiều lắm, lúc ta quay lại, ngươi vẫn còn ở đây, ta liền hoãn ngươi. Hy Bình nhìn theo hình bóng nàng, trong lòng cười thầm, lại là một nữ nhân muốn hoãn ta. Hắn hướng về phía Bảo Nguyệt nói, nàng muốn lưu lại bồi tiếp ta chứ. Bảo Nguyệt không nói gì, chỉ là đứng yên tại đương trường, ngưng mắt nhìn hắn. Hy Bình bước ra từ trong thể nội vưu túy, trần chuồng đi hướng về phía Bảo Nguyệt. Bảo Nguyệt nhìn thấy thân hình nam tính vô cùng cường tráng chính đang hướng tới gần nàng, thể xác và tinh thần không tự chủ chấn động một cái, hắn cường tráng vượt quá tưởng tượng của nàng, lúc này đích hắn tựa như một chiến thần hoàn mỹ lõa thể. Chinh chiến với mỗi tâm linh của nữ nhân. Hắn ta mỉm cười không đàng hoàng, làm cho tâm hồn thiếu nữ của nàng run rẩy. Khi Hy Bình ôm nàng hôn nhẹ, nàng mới biết được đây không phải là mộng, nàng sẽ không cự tuyệt nam nhân này, cũng căn bản không có thời gian cự tuyệt. Nàng đã mất đi năng lực suy xét rồi, ngay cả khí lực cũng biến mất trong cái ôm hôn của hắn. Sau khi gặp mặt sư phụ nàng, ta hướng về bà hỏi cưới nàng. Hy Bình khi vừa kết thúc nụ hôn này xong, vô cùng kiên định nói, trong ngôn ngữ hắn có chất bá đạo không thể kháng cự. Bảo Nguyệt không nói câu nào, nhưng từ trong lòng nàng thích câu tỏ tình bá đạo này của hắn, có lẽ lời sư phụ dạy rất đúng, hắn rất xấu xa, nhưng lại khiến cho người khác vô pháp cự tuyệt. Nàng không biết từ khi nào thì yêu hắn, chỉ biết rõ trong giấc mơ của bản thân từ rất sớm đã có cái xấu xa của hắn rồi. Nàng thấy Hy Bình mặc y phục, sau đó lấy chăn bao trùm lên trên người Vưu Túy. Rồi ôm ngang Vưu Túy đang ngủ mê mệt như vậy, đi đến trước mặt nàng một lần nữa. Nàng nói, y phục của Vưu Túy, ngươi không cần sao? Hy Bình cười nói, ngày mai lúc nàng rời đi, phải làm lễ vật tặng cho ta, được không? Bảo Nguyệt nói, ngươi vừa rồi nói là sẽ thực hiện cơ mà. Hy Bình lại kiên định nói, nàng là kiều thê cả đời của ta, đây là sự chấp thuận duy nhất của ta với nàng. Minh Nguyệt Phong chúng nữ rời đi. Nhất định sẽ mang theo cả niềm hoan lạc lẫn hăng hái nhiệt tình của cả Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba, chắc chắn là như thế. Hai người trong thời gian vừa qua, thường chơi cùng đám nữ nhân đó, vì chính là muốn ôm nhiều mỹ nữ, e rằng bọn họ mệt mỏi đều bất động nằm nghỉ trên bụng của nữ nhân. Bọn họ nghĩ nữ nhân còn quá ít, bọn họ phải phấn đấu ôm nhiều nữ nhân mỹ lệ về cho mình, hoặc có thể nói là săn gái. Đáng tiếc chính là trời cao chẳng chiều lòng người. Bọn chúng tinh không chiếm được bao nhiêu tiện nghi của chúng nữ Minh Nguyệt Phong. Đương nhiên Minh Nguyệt Phong không phải là hồ điệp phái, nhưng hai người theo đuổi Bảo Nguyệt đều thất bại, trong lúc thương tâm không tránh khỏi ôm các nữ nhân của mình hét lên Bảo Nguyệt là của ta, nhất thời bọn họ lộ ra cái đuôi của mình, chỉ vì những chuyện này, làm mọi người cũng đều nghĩ rõ ràng hai người này quả thực là những nam nhân thiên hạ đệ nhất si tình, tựa hồ còn vượt quá cả Chư Bát Giới Chư Lão đệ nhị. Cho nên buổi sáng lúc từ biệt chúng nữ Minh Nguyệt Phong đều không thấy mặt bọn chúng, có lẽ là sợ thương tâm. Hy Bình lấm lét nhìn qua Bạch Thị tỉ muội, lưỡng nữ giận dữ quát, đêm qua thì như một con cá chết, sáng ra thì lại chẳng khác gì một cái đầu heo chết vậy. Hy Bình hiểu ý thì liền cười, lại nghe Bạch Tuệ tiếp tục nói, cái này đều phải trách ngươi, lại còn dở trò gian trá bẩn thỉu giao người ta cho người khác, thực chẳng có lấy một chút trách nhiệm nào hết. Hy Bình vừa cười. Bước qua ôm Tuyết Nhi đang ở trong lòng Đỗ Tư Tư, hôn lên đôi má nhỏ xinh của nó, thì thầm Tuyết Nhi, mau qua bảo Bạch Tuệ A Di bồng con đi. Hắn muốn làm như vậy để tránh khỏi những lời oán trách của Bạch Tuệ. Tuyết Nhi không chịu nói, nhưng con thích được ba ba bồng cơ. Bạch Tuệ chạy tới trước chặn Hy Bình lại, trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi thật là một nam nhân đầu tiên dở trò quỷ với người ta, cũng không để người ta làm nũng một chút. Tuyết Nhi, lại đây. Cho A-di ôm con nào. Nàng ta đến trước mặt Hy Bình ôm lấy Tuyết Nhi, đồng thời tặng cho Hy Bình một cước, Hy Bình cũng không dám kêu, lại bị tứ cẩu nhìn thấy, tên tiểu tử này đắc ý liền chổng mông ra trước mặt Hy Bình. Hy Bình ánh mắt tóe lửa, tiến lên một bước, tung một cước vào cái mông đang lắc lư của hắn, đồng thời nói, mẹ ngươi, cái tên tiểu tử này, mấy ngày nay tập luyện thương pháp thối nát đó, lại muốn đánh lộn phải không? Tứ cẩu xoa xoa cái mông vừa bị Hy Bình đá đó, oang oác kêu lên, Hy Bình, cái giày của ngươi hôm nay vừa dẫm phải cứt chó, giờ lại đá ta, khiến lão tử thực bị giảm sút a. Hy Bình cười nói, ta hoài nghi đó chính là ngươi, là quan hệ gì vậy?
Chúng nhân đều cười rộ lên. Bảo Nguyệt nhìn Hy Bình như trách khứ, nói, người ta phải rời khỏi, sao ngươi lại không nghiêm chỉnh một chút? Bảo Nguyệt vẫn che mặt như thế, nhưng thật ra trong đôi mắt nàng tràn đầy nỗi oai oán, Hy Bình dường như nhận thấy lòng đầy thương tiếc, dịu dàng nói, nàng muốn ta ôm nàng chứ? Hy Bình vừa nói lời này, liền quay sang nhìn Mộng Hương, nhưng Mộng Hương đã quay người đi mất. Bảo Nguyệt vâng nhẹ một tiếng, lập tức bị song thủ cường tráng của Hy Bình ôm chầm lấy, đôi hàng lệ châu lóng lánh lăn dài từ đôi mắt nàng. Hy Bình đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nàng, nhẹ nhàng lên tiếng, nàng trở về nói với sư phụ nàng rằng, nàng chính là người của ta, khi ta gặp bà ta rồi, sẽ có thể mang nàng đi. Bảo Nguyệt đột nhiên quàng tay ôm chặt lấy cổ hắn, kiễng chân hôn lên môi hắn, mặc dù vẫn bị ngăn cách bởi lớp sa che mặt, nhưng thực sự đã biểu đạt tất cả thâm tình của nàng ta. Lúc Hy Bình ở cùng chúng nữ, Bảo Nguyệt đến bên Hy Bình sớm hơn nhiều người, tuy nhiên trong khoảnh khắc đó, chỉ mình nàng ta mới tiếp thụ nam nhân này, khả dĩ có thể nói trải nghiệm một đoạn thời gian dài, từ hận đến yêu, không thể nào giải thích, riêng Bảo Nguyệt tự mình cũng không thể minh bạch, chính là tình yêu mù quáng, yêu vô cùng nam nhân vừa ôn nhu vừa thô bạo này. Không chỉ có Bảo Nguyệt, rất nhiều nữ nhân khác cũng đều như thế. Bảo Nguyệt, phải đi rồi. Mộng Hương đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu, khiến cho giấc mộng của Bảo Nguyệt bỗng nhiên tan vỡ. Bảo Nguyệt đẩy ngực Hy Bình ra, giọng yếu ớt, buông Bảo Nguyệt ra, người ta đi đây, chàng không được quên Bảo Nguyệt đâu đấy, nếu không ta sẽ hận chàng suốt đời. Hy Bình cười nói, thật khó để một nam nhân có thể quên một nữ nhân mỹ lệ như nàng, ta không những không thể quên nàng, mà ngay cả trong mơ cũng mơ về nàng. Bảo Nguyệt, còn tiểu thư xấu xí của nàng thì sao? Bảo Nguyệt nghe được nửa câu đầu của hắn thì tâm lý rất là hoan hỉ, nhưng khi thấy hắn bảo Mộng Hương xấu xí, thì trố mắt ra, nói tiểu thư không những không xấu xí, mà còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nữa kia. Bảo Nguyệt, muội nói nhiều quá đấy. Với tu vi nội công của Mộng Hương, đương nhiên có thể nghe thấy lời hai người thì thầm nói chuyện. Hy Bình cố ý trêu tức Mộng Hương, nói ta thích Bảo Nguyệt nói nhiều hơn nữa, tiểu Bảo Nguyệt đáng yêu, để ta hôn môi nàng nào. Hắn lại vòng tay định ôm Bảo Nguyệt trở lại, khiến Bảo Nguyệt mặt đỏ dựng lên, đẩy hắn ra, rồi lách người sang một bên, giận dữ nói, chàng thật là xấu. Ha ha, không xấu làm sao đủ tư cách làm nam nhân của nàng. Hắn bước tới ôm lấy Lãnh Như Băng và Phong Ái Vũ, hướng tới Mộng Hương nói, Mộng xú thí, ta nghe Bảo Nguyệt bảo nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng nghe nàng nói cả đời này sẽ không thành thân, điều này làm sao khiến nam nhân chúng ta có thể chấp nhận. Sau khi nàng trở về có thể nghĩ đến những nam nhân tốt, hoặc giả nghĩ đến nam nhân xấu xa ta đây, tất sẽ cảm thấy hứng thú đối với nam nhân. Nữ nhân mà không có nam nhân, căn bản không phải là một nữ nhân hoàn chỉnh, xét trên ý nghĩa này, có thể nói không phải là nữ nhân. Nàng nếu không thành thân, chỉ trừ phi nàng tưởng trường kê ba cái đó giải a. Mộng Hương hai mắt như kiếm sắc hướng về phía Hy Bình, gằn lên từng tiếng, Hoàng Hy Bình, ta cho ngươi bị thương một lần nữa. Nàng nếu không thành thân, trừ phi. Hy Bình, Bảo Nguyệt cầu xin chàng được không? Hy Bình một câu còn chưa kịp nói hết, Bảo Nguyệt đã lên tiếng chặn lại, nàng không thể nhìn Mộng Hương và Hy Bình lại xuất thủ một lần nữa, ai thắng ai thua nàng cũng đều không muốn nhìn, giữa hai người này, nàng thực sự không thể chọn lựa. Hy Bình vốn định nhắc lại danh ngôn của hắn, bởi hắn nghĩ rằng trường kê ba thực sự là một điều đắc ý của bản thân, cơ hồ thắng cả câu của phu tử thực sắc tính giã. Chính lúc đó hắn chợt nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Bảo Nguyệt, hắn liền ho ho hai tiếng, cười nói thật khó nghe nha. Bảo Nguyệt, nàng đã trực tiếp nói như thế, hỗn đản ta sẽ không nói nữa. Còn nói nữa thì sợ sẽ không thể lấy được nàng. Tốt, Bảo Nguyệt, tiểu thư của nàng không cần nàng nữa phải không? Bảo Nguyệt vội vàng lắc đầu, nhìn sang phía Mộng Hương đã mang một nữ đệ tử đi trước, nàng liền chạy lên theo, nói tiểu thư, nàng thực không phải tức giận Bảo Nguyệt đúng không? Mộng Hương không quay đầu lại đáp, người đã có một nam nhân xấu xa đó còn quản ta tức giận hay không tức giận sao? Nghe thấy vậy, Bảo Nguyệt tiếp tục nói, tiểu thư, người trước đây chẳng phải nói Bảo Nguyệt đi tìm một nam nhân xấu xa hay sao? Nhưng ta không bảo muội tìm Hoàng Hy Bình, nam nhân trong thiên hạ chỉ có hắn không được, muội ngàn lần lại đáp ứng hắn, vậy còn không phải đối với ta sao? Mọi người nghe đến câu đó, Bảo Nguyệt đối đáp thế nào hoặc Mộng Hương hồi đáp ra sao? Mọi người không hiểu gì cả. Lúc này, Minh Nguyệt Phong chúng nữ đã đi rất xa rồi.
Sau khi Minh Nguyệt Phong chúng nữ rời đi, Phong Tự Lai cũng rời khỏi cái bang. Lão dạy cho tứ cẩu thần lai chi thương, tiện cho tứ cẩu cử hành nghi thức kế vị, tứ cẩu trên bục phô biện một bộ thương pháp, chúng khất cái nghĩ hắn đủ tư cách làm bang chủ, riêng cái kiểu vô sỉ của hắn khả năng cũng là lý do, lãnh đạo mọi người đi khất thực đương nhiên chỉ là một đĩa rau nhỏ. Thế giới này, người da mặt dày rất được ưa chuộng. Cuối cùng tứ cẩu vô tình làm bang chủ cái bang, tên thế giới này cũng nhiều đại nhân vật là một bạch cật người ăn không cần trả tiền. Cùng thời gian đó, một nửa bang chúng cái bang hướng dẫn Phong Tự Lai bang chủ bạch cật bang từ chức, một đám đông ăn xin gọi lão tiến lên trước, nghe lão tuyên bố từ chức mỗi người làm qua thủ lĩnh đều được tất cả mọi người đều yêu mến, chứng minh cho lời của nhân loại truyền lại không sai, nếu có va vấp thì cũng được tìm thấy. Phong Ái Vũ thật không muốn rời xa phụ thân, liền nhào vào lòng Phong Tự Lai khóc, phụ thân, người không được bỏ Ái Vũ mà đi, người không được bỏ rơi đứa con gái này của người. Phong Tự Lai biểu hiện một người cha tốt, vuốt ve mái tóc Phong Ái Vũ, mỉm cười nói, tiểu Ái Vũ sao mà mau nước mắt như mẹ ngươi thế? Làm sao mà khóc ồ ồ thế? Phụ thân có nói là sẽ không trở về đâu, cha con chúng ta rất nhanh gặp lại nhau, phụ thân cũng phải tuân kiến với người bằng hữu, mà đối với con rất quan trọng, tất cả sau này con sẽ biết. Phong Ái Vũ ngạc nhiên hỏi, bằng hữu của phụ thân quan trọng hơn Ái Vũ sao? Phong Tự Lai cười nói, không chỉ thế mà còn quan trọng đối với con nữa đấy. Lão đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn Hy Bình, tiếp tục nói, mà còn đối với những người bên cạnh con đều vô cùng quan trọng. Mọi người đi theo Phong Ái Vũ cũng cảm thấy kỳ lạ, mặc dù mọi người cũng biết Phong Tự Lai không nói rõ ràng, tất cả đều hiểu rằng không dám nhiều lời. Chỉ có Phong Ái Vũ mở miệng nói, cha muốn đi bao lâu? Phong Tự Lai nói, có thể rất nhanh sẽ trở về, cũng có thể rất lâu nữa. Phong Ái Vũ giận dỗi khóc nói, con biết cha yêu con chỉ là chiếu lệ. Phong Tự Lai an ủi nói, được rồi, cha đáp ứng với con sẽ quay về sớm để trở thành ông ngoại tốt. Phong Ái Vũ vui mừng nói, cha nói thật chứ. Phong Tự Lai trên mặt hiện lên vết nhăn, nói cha giống người thích nói dối lắm sao. Hy Bình không đợi Phong Ái Vũ hồi đáp, mỉm cười nói, nhạc phụ không phải là người nói dối, mà là cao thủ nói khoác. Phong Ái Vũ nhìn Hy Bình nói, không cho phép chàng nói với cha như vậy, cha không giống chàng, chàng mới là cao thủ nói khoác, lừa gạt biết bao nhiêu nữ nhân. Hy Bình gãi đầu không có lời gì nói lại. Phong Tự Lai nhìn thấy bộ dạng lúng túng của hắn, không ngăn được tiếng cười to, nhìn Phong Ái Vũ nói, nữ nhi, Trinh là một nam nhân có thể làm nữ nhân hạnh phúc, lời nói khoác lác như thế nào hả? Bây giờ con có được hắn không phải rất hạnh phúc hả? Lúc cha rời khỏi con, lời nói khoác của hắn có thể lừa được người như con, cha cũng thấy vui. Lão nhẹ nhàng đẩy Phong Ái Vũ ra và chào tạm biệt mỗi người trong chúng nhân, lên ngựa, một mình lên đường. Phong Ái Vũ nhìn theo bóng hình xa dần, trong lòng rất thương cảm. Nam nhân đó chính là phụ thân vĩ đại của nàng, từ khi nàng mới lọt lòng, luôn đi một mình, có lẽ vì mẹ nàng, cũng có lẽ vì nàng. Bây giờ, lão một thân một mình lên đường, lão nói cả đời lão mục đích duy nhất là tìm kiếm một vị bằng hữu, trong thời khắc này lòng lão rất cô đơn. Sau cùng, chính nữ nhi của lão là chánh niệm của lão, không thể hoàn thành tâm nguyện của lão, có lẽ do tâm nguyện của lão, hay do lời lão đã hứa với mẫu thân đã mất của nàng, hoặc có lẽ bằng hữu của lão ở tại đó. Phong Ái Vũ biết phụ thân nàng chỉ có một bằng hữu thâm giao đang đợi gặp mặt, bao nhiêu đó làm nàng cảm thấy an ủi. Nữ nhi không có khả năng làm gì cho phụ thân, nhưng trong tim luôn chúc phúc cho phụ thân. Hy Bình từ phía sau ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói, tiểu Ái Vũ, nàng hãy xem nhạc phụ cảm nhận được cao hứng. Cha rất vui mừng. Phong Ái Vũ quay mình giấu mặt trong ngực Hy Bình, đó là lòng ngực của nam nhân này từ nay có thể thay thế phụ thân của nàng, là chỗ dựa tin cậy của nàng mãi mãi. Triệu thị huynh đệ thình lình đi đến, Phong Tự Lai rời khỏi đã được 2 ngày. Mọi người đi sau nhắm hướng cái bang Thiên Thắng. Mọi người mời Hy Bình đến đại địa mình trợ lực, nói rằng Võ Lâm Minh chủ thống suốt Võ Lâm Trung Nguyên đối phó với Tây Vực Thái Âm giáo đang xâm nhập, hỏi cái bang mới biết việc này. Mà người làm Bạch Cật Thiên Vương của Bạch Cật bang lại là tứ cẩu nên không thể thoái thác. Sau cùng mọi người thống nhất lý giải rằng, lúc trước Bạch Cật bang chủ bị Võ Lâm Minh chủ đánh trọng thương, Võ Lâm Minh chủ không có hảo ý khi gọi bang chúng tới giúp. Đơn giản mà nói, điều đó có điểm không phải với thiên hạ đệ nhất bang. Ta bắt mẹ hắn, đi chơi với ý a di hắn, mai táng nãi nãi hắn, lạc hùng không bằng heo bò, đả thương sư phụ ta và những người khác,
thật không có lương tâm. Tứ cẩu nóng như thiên lôi, đem 18 đời nam nữ tổ tông Lạc Hùng ra chửi, là do tình cảm thắng lý trí. Bất quá hắn cũng không mất hết toàn bộ lý trí, lên ngựa hắn còn chửi một câu, đồ heo chó cung không bằng tại sao lại phải mắng chửi chứ. Hắn và chó cùng loại, không thể chửi như vậy, mà phải là đồ heo bò cũng không bằng, đó là thành ngữ mới được tứ cẩu dùng tâm huyết nghĩ ra để chửi. Phải được biểu dương. Hy Bình toàn lực chi viện nói, tứ cẩu, chửi rất hay, nếu người bị thương là cha Ái Vũ, chúng ta không thể giúp hắn, mà phải đánh hắn, sau đó mới giúp cho Thái Âm giáo được không? Mọi người không thể tin được nhìn hắn, người đó cuối cùng là có đầu óc không? Độc Cô Mính nói trước tiên, Hy Bình, Cô Trượng và Lạc Hùng là công bình tỷ đấu, dù bị đánh chết cũng không phải trách nhiệm của Lạc Hùng, hà huống mới bị thụ thương. Hắn đánh chết cha vợ ta, làm cho Ái Vũ của ta khóc, ta sẽ moi trái tim hắn cho chó ăn. Hy Bình rất kích động, ngắt lời Độc Cô Minh. Tứ cẩu hét lớn, ta tuyệt không ăn hắc tâm của hắn, ta sẽ nhúng nó vào phân. Loại báo thù này, thừa nhận chỉ có chó mới làm như thế. Mọi người đối với lời nói của hai người, đều lắc lắc đầu, thở dài thầm nghĩ, hai người này biến Lạc Hùng thành cái gì đây? Người ta đúng là đường đường võ lâm minh chủ, nhất đại anh hùng hào kiệt khôn ngờ tới cái miệng của bọn chúng lại biến thành cứt chó. Mà hai người này lại có thể dẫm đạp tàn bạo như vậy. Ai, Lạc minh chủ đáng thương. Độc Cô Minh nhíu mày nói, bọn ngươi để ta nói có được không? Có hai người đồng thanh nói, người nói đi. Độc Cô Minh nói, nếu chúng ta giúp đỡ Thái Âm giáo, chúng ta sẽ trở thành hán gian, các người nói coi cái này có dễ nghe. Cho nên chúng ta thế nào cũng phải trợ lực Lạc Hùng. Tứ cẩu suy nghĩ sâu xa hỏi, là không thế nào dễ nghe. Hoa Tiểu Ba nói vào, Độc Cô lão huynh, nghe nói Thái Âm giáo có nhiều mỹ nữ, đặc biệt nhất là Thái Âm thánh nữ, có thể tề danh cùng về nguyệt nữ của Trung Nguyên Minh Nguyệt Phong. Ai? Chuyện này làm sao ta quên được. Độc Cô Minh vỗ vào trán mình, nói lớn, thân là nam nhân, không phải có khả năng trợ giúp mỹ nữ à. Hy Bình, ta kiên quyết chi viện ngươi, cùng giúp Thái Âm giáo đánh Lạc Hùng Lạc cứt chó, trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, để mỹ nhân lấy thân đền đáp. Ồ, trên đời này làm gì chỉ có Độc Cô Minh. Mọi người đều quay lại nhìn hắn, có thể tưởng tượng nữ nhân có thể làm nam nhân này thất điên bát đảo. Sau cùng Thái Thượng Hoàng Lôi Phượng nói một câu, bọn chàng phải giúp Lạc Hùng. Hy Bình kinh ngạc nói, điều đó là như thế nào? Nàng hãy giải thích cho ta rõ, tại sao trở thành minh hữu của hắn? Lôi Phượng bình tĩnh nói, đánh xong Thái Âm giáo, chàng lại quay lại đánh hắn. Vẫn là Lôi Phượng cứng cỏi. Điều này quả thực không sai. Hy Bình vui vẻ nói ra một câu, đột nhiên ngưng mắt nhìn Lôi Phượng, nói, nàng không đi cùng chúng ta sao? Lôi Phượng nói, không nên, nhà chúng ta đều là người mang thai, không thuận tiện trong việc di chuyển, đánh đánh giết giết không muốn nhìn thấy, các người tự đi làm, bọn ta nhanh chóng trở về trường sinh đường để sinh hài tử. Hy Bình trầm tư như đã hiểu ra đạo lý nói khi nào về đó. Lôi Phượng nhìn Lãnh Như Băng tựa hồ trưng cầu cho ý kiến. Lãnh Như Băng nhẹ nhàng nói ngày mai. Từ thần Đao Môn đi về phía Bắc là Kim Tu Thành nơi tụ hội của bang chúng cái bang. Gần đó là Long Thành tổng đàn của Đại Địa Minh. Từ cái bang tới Đại Địa Minh, tốn 3 ngày cước trình. Tứ cẩu không phải cùng Hy Bình đi tới Đại Địa Minh, hắn tự nhiên ăn uống không chú ý gì đến tên trưởng quỹ gần đó, hơn nữa hắn còn có vài yếu sự cần xử lý, mặc dù việc đó nằm ngoài tầm tay của hắn, bất quá thì ngồi chờ cũng khá dĩ mà. Chính xác, không được xem thường tứ cẩu hắn a. Hiện tại tứ cẩu phải thích ứng với thực trạng chỉ có hai nữ nhân bên mình. Triệu Tử Thanh cùng Dạ Lai Hương, Lan Hoa, Oanh Thúy, Tâm Như tam nữ đã về Trường Xuân Đường, Đại Ni cũng đã về Đại Địa Minh, mang 4 thiên trúc mỹ nữ của hắn đi mất, làm cho tâm tư hắn cảm thấy buồn chán, nhưng khi nghĩ đến tối nay, được phục dụng hoàn hảo hai nữ nhân hấp dẫn, trong lòng hắn không khỏi reo lên, ai? Cuối cùng cũng có thể thư giãn. Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh đem theo toàn bộ nữ nhân của bọn họ, Bích Nhu không muốn rời xa Lôi Long, bởi vậy cũng bám giết y. Hy Bình cũng hoạt động tích cực với Dã Mân Côi, Tiểu Nguyệt cũng đi theo, trong chuyến đi này, Hy Bình không dám khinh cử vọng động đối với Tiểu Nguyệt, về phía Hoa Lôi, Vưu Túy và Thi Nhu Vân chúng nữ dường như cũng có cảm tình với hắn, chỉ là từ khi Vưu Túy rời khỏi phòng của hắn, đối với Hoa Lôi và Thi Nhu Vân, Hy Bình không có cơ hội làm gì. Mọi người đều nói Hy Bình là một con thú dục không bao giờ biết thỏa mãn, Hoa Tiểu Ba còn chêm vào,
nếu tỷ phu không khống chế bọn họ, thì chúng nữ nhân làm sao tha cho hắn, kết quả thế nào hắn cũng bị ngũ nữ đánh thành cái đầu heo, năm nữ nhân này mà làm phiền hắn, thì Hoa Tiểu Ba hắn có mọc thêm chân để chạy, liệu có thể chạy thoát sao? Sau lần câu dẫn Hy Bình thất bại, Đại Ni không nói với Hy Bình một tiếng nào, mỗi lần đối mặt với Hy Bình, nhãn thần chỉ lộ thần sắc mơ màng, Hy Bình như không có một chút cảm giác, chỉ suốt ngày cười nói cùng chúng nhân. Đương nhiên, ngoại trừ một số ít người, những người còn lại không có hứng thú cùng hắn hợp sướng. Trên đường đi, Hy Bình ngồi trên lưng ngựa đùa cợt cùng Dã Mân Côi. Thi Nhu Vân và Hoa Lôi không quen với việc đó, hai nữ nhân này tuy đã từng cùng Hy Bình ngồi chung ngựa, Hoa Lôi lúc này điềm tĩnh trên lưng ngựa của nàng, Hy Bình vốn muốn Lôi Phượng đem nàng trở về Trường Xuân Đường, nhưng nàng lại không nguyện ý, trong lúc tức giận hòa khóc lên như một tiểu nữ hài, hắn đành giơ hai tay đầu hàng, nhưng đối với Thi Nhu Vân, sau khi nghe Vưu Túy khuyên giải, hắn không khi phụ nàng nữa. Hai nữ nhân này tuy niên kỷ khác nhau, nhưng tính cách quả là có điểm tương đồng, hắn nói một câu, Hoa Lôi trả lễ đủ 12 câu, Thi Nhu Vân nữa chứ cũng không nhường hắn chiếm tiện nghi. Sau hai ngày hành trình, Đại Địa Minh không còn xa, ngày mai khả dĩ bọn người Hy Bình sẽ tới Đại Địa Minh. Đêm xuống bọn họ dừng chân tại Long Biên khách sạn ở Hắc Long trấn ngoài Long Thành. Thật là xảo hợp, tại khách sạn, Hy Bình gặp lại Tiểu Lộ. Khi hắn chuẩn bị đột nhập phòng của Vưu Túy tam nữ, Hy Bình trước cửa phòng của Vưu Túy gặp Tiểu Lộ, ánh mắt cả kinh nhìn hắn, muộn thế này rồi mà tên vô sỉ này không ở trong phòng hắn mà lại ở trần chạy rong, hắn muốn làm gì đây? Hy Bình thì ngược lại rất là hưng phấn, gia tăng cước bộ, thấy nàng chuẩn bị chuyển mình bỏ đi, la lên, lão bà, nàng đứng đây chờ ta hả? Tiểu Lộ tức giận nói, ngươi dám làm loạn, ta giết ngươi đó. Uy, phu thê với nhau, lời đầu tiên khi gặp mặt là giết sao? Lại đây, kêu lão công một tiếng cho ta nghe, Hy Bình vốn tưởng nữ nhân này muốn quay đầu bỏ đi sau khi nghe hắn nói. Tiểu Lộ nhìn hắn bước tới, nói, không kêu. Hy Bình tới gần nàng, được cười không hảo ý nói, nàng không sợ ta áp nàng vào tường, sau đó để nàng ngoan ngoãn kêu ta hai tiếng lão công sao. Ngươi mà dám sao, ở khách điếm này, có rất nhiều người không phải là ở miếu hoang đâu, bởi vậy nàng mới cam đoan là hắn sẽ không dám làm càn, nếu hắn làm bừa nàng sẽ la lên, hắn còn dám loạn động sao. Hy Bình cười cười nói, phải rồi a ta không dám đâu, nàng không phải dương cung bạt kiếm như vậy. Cho lão công biết nàng đang trọ tại phòng nào vậy. Tiểu Lộ ngưng thị nhìn Hy Bình, trong lòng lúc nào cũng nhớ về hình ảnh của hắn, nhưng lại không nguyện ý nói tại sao ta phải cáo chỉnh với ngươi. Ô, Hy Bình nói, nhưng lão công rất muốn biết mà. Tiểu Lộ nói, đó là việc của người, với ta vô can. Hy Bình nở một nụ cười của hắn làm cho trái tim thiếu nữ của Tiểu Lộ loạn nhịp, nàng nhìn thân trên cường tráng của nam nhân này. Không hiểu tại sao hắn lại cường hãn như thế, nụ cười cũng phát ra khí tức tà mị, nhưng cũng không thể phủ nhận, cái kiểu cười tà dị này, đối với nữ nhân lại hết sức hấp dẫn, nàng tưởng Hy Bình bị nàng kích nộ, không ngờ sau khi cười xong hắn lại quay lưng bỏ đi. Tại thời điểm đó, trái tim thiếu nữ cảm thấy lạc lòng. Nhưng đột nhiên, hắn quay lại, nàng không kịp phản ứng, bị hắn ôm vào lòng. Lúc đó nàng thấy thân thể mình bị thân hình cường tráng của hắn ép vào tường. Tai nghe hắn thì thầm, ta đã nói là sẽ ép nàng vào tường mà, sao nàng mau quên quá vậy? Tiểu Lộ vừa phản ứng, thì phát hiện kiếm đã bị hắn đoạt mất, nàng khó nhọc nói, Hoàng Hy Bình, người điên rồi, thả ta ra mau. Hai tay cố sức đẩy bờ ngực đang để trần của Hy Bình, muốn xô hắn ra, nhưng nàng đã thất bại, sức mạnh của nam nhân này nặng như núi đè lên nàng, sử dụng nội lực cũng không thể đẩy hắn ra. Gương mặt của Hy Bình áp vào tại nàng. Nói nhỏ, nếu như ta thả nàng, nàng có thể lừa ta nguyện không lừa nàng, bất quá, nàng có khả năng biết được ta lừa hay không lừa nàng sao? Nói rồi, chỗ thắt lưng của hắn, Tiểu Lộ cảm thấy có dưới hạ thể hắn một cự vật qua lớp quần áo chạm vào địa phương thầm kín của nàng, nàng thất kinh sợ sệt ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không một chỗ thừa, thấy nụ cười tà mị của hắn, trái tim nàng loạn nhịp, thân hình mềm nhũn vô lực dựa vào tường. Nàng nói trong hơi thở nặng nhọc, ta và ngươi chưa biết gì về đối phương, sao ngươi đối xử với ta như vậy? Hy Bình mở mắt ra, nói, vấn đề ta cũng đang suy nghĩ. Ngươi, Tiểu Lộ nghe câu hồi đáp vô lai của hắn không khỏi tức giận, dùng sức không lại hắn, miệng nàng ta bắt đầu phát huy sự lợi hại, cắn lấy tay phải của hắn. Hy Bình đau quá hét lên một tiếng,
Cả khách điếm sáng rực đèn đóm, tiếng động xé tai ngoài cửa làm mọi người giật mình thức dậy, chạy ra xem có nơi phát sinh tiếng động đó. Chỉ thấy một nam nhân cao thân thân trên để trần đang ép một thiếu nữ trên tường, thiếu nữ đó đang cắn lấy cắn để cơ bắp của tên nam nhân đó làm cho hắn đau đớn kêu lên đau lòng hơn cả la cả thế giới đã biết hắn là một nam nhân bị cắn bởi nữ tử. Đồ điên! Thi binh la lên uy, nàng xem nhiều người nhìn chúng ta quá kìa. Nữ nhân phải biết tự trọng chứ, đừng có suốt ngày cắn nam nhân không chịu buông tha như vậy, đừng có bức hiếp ta nữa. Ô, lão bà à, đừng có cắn mạnh hơn mà. Thật là điên đảo thị phi, mọi thiện nghi, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tiểu lộ đang trong lúc phẫn nộ, đưa mắt phượng trừng trừng nhìn hắn hí lộng, cắn chặt không chịu buông. Dã Mân Côi đi tới nói, Hi Bình, chàng làm sao mà nàng ta lại làm phiền chàng vậy? Hi Bình nặn ra một gương mặt ngây thơ không tì vết như tờ giấy trắng, vô lại nói, nàng xem ta là bị nữ cẩu đa tình này cắn bừa a. Rồi quay qua mọi người cười nói, mọi người xem, bán dạ tam canh. Đừng có đi ra ngoài một mình, nếu không rất dễ trở thành đích nhắm của những nữ nhân điên dại như vậy. Nghe câu đó, nhiều người muốn nhảy vào đấm một cái cho hắn tỉnh, nhưng nhìn thấy bờ ngực tựa như kim thạch của hắn, thì ý định hộ hoa cũng tiêu tan. Có câu, anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải nhìn lại phân lượng của mình, nhìn thấy thân thể cao to vạm vỡ của tên hỗn đãng đang khi phụ mỹ nữ này. Đám đông bất giác rời đi quá nữa, tìm nơi an toàn không muốn can dự vào chuyện này. An toàn là nhất rồi mới tới mỹ nữ a. Tiểu lộ bị lời nói của Hi Bình làm cho hết sức tức giận, nàng mở miệng chửi, đồ chó đực, ta không khi phụ ngươi, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ta không biết ngươi là ai. Hi Bình nhìn răng trên tay mình, lắc đầu nói, chửi hay, trước nàng chưa có nữ nhân nào chửi ta như vậy, lão bà à, cảm giác thật mới lạ a. Tiểu lộ vô ý nhìn về hướng Đại Ni, nhãn thần xuất ra tia nhìn cầu cứu. Đại Ni nhìn thấy nhưng giả vờ không biết, chuyển thân ly khai trở về phòng, trùm chăn ngủ tiếp. Hi Bình đưa mắt nhìn quanh, đoạn thô lỗ hét lên, nhìn đủ chưa? Mẹ nó, lão tử đã lâu chưa đánh nhau rồi nha. Chúng nhân đương trường phẫn nộ, nhưng không dám phát biểu ý kiến, không muốn lưu lại lâu, tên hỗn đáng này quả thực có khí tức nguy hiểm như thú dữ, làm chúng nhân trong lòng run sợ, bất giác lục tục đi về phòng của mình. Trên thế giới này, quả thật có một nam nhân như vậy sao? Tiểu lộ nhìn thấy mọi người kéo nhau về phòng, chỉ còn có Hoa Tiểu Ba, Độc Cô Minh và Vưu Túy, Hoa Lôi, Thi Nhu Vân, chủ khách điếm cũng đã trở về chăn êm nệm ấm của lão. Nàng lo lắng nhìn Hi Bình, thấy hắn đang từ từ cúi đầu, thấy tên hỗn đản này đang tính hôn mình, nàng nhất thời nóng giận, sao hắn dám hôn mình giữa nơi đông người như vậy? Nàng không nguyện ý quay mặt đi chỗ khác, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã giữ cằm nàng lại. Nàng không thể nào tránh khỏi bờ môi nóng bỏng của Hi Bình. Mặc dù nàng ra sức kháng cự, nhưng nàng cũng không biết tại sao, trong tâm nàng không phải là không thích đôi môi này, nàng hết sức hổ thẹn, trong tâm trí nàng lóe lên hình ảnh của một nam nhân khác, bất giác những giọt nước mắt ai oán rơi xuống. Thi Nhu Vân bất nhẫn nói, ngươi làm đại tỷ này khóc rồi, ngươi thả nàng ta ra được không? Hoa Tiểu Ba kinh dị kêu lên, a. Tiểu Nhu Vân cuối cùng cũng chịu khai kim khẩu. Hi Bình rời môi Tiểu Lộ, quay đầu nhìn Thi Nhu Vân nói, tại sao ta phải nghe lời nàng? Thi Nhu Vân hấp tấp nói bởi vì, nàng không tìm ra lý do nào xác đáng cả, bất giác cúi đầu im lặng, khôi phục lại phong cách thường nhật của nàng. Hi Bình thầm thở dài, quay đầu nhìn gương mặt đẫm lệ của Tiểu Lộ, đưa tay lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói, ta không phải là lão công tốt, ta đã ép buộc nàng. Tiểu Lộ yên lặng, nhãn tình phong mãn trở lại. Nếu nàng không nguyện ý gọi, ta sẽ dìu nàng về phòng, lão công chân chính của nàng. Lời Hi Bình vừa nói ra, Hoa Lôi châm cọc, đừng làm chuyện trái với lòng. Hi Bình nói, ta cũng không ép nào, tại sao nàng cứ theo ta vậy? Hoa Tiểu Ba nhanh nhẩu dắt Độc Cô Minh chạy mất, nên biết, Hi Bình và cô hắn có vấn đề khó nói, hắn không muốn ra sự, không muốn tiếp tục ở lại xem nhiệt náo. Nhiều lúc hắn tự hỏi, không biết nên gọi Hi Bình là tỷ phu hay là cô trưởng đây. Hoa Lôi nói, người cứ ôm ôm ấp ấp nữ nhân khác trước mặt chúng ta là không đúng, người tên hỗn đãng này, người không có nữ nhân để ôm ha. Thả nàng ta ra, nói rồi chạy lại kéo tay hắn ra. Hi Bình tay bị nàng ta kéo lấy, không khỏi đâu đầu than, được rồi, ta sẽ thả nàng ta ra. Nàng nghĩ ta muốn ôm nàng ta sao? Chỉ là ta bị nàng ta đụng chúng nên vô tình ôm phải nàng ta thôi,
ta không bao giờ vô cớ ôm nữ nhân lạ mặt đâu, nàng hà tất phải ghen tuông như vậy. Lôi Lôi, ngủ chung với ta nha. Hoa Lôi thấy hắn sắp thả Tiểu Lộ ra, rít lên giận dữ, sao ta lại phải ngủ với ngươi? Úp, Tiểu Lộ, nàng sao lại lên cơn điên như thế? Hắn rút tay lại, tay trái hắn bị Tiểu Lộ cắn mạnh hơn hắn kêu lên trong đau đớn, nhã ra mau, nếu không ta ôm nàng lên giường thiệt đó. Tiểu Lộ tiếp nhận lời uy hiếp đó, tên nam nhân này thật đáng ghét, ôm nàng khi nàng không nguyện ý, rồi nói cái gì mà hắn vô ý ôm phải nàng vì nàng va phải ngực hắn. Thử hỏi có nữ nhân nào chịu được sự vũ nhục này? Hy Bình tay phải mò vào y phục của nàng, da thịt mềm mại của Tiểu Lộ run lên, yêu kiều la lên, Hoàng Hy Bình, bỏ tay ra khỏi người ta. Mẹ nó, lão tử đã thả nàng ra, nàng có cần phải cắn ta thê thảm như vậy không? Ta có phải là khúc mía đâu, nàng cắn ta phải chiếm chút tiện nghi của nàng. Mới hả giận, nói rồi tay véo hạt châu của Tiểu Lộ. Tiểu Lộ than nhẹ, ai kêu ngươi chiếm tiện nghi của ta, lại còn tổn thương ta nữa. Hy Bình nói, ta có làm sao? Tiểu Lộ nắm lấy ma thủ của hắn nói, ngươi ôm ta sau đó lại hôn ta, rồi nói không thích. Hy Bình cười nói, hóa ra nàng thích được ta ôm sao? Hay để ta thân mật thêm chút nữa nha? Tiểu Lộ nói, không thích. Vậy nàng đi đi. Hy Bình thả Tiểu Lộ ra, nàng vô lực dựa vào tường, nhãn thần phức tạp nhìn Hy Bình, không hiểu tại sao hắn thay đổi luôn luôn. Vài khắc trước hắn còn muốn nàng kêu hắn là lão công mới chịu thả ra, bây giờ đột nhiên lại thả nàng ra như vậy, trong tâm nàng không khỏi có cảm giác bất bình. Nàng nói, tại sao ta phải nghe lời ngươi? Hy Bình than, ta có nói là nàng phải nghe lời ta sao? Rồi ôm Vưu Túy nói, Túy tỷ, ta tới phòng của tỷ nha. Thi Nhu Vân lên tiếng phản đối, không ngươi không được vào. Ta không có hỏi nàng, sao tối nay nàng đa ngôn như vậy? Hắn ôm Tiểu Yêu của Vưu Túy, rồi quay đầu hướng về phòng của tam nữ. Tiểu Lộ nhẫn thần lạc lõng, bỗng nhiên, rốt cuộc hắn là con người như thế nào? Thi Nhu Vân im lặng, Hoa Lôi nói, ngươi cần biết về hắn làm gì? Hỏi nhiều quá. Tiểu Lộ lấy lại sinh khí, tâm hồn non nớn sinh nhiều thị phi, lượm bội kiếm lên, đi về phòng đóng sầm cửa lại. Hoa Lôi nói, thật là một tiểu nữ hài thiếu giáo dục mà. Thi Nhu Vân đột nhiên nói, Lôi Di, chúng ta cũng vào trong chứ. Đương nhiên rồi, còn đứng đây làm gì nữa? Hoa Lôi dừng lại một chút, rồi nói Nhu Vân, cứ kêu ta là Lôi tỷ được không? Tại sao cứ kêu ta là Lôi Di vậy, bộ ta giả lắm sao? Thi Nhu Vân hồn nhiên bật cười như chuông, rồi đi trước vào phòng, Hoa Lôi cũng theo sau, thuận tay đóng luôn cửa lại. Hai người vừa vào tới nội phòng, thấy Hy Bình đang ôm Vưu Túy trên giường thắm thiết. Thi Nhu Vân mặt chuyển hồng, Hoa Lôi đằng hắng Hoàng Hy Bình, bọn ta đã về rồi. Hy Bình đặt Vưu Túy ngồi lên trên bụng, nhìn Hoa Lôi nói, ta biết rồi, đâu có sao đâu. Lại đây cho ta hôn một cái nào. Hoa Lôi nói, đừng có mơ. Hy Bình cười nói, nàng đừng mạnh miệng, ta sẽ làm cho nàng nhu nhuyễn lại a. Y dài, sao Nhu Vân tiểu bảo bối nghỉ ngơi sớm vậy? Thi Nhu Vân đã nằm xuống giường của nàng, không lý gì tới hắn. Hy Bình cảm thấy vô vị, sau lần dụ hoặc Thi Nhu Vân thất bại và bị câu dẫn bởi Vưu Túy, hắn chưa có dịp chủ động bắt chuyện với Thi Nhu Vân, tối nay không hiểu sao, hắn nảy sinh ý muốn trêu ghẹo nàng. Hắn nói lần nữa, tiểu ách ba, nàng đối với ta như cái mông của nàng vậy, coi chừng ta đánh vào mông nàng bây giờ. Thi Nhu Vân vẫn không nói lời nào, Vưu Túy than, Nhu Vân ngủ rồi, chàng đừng chọc phá nàng ta nữa. Hy Bình buông tha Thi Nhu Vân. Nhìn về phía Hoa Lôi đang si ngốc đứng đó, nói, nàng hoàn hồn lại chưa? Chừng nào mới chịu hiến thân cho ta đây? Hoa Lôi vung chân, giẫm một cái thật mạnh, rồi cũng trèo lên giường. Hy Bình thở dài, thấy nàng như muốn làm nhị nương của ta vậy, để ta bàn bạc với phụ thân, kêu phụ thân nạp nàng làm nương tử luôn. Ta không cưới ai hết, Hoa Lôi hét lên một tiếng giận dữ, rồi cũng bắt trước Thi Nhu Vân không nói câu nào nữa. Hy Bình cười nhẹ. Hôn Vưu Túy nói ta phải trêu ghẹo Nhu Vân mới được. Vưu Túy nói, hôm nay chàng không chú ý tới nàng ta, nên nàng ta không vui. Vưu Túy rời khỏi thân Hy Bình, khích lệ hắn đi trêu ghẹo biểu muội của nàng. Hy Bình lăn xuống giường tới trước giường của Thi Nhu Vân, cúi người nhìn vào đôi mắt đang nhắm tít của nàng, lặng dở chăn của nàng ra rồi trèo lên giường sờ nắn lưng ngọc của nàng. Hy Bình thì thầm, Nhu Vân tiểu bảo bối,
đại cứu nhân của nàng bồi tiếp nàng ngủ nha. Thi Nhu Vân không động đậy, nhưng Hy Bình cảm thấy hơi thở nàng đang gấp rút hơn, bộ võ phục trên người phập phồng theo từng nhịp thở. Hắn chuyển thân thể nàng lại ôm nàng vào ngực, đoạn nhéo chiếc mũi xinh xắn của nàng, cười nói tiểu ách ba, giả bộ ngủ nha, ta phải cởi y phục của nàng ra mới được. Thi Nhu Vân mở to làn thu ba, miệng thở hắt ra một hơi thơm tho, nói phôi đáng, người đừng nhéo mũi người ta không thở được, hãy thả ra đi mà. Thi Nhu Vân đẩy mạnh ngực của Hy Bình, kéo tay hắn ra khỏi mũi của nàng. Hy Bình thả tay ra, cho nàng tự do hô hấp, đưa tay ôm nàng hắn nói, tại sao nàng lại không đoái hoài gì đến ta? Thi Nhu Vân thở ra một hơi nói, đừng có ôm ta. Hy Bình cười nói, không muốn đại cứu nhân của nàng ôm nàng ư. Nhưng ta rất thích ôm tiểu ách ba, cho ta hôn nào. Không, Thi Nhu Vân kêu lên cự tuyệt, nhưng bị Hy Bình đưa môi bịt lại. Hy Bình đưa cặp môi chiếm hữu bờ môi đỏ của nàng ta, thanh âm nhẹ nhàng, tại sao lại từ chối ta? Thi Nhu Vân quên cả hồi đáp, si dại nhìn hắn, không tưởng được nam nhân trước mặt lại hỏi mình câu đó, hắn là cứu nhân của nàng, đương nhiên là nàng phải cự tuyệt hắn rồi ai. Tuy nhiên, bản thân nàng cũng không chắc mình có ghét hắn không, khi được hắn ôm, được hắn hôn, nàng tuy không nguyện ý, nhưng nàng chưa bao giờ ghét hắn, nhưng sau đó thấy hắn không chào hỏi một tiếng, trò chuyện cùng nàng. Nàng thấy trong lòng không vui, rốt cuộc trong lòng nàng cũng không cắt nghĩa mối quan hệ vi diệu với hắn. Hy Bình trong lòng cảm thấy thoải mái, nhìn nàng trong một thoáng, rồi nói, nàng không nguyện ý. Thi Nhu Vân mấp máy môi, nói, là ngươi nói không lý gì đến ta, ngươi không lý gì tới Nhu Vân rất lâu rồi, tại sao chúng ta lại đối xử với nhau như vậy? Vừa nói vừa thổn thức. Hy Bình nói, nàng thích sự quan tâm của ta hay nàng yêu thích tính tình vô lại của ta? Ta biết trong mắt nàng ta là cửu nhân của nàng, không muốn ta ôm nàng, nhưng cửu nhân như nàng thật là khả ái, ta rất thích khi phụ nàng, sở dĩ trong một thời gian ta không bức hiếp nàng bởi lẽ ta tự hứa với lòng mình là chỉ khi phụ nữ nhân mà ta yêu thương thôi. Dĩ nhiên, nếu nàng không cho phép ta khi phụ nàng, ta sẽ chiều theo lời nàng và cho cả anh trai đại ca của nàng nữa. Thì Nhu Vân, đừng có nhắc đến đại ca của ta, Nhu Vân không thể báo thù cho đại ca, ta có lỗi với đại ca. Hơn nữa ta không có kêu ngươi khi phụ Nhu Vân, nghe rõ chưa, ngươi là người xấu. Hy Bình thở dài, đại ca của nàng không phải do ta giết, nhưng cái chết của y cũng có một phần trách nhiệm của S. Đại ca nàng trước khi chết có thể rất hận ta, nhưng lúc hấp hối, y không hề thù hận gì ta cả, hơn nữa còn giao muội muội của y duy nhất của hắn cho ta, nhờ ta chiếu cố, như ta không phải là người tốt, ta không thể không an bài cho nàng. Tiểu ách ba à? Nàng có lúc thật khả ái làm cho sắc tâm của ta dao động mãnh liệt a. Nếu như nàng không thích ta đối với nàng như vậy, ta cũng chiều theo ý nàng, từ giờ sẽ đối đãi với nàng trên lập trường của một ca ca, xem nàng như muội muội của ta, săn sóc cho nàng như anh trai nàng, rồi tìm một nam nhân thật tốt để bảo bọc cho nàng, hoàn thành tâm nguyện cho đại ca của nàng. Còn về trả thù, nàng đừng nên lo nghĩ nhiều, giả sử quả thật anh trai nàng là do ta giết, ta cũng không tình nguyện cho nàng giết. Bởi lẽ mỗi người đều có đấu tranh cho sự tồn của bản thân, hơn nữa ta là con người ích kỷ, điều này nàng hiểu rất rõ nhất mà. Dừng một chút hắn nói tiếp, bây giờ nàng chọn đi muốn một cửu nhân vô lại, hay muốn một đại ca đối với nàng thất tốt, à. Thi Nhu Vân cắn môi, nước mắt lăn tròn trên má, đột nhiên vùi đầu vào lòng Hy Bình nức nở, hai tay không kháng cự hắn nữa, mà vòng qua lưng hắn ôm hắn thật chặt. Hy Bình để nàng khóc ho hả, tay mân mê lưng của nàng. An ủi, đừng khóc nữa, sau này ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Làn da mềm mại của Thi Nhu Vân rung lên, ngước đầu lên, vừa khóc vừa nói, ta không muốn người đối đãi tốt với ta, người càng không phải là đại ca của ta không cần nam nhân chăm sóc, ta có thể tự chăm sóc bản thân mình. Ta hận không thể một dao đâm chết ngươi, không cho người theo ta, hoặc Nhu Vân sẽ không lý gì tới ngươi nữa. Hy Bình nói, sau này đừng đối với ta như cửu nhân của nàng được không? Tay hắn mân mê gương mặt của Thi Nhu Vân, nhẹ thở dài một tiếng. Đưa bàn tay mềm mại giữ lấy tay hắn, Thi Nhu Vân nói, tại sao người giãn người đến đánh đại ca ta? Tại sao người không đi một mình? Ta có thể nói đại ca trả Tuyết Nhi lại cho ngươi. Nàng ta nói thật đơn giản, có nhiều sự tình tư duy thuần khiết của nàng ta không thấy hiểu được, cũng như việc tại sao nàng ta không tự chủ được đem lòng yêu thương nam nhân này vậy, nam nhân này lại là cứu nhân của nàng.
vấn đề tưởng như đơn giản nhưng kỳ thực phức tạp vô cùng. Thi Bình không muốn thấy biểu tình đau đớn của nàng, nói, ngủ đi. Đừng hỏi đừng nghĩ gì nữa, việc ngày mai tính, đêm nay ta muốn nàng có một giấc mộng thật đẹp trên ngực của ta. Ta muốn sau này cả đời sẽ là chỗ dựa cho nàng, chừng nào nàng còn nguyện ý. Nàng biết không, nàng coi ta là đại cửu nhân của nàng, trong tâm mình, ta nguyện ý là chăm sóc nàng cả đời, đến bao giờ nàng muốn. Thi Nhu Vân chìm trong im lặng, hiển nhiên đã ngủ rồi. Thi Bình nhìn về phía Vư Túy và Hoa Lôi, bọn họ cũng đã yên giấc. Hắn đương nhiên cũng mệt mỏi vô cùng. Ôm tiểu bảo bối Nhu Vân của hắn chìm vào giấc ngủ. Đêm yên tĩnh, Đại Ni tiến vào phòng của Tiểu Lộ, hai người vai trong vai tiến về phía giường rồi ngồi xuống. Đại Ni nói khẽ, Tiểu Lộ, cô và hắn xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Lộ kể chuyện xảy ra với Hi Bình, rồi oán trách tại sao lúc đó cô không giúp ta. Đại Ni giải thích, đó là trường hợp gì chứ, ta làm sao để giúp cô đây? Tiểu Lộ nói, ít ra cô cũng phải thuyết phục hắn thả ta ra chứ. Đại Ni nói, cô không phải là không biết con người Hoàng Hi Bình mà, hắn dễ dàng nghe người khác nói sao. Tiểu Lộ cả giận nói, tại sao lại có nam nhân như vậy, khi gặp hắn cứ tưởng là một đại nhân vật, hơn nữa hắn sách động giang hồ trong thời gian hắn như vậy, không tưởng con người hắn lại như vậy. Đại Ni thở dài, còn nhiều chuyện cô không biết hết đâu, ta cứ tưởng hắn là một tên sắc lang, ra sức dụ hoặc hắn, nhưng thất bại, bây giờ ta không còn tự tin để đối phó với hắn nữa. Tiểu Lộ nói, việc thiếu gia giao cho cô vẫn chưa hoàn thành sao? Đại Ni thần sắc thất vọng, buồn buồn nói, ta lẽ ra không nên tới Trung Nguyên này, việc thiếu gia người nhờ vả có lẽ suốt cuộc đời này ta cũng không hoàn toàn nổi. Võ công của y đã là vô địch rồi, sao y còn dòm ngó Lôi Kiếp đao pháp làm chi? Tiểu Lộ, yêu một người nhất định phải vì người đó bất kể sống chết sao? Cô cũng yêu hắn, cô và ta vì hắn trả cái giá này có đáng không? Tiểu Lộ trầm mặc. Đại Ni nói tiếp, ta giờ đây lại nghĩ, có lẽ ta thích như tên vô lại Hoàng Hi Bình, hắn ít nhất có thể yêu hết dạ. Ai? Tiểu Lộ đột nhiên nói, ta nghe nói Hoàng Hi Bình có rất nhiều nữ nhân, không biết hắn có thể thỏa mãn cho nữ nhân của hắn không? Đại Ni nói, theo ta được biết, nữ nhân của hắn rất tốt, hắn cũng rất thương yêu các nữ nhân của hắn, mỗi người đều được hắn sủng ái. Thật sao? Tiểu Lộ trầm tư, hồi ức về Hi Bình ồ ạt trong tâm trí nàng. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một niềm vui không tên lẽ ra không thể hiện hữu, nàng nhớ thân hình khôi vĩ của hắn, gương mặt tuấn mỹ vô song, nụ cười vừa vô lại vừa rất có mị lực của hắn, nhớ cái ôm hữu lực của hắn và nụ hôn vô lễ đó, nhớ lúc hắn bắt nàng kêu đi kêu lại hai tiếng lão công. Ngươi đang nghĩ về thiếu gia của ngươi hả? Đại Ni cắt dòng duy tư của nàng ta. Tiểu Lộ sực tỉnh, hoang mang kêu lên một tiếng, ừ. Sau vụ nhiệt náo của Hi Bình đêm qua, toàn bộ khách điếm không ai được ngủ ngon, nên ngày hôm nay tất cả đều dậy đặc biệt muộn, tên trưởng quý cũng ngồi ngáp ngắn ngáp dài, có không ít khách nhân còn lỡ lịch trình của họ. Hi Bình mơ màng mở mắt, thấy cặp thu nhãn linh tuệ của Thi Nhu Vân đang mở ra nhìn hắn, hắn cười nói, nàng trộm ngắm ta đã lâu chưa? Cửu nhân của nàng đáng nhìn đây, càng nhìn càng yêu đấy chứ. Làm như mình dễ nhìn lắm vậy, đúng là một tên tiểu quỷ mà, Thi Nhu Vân chưa kịp trả lời. Hoa Lôi bực bội nói chen vào. Thi Bình ngồi dậy, đặt Thi Nhu Vân ngồi trên đùi hắn, quay mặt về phía Hoa Lôi nói, nàng đang oán trách tên tiểu quỷ này tại sao không ôm nàng ngủ phải không? Hoa Lôi tức khí, ai thèm ngươi ôm? Hoa Lôi ta cần ngươi ôm sao, ngươi chưa thỏa mãn sao mà còn muốn ôm ta? Trời sáng rồi, còn không mau thả Nhu Vân ra, ngươi ôm vẫn chưa đã sao? Tiểu dâm trùng. Thi Nhu Vân mặt phất hồng. Vùng vẫy muốn thoát khỏi ma thủ của Hi Bình, nhưng bị hắn ôm chặt lại, nàng lý nhí, Lôi Di lại chọc ghẹo người ta. Hi Bình cười ha ha nói, nàng đừng giận, là ta không tốt, nói xong hắn hôn lên gò má chín đỏ vì thẹn của nàng, xong nói thiếp hôm nay cùng cưỡi ô long với ta được cô. Không tốt sao? Hi Bình kỳ vọng hỏi. Thi Nhu Vân vội vã gật đầu, rồi không nói gì nữa. Hoa Lôi liền nói, Nhu Vân, bất tất đáp ứng hắn. Ngươi sẽ bị hắn chiếm tiện nghi đó. Hi Bình cười nói, nữ nhân không thể tránh khỏi bị chiếm tiện nghi mà, tiểu ách ba không sợ ta chiếm tiện nghi thì nàng lo lắng cho nàng ta làm gì. Vư Túy lúc này đang ngồi trước bàn trang điểm, lên tiếng, Hi Bình, chàng nói chân mày của thiếp vẽ sao cho đẹp đây. Hi Bình lướt ngắm nàng, rồi nói, chân mày của nàng vừa mỏng vừa cong, rất là hấp dẫn a,
vẽ thêm vào sẽ làm mất vẻ hấp dẫn của nàng, ta thích nàng để chúng thật tự nhiên, bởi vì như vậy nàng mới thật kiều diễm. Vư Túy sung sướng kiều tiếu, rồi quay lại tiếp tục trang điểm. Hoa Lôi tuột xuống đi tới phía sau Vư Túy nói, Túy Nhi, để tỷ giúp muội chải tóc nha. Thi Bình thả Thi Nhu Vân ra nói, nàng cũng đi chuẩn bị đi, tóc nàng rối hết rồi kìa, ta rất thích nhìn chúng thật gọn gàng. Nói rồi y cất bước ra ngoài, Thi Nhu Vân lúc này mới lên tiếng, đại ca thật sự không cho chúng ta báo thù sao? Vư Túy nói, đúng vậy, Trúc Sinh có nói với tỷ, hơn nữa còn giao tỷ cho hắn. Nhu Vân à, tại sao muội lại hỏi như vậy? Thi Nhu Vân u uẩn nói, có lẽ đại ca muốn tốt cho chúng ta, huynh ấy biết Nhu Vân không có khả năng báo cừu, Nhu Vân bây giờ không biết làm sao cho phải. Hoa Tiểu Ba, Độc Cô Minh, Triệu Tử Huy gần như phát cuồng. Mới sáng sớm ra khỏi cửa ba tên đụng phải một thiếu nữ, làm bọn họ ba người rơi vào lưới tình thức thì. Nguyên lai thiếu nữ này đích thực mỹ lệ có thể sánh với Thủy Khiết Thu, vận lam sắc y phục tựa thiên thượng trên cao kia, xanh huyền hoặc như đại dương sâu thẳm, quấn quanh thân hình gợi cảm hấp dẫn của nàng. Không như Thủy Khiết Thu, Khiết Thu có vẻ quyến rũ khêu gợi tự nhiên, nàng lại là nữ nhân không thể động vào, thiếu nữ này thì khác, nàng đẹp thuần khiết như trăng rằm. Một vẻ đẹp thuần khiết vô bờ, nếu gọi vẻ thuần khiết của Thi Nhu Vân là u uẩn, buồn bã. Thì nữ tử này mang một nét thánh thiện thôn dã, chân thực. Có thể nới với vẻ đẹp thiên hạ vô song mang cả tính thuần chân khiến cho giới nam nhân phải điên đảo thần hồn. Họ nhìn thấy nàng ở tửu điếm ngoài Long Thành, đi cùng nàng là hai nữ nhân tầm tam thập cũng thuộc hàng mỹ nữ khó gặp. Khi bước vào tửu điếm, thấy tất cả các bàn đều có người. Thi Bình nhìn lão bản hỏi, tửu điểm của lão lúc nào sinh ý cũng tốt thế này sao? Lão đầu cười nói, không phải, chỉ hôm nay thôi, lão đã mở tửu điếm này 5 năm, hôm nay sinh ý thật là tốt, nam nhân tại trường quên cả gọi món, cứ dán mắt nhìn ba nữ nhân vừa xuất hiện, phảng phất từ người nữ nhân mùi u hương. Ta sẽ không đụng tới nữ nhân mà các người thích, bất quá nhìn tình hình, các người thích đứng đây ngửi mùi hơn thích kiếm gì bỏ bụng. Thi Bình đưa mắt qua lão bản rồi nhìn Hoa Tiểu Ba, Độc Cô Minh, Triệu Tử Huy, chỉ thấy bọn họ không rời mắt khỏi ba nữ nhân kia, khi bọn họ tới, có vài người chuyển mắt sang nhìn bọn Thi Bình, nhãn thần giật mình thất sắc. Bởi lẽ, những nữ nhân đi cùng bọn họ ai cũng có thể làm cho nam nhân phát cuồng, Đại Ni và Vưu Túy nhan sắc chỉ hơi kém hơn thiếu nữ nọ chút ít đều là vưu vật hiếm có, hà huống bọn nữ nhân đi sau ai cũng là sắc đẹp khuynh thành. Lão bản dần dần chú ý tới bọn tuấn nam, mỹ nữ này. Lôi Long nói, Thi Bình, chúng ta chậm một bước rồi. Ai nói chúng ta chậm bước? Thi Bình cất bước đi về phía một đại hán thân hình thô tráng, đặt tay lên vai y, cười nói, đại ca, thức ăn của huynh muội lạnh cả rồi, nhất định là ngồi đây đã lâu, ta nghĩ huynh cũng no rồi, sao huynh còn ngồi đây giữ chỗ? Đại hán tức giận quát, lão tử hoan hỉ muốn ngồi bao lâu thì ngồi, mắc mớ gì tới tiểu tử ngươi? Còn không mau lăn qua một bên, không thì lão tử không khách khí đâu. Thi Bình nói, ta chỉ muốn tìm địa phương để dùng bữa thôi mà, ngươi la làng cái con mẹ gì. Hai tay hắn nắm chặt gã đại hán, tên đại hán chưa kịp suy nghĩ, bị hắn quăng ra khỏi tửu điếm, bò lăn bò càng hết sức khó coi. Chúng nhân trong tửu điếm giật mình, nhìn tên nam nhân thô bạo này, dáng nặn ra một nụ cười cầu tài, những tưởng hắn sẽ hòa hoãn trở lại, không dè hắn quát luôn. Ai không ăn nữa thì cũng biến đi, mẹ nó, muốn ngắm gái thì đi lầu xanh mà ngắm, đừng ở đây làm phiền lão tử dùng bữa. Hắn tung cước đạp một cái bàn ăn để tiết giận, những tưởng cái bàn mục này sẽ vỡ ra 12 mảnh, không tưởng cái bàn lại không suy xuyễn gì, không kiềm được hồ đồ mắng luôn, tức chết ta mà, cái khách điếm mục nát này không ngờ có chiếc bàn tốt như vậy, hại lão tử vô pháp lập uy mẹ nó. Những thực khách ngồi ở bàn đó đứng phát dậy trừng mắt nhìn hắn. Hắn khiêu khích nói, nhìn cái gì? Muốn đánh nhau hả? Hầu như tất cả nam nhân có mặt ở đó đều đứng dậy, ít nhất là 20-30 người, đồng thanh hưởng ứng, nện nó đi. Độc Cô Minh và Triệu Tử Huy rút kiếm ra khỏi bao, Thi Bình đưa tay cản họ lại, đoạn quay lưng đi ra ngoài khách điếm, chúng nhân tưởng hắn sợ nên tự động bỏ đi, chuẩn bị tha thứ cho hắn, không dè hắn đứng ngoài cổng khách điếm hét vô, tên nào muốn đánh lão tử ra ngoài này, lão tử sẽ đánh hắn thành đầu heo. Hoa Tiểu Ba quan tâm nói, tỷ phu, đao vẫn còn trong tay đệ. Thi Bình nói luôn, dùng đao làm gì? Danh hiệu quyền vương của lão tử không phải là hư danh. Tất cả nam nhân trong tửu điếm cùng nhìn hắn,
Quả thật hắn khôi vĩ vô song, nhưng họ đều không tin hắn có thể đấu với 20-30 người. Mẹ kiếp, tên đáng ghét này, đúng là tự tìm đường chết. Bọn Độc Cô Minh toàn trợ trận cho hắn, nhưng Lôi Long Nhân lại nói, cứ để Hy Bình tự xoay sở, hắn thích nhất là hỗn chiến. Đây là do Tứ Cẩu nói, Lôi Long vẫn chưa quên. Tiểu Nguyệt bình tĩnh nói, chúng ta ngồi xuống rồi đặt món nha. Hoa Tiểu Ba ngạc nhiên nói, Tiểu Nguyệt, nàng không lo lắng cho tỷ phu sao? Huynh ấy không có đao, so với Hoa Tiểu Ba ta còn thảm hơn. Phải ha, ít ra Hoa Tiểu Ba còn có thân pháp bỏ chạy của hắn. Tiểu Nguyệt ngạo nhiên nói, đại ca chưa thua ai bao giờ, Nguyệt Nhi tin vào đại ca. Hy Bình nhìn chúng nam đứng xung quanh, nhớ những kỷ niệm ẩu đả khi còn ở Sơn Thôn, bất giác hắn nhoẻn miệng cười, đây không phải là nụ cười tà mị thường trực của hắn thường ngày mà là nụ cười chân chất ngây thơ của tiểu hài. Hắn nghĩ, nếu như có Tứ Cẩu ở đây thì hay quá, gã nhất định sẽ cùng hắn đánh một trận thống khoái, Độc Cô Minh và Lôi Long không thích hợp với những trận hỗn chiến như thế này. Nhưng mà hắn thích nhất là hỗn chiến, Tứ Cẩu cũng không ngán mà cùng hắn thống khoái một trận. Thật đáng tiếc là Tứ Cẩu không có ở đây, hắn phải một mình chống đám nam nhân này rồi. Khi nụ cười tiêu biến, gương mặt tuấn tú của hắn lãnh phải một đấm, toàn thân hắn cũng nhận vô số quyền cước. Hắn nhận ra kẻ đấm vào mặt hắn, không quan tâm quyền cước của những kẻ còn lại, chỉ chuyên tâm truy kích tên ra đòn hiểm ác kia. Hy Bình quăng tên đó ngã xuống đất, không màng gì đến những kẻ bao vây xung quanh, ngồi lên ngực tên đó, hai tay đấm thẳng vào mặt tên đó, trực tiếp biến bản mặt hắn thành cái đầu heo, sau đó chuyển qua mục tiêu kế tiếp cứ thế lặp đi lặp lại. Khi hắn biến kẻ thứ bảy thành cái đầu heo, vài người không biết làm gì hơn là co chân đào tẩu, bởi vì họ hiểu ra là mình đã dây vào một tên điên, bất kể bọn họ đánh hắn như thế nào, hắn vẫn không suy xuyển gì, chuyên tâm truy tìm kẻ nào đánh hắn mà ăn miếng trả miếng, nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn này tất cả mọi người đều bị đả kích nghiêm trọng. Nếu hắn chuyển mục tiêu qua mình, thì không phải sẽ trở thành một đống thịt bầm hay sao? Mặc dù có nhiều kẻ khôn ngoan đã kịp thời tháo chạy, nhưng cũng có không ít kẻ tuy khôn ngoan chỉ là đã bị Hy Bình dần cho một trận nên không thể chạy được nữa. Hy Bình thấy chúng nhân đào tẩu, hét lên, ê, làm gì chạy nhanh vậy, ta còn chưa động thủ đánh ngươi mà, ngươi chạy cái gì chứ? Nói xong rồi giáng một quyền tối hậu vào kẻ xấu số, xong hắn đứng dậy phủi bụi trên người, lau bao tự nói với mình, đúng là một đám người không biết đạo đức nghề nghiệp, đánh nhau cũng phải có nguyên tắc chứ. Hoa Tiểu Ba cười gượng nói, tỷ phu à, họ sợ cái tên nghiu đầu huynh đó. Hy Bình rời chân bước vào khách điếm, y phục của hắn bị rách nhiều chỗ, trên mặt cũng xanh tím từng chỗ. Tiểu Nguyệt đứng dậy, lấy khăn tay lau vết thương cho hắn, quan tâm nói, đại ca huynh vẫn như trước đây, mỗi lần đánh nhau là bị thụ thương đầy mình. Lôi Long cười nói, bây giờ đệ đã hiểu tại sao Tứ Cẩu sợ đánh nhau tay không với tỷ phu rồi, phương pháp đánh nhau của huynh thật là khủng khiếp, ai mà không bị dọa cho chết khiếp.